Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 337 thứ năm cái hóa thần. Trên bầu trời nhanh chóng tụ tập lôi điện, mây đen quay cùng vài tiếng sấm rền hỗn loạn sắp đến lôi kiếp đem ma tộc kia nhất chỉnh phiến khu vực sở bao phủ, hình thành thiên địa dị tượng. Lại là một cái hóa thần kỳ lôi kiếp. Đoạn Dự ngồi không yên, căng thẳng trên mặt biểu tình, thần sắc dần dần trở nên có chút lạnh lùng. Đây chính là đã nhiều ngày nội, thứ năm cái hóa thần lôi kiếp. Tạ Sơ Tuyết nhẹ nhàng điểm cầm, ma tộc rốt cuộc vẫn là điên rồi sao? Cũng dám ở năm cái hóa thần cùng nhau độ kiếp, kia chính là hóa thần kỳ, phóng một khối độ kiếp nghĩ như thế nào? Cùng trước bốn cái lôi kiếp có chút bất đồng chính là, Đoạn Dự híp mắt, nếu không nhìn lầm, kia hẳn là chuẩn hóa thần lôi kiếp. Muốn nói hóa thần nhiều nhất địa phương hẳn là ma tộc cùng yêu tộc, chỉ là này hai tộc hóa thần nhược có thể bị Nguyên Anh kỳ thân truyền nhóm treo lên đánh. Loại này đều không tính là chân chính hóa thần. Này có lẽ là chúng ta tu chân giới, cái thứ nhất chuẩn hóa thần đi. Tạ Sơ Tuyết thanh âm nhẹ nhàng, lộ ra vài phần kỳ dị mà sắc thái. Đoạn Dự hơi gật đầu, gần trăm năm tới. Xác thật là cái dạng này. Bởi vậy liền cũng có thể thấy tu chân giới đại năng điêu tàn cỡ nào thảm. Cùng ngàn năm trước so sánh với, gần trăm năm thiên tài thiếu đáng thương. Cũng liền này gần mấy năm hảo chút, ra không ít thiên phú dị bẩm thiên tài. Bốn cái hóa thần cũng liền nhịn, vì cái gì bọn họ ma tộc còn có thể lại ra cái chuẩn hóa thần. Tần Phạn Phạn nhẹ nhàng than một tiếng, ma tộc loại địa phương kia có thể có hóa thần kỳ lôi kiếp. Liên tiếp hóa thần hơi thở truyền đến, đồng dạng dẫn phát rồi không ít tu chân giới các tu sĩ nghị luận thanh âm. Năm cái hóa thần a, ma tộc lại ở nghiên cứu cái gì xâm chiếm tu chân giới đại kế sao? Có đôi chứ không chỉ một, Trường Minh Tông mọi người cũng là như thế này tưởng. Là lại tưởng làm cái gì âm mưu sao? Đoạn Dự thanh âm lạnh lùng, bằng không vì cái gì yên lặng lâu như vậy không có lôi kiếp ma tộc thình lình nhiều ra tới năm cái hóa thần lôi kiếp. Kia cũng không phải là giống nhau số lượng, đó là suốt năm cái hóa thần lôi kiếp a. Triệu trưởng lão điểm danh Tạ Sơ Tuyết, Tạ Sơ Tuyết, ngươi đối này thấy thế nào? Tần Phạn Phạn, Đoạn Dự, nhìn chằm chằm. Tạ Sơ Tuyết. A. Ta không biết a. Hắn vẻ mặt mờ mịt, nỗ lực làm biểu tình chân thành tha thiết một chút, ý đồ làm mọi người tin tưởng chính mình. Ngươi sẽ không biết. Triệu trưởng lão đi theo hỏi lại một tiếng, các ngươi đa tình đạo tâm nhãn nhiều cùng lỗ thủng giống nhau. Ngươi thật không biết. Triệu trưởng lão thực phản cảm đa tình đạo tu sĩ, nói trùng hợp cũng trùng hợp Tạ Sơ Tuyết cùng Tiết Dư này hai người đều là đa tình đạo, chính mình tông thân truyền, lại ghét bỏ liền cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Hành đi, Trường Minh Tông nhiều năm như vậy, cơ bản tu sĩ nhiều vì vong tình nói cùng tiêu giao đạo, có mấy cái đa tình đạo cũng khá tốt, kéo cao một chút chỉnh thể chỉ số thông minh. Bị hai người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tạ Sơ Tuyết hơi hơi sửng sốt, bật cười mà vẫy vẫy tay, xem ta làm cái gì. Ta lại không am hiểu suy đoán. Sao có thể rõ ràng sao lại thế này? Am hiểu suy đoán chỉ có Bồng Lai bên kia người, bọn họ đảo có một vị trưởng lão xuất thân Bồng Lai. Đi hỏi một câu. Tần Phạn Phạn lập tức tỏ thái độ, làm Trần trưởng lão hỗ trợ hiện trường bạc một quẻ hỏi một chút xem. Không làm rõ ràng tóm lại là hoảng hốt, kia không phải chuyện nhỏ, năm cái hóa thần lôi kiếp, không ngừng Trường Minh Tông đang âm thầm quan trụ, mặt khác thế gia đồng dạng ở trong tối ngoài sáng tìm hiểu. Tần Phạn Phạn đi qua đi lại, nhìn bên ngoài sắc trời, thường thường quay đầu nhìn chằm chằm Trần trưởng lão trong tay lục hào lặp lại dò hỏi, tính đến đã xảy ra cái gì sao? Trần trưởng lão ngay từ đầu khí định thần nhàn, chờ đến mặt sau cũng dần dần có chút tâm phiền ý loạn, không có. Hắn giữa mày thật sâu tụ lại đến cùng nhau, trong đó liên lụy nhân quả quá lớn, không thể kế hoạch, ma tộc sự tình đi tìm người tra xét cho thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, ở đây người biểu tình đều dần dần cổ quái. Rất ít có Trần trưởng lão tính không ra, nhưng suy đoán loại chuyện này vô pháp cưỡng cầu. Thấy hắn đều nói như vậy, chỉ có thể từ bỏ. Thấy liền am hiểu mệnh lý tính toán Trần trưởng lão đều không thể từ giữa nhìn trộm một vài, Tần Phạn Phạn hậm hực chỉ có thể tìm người đi điều tra. Tạm thời không có manh mối. Ma tộc đã nhiều ngày hẳn là không công phu lại làm sự tình gì. Kia năm cái hóa thần, trọng điểm điều tra rõ ràng kia mấy ngày đã xảy ra cái gì sẽ dẫn phát loại này dị tượng. Yêu tộc kế lần trước sau khi thất bại an tĩnh hồi lâu. Ma tộc cũng là như thế, thình lình tới năm cái hóa thần, một cái chủng hóa thần lôi kiếp thật sự làm cho bọn họ khó hiểu. Ai cũng không nghĩ tới lôi kiếp sẽ liên tục vài ngày, trước 4 cái hóa thần lôi kiếp duy trì 2 ngày sau đã sớm vô tung vô ảnh, thứ 5 cái lôi kiếp ước chừng duy trì 8 ngày. 3 ngày trước mặt khác tu sĩ đồ cái mới mẻ, rốt cuộc trăm năm tới vẫn là lần đầu nhìn đến nhiều như vậy hóa thần lôi kiếp. Từng cái đều ở bên ngoài nhìn chằm chằm xem, chuẩn bị kiến thức trong truyền thuyết chuẩn hóa thần độ kiếp sau khi kết thúc thiên địa dị tượng, kết quả thủ đến thứ 5 điều còn không có sau khi kết thúc, bọn họ hậu tri hậu giác ý thức được sự tình không thích hợp. Ngày thứ 8 đi. Đoạn Dự sờ soạn một phen mặt, hắn hung tợn mà phủi tay cười lạnh, ta đảo muốn nhìn nó còn có thể duy trì bao lâu. Lại khoa trương lôi kiếp lúc này cũng nên dừng. 7 ngày xem như đỉnh thiên, tu chân giới từng có 7 ngày, ngay cả thiên linh căn Diệp Kiều dài nhất một lần cũng là 5 ngày. Như thế nào sẽ có ngày thứ 8 lôi kiếp tồn tại? Nhất định là ma tộc có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Triệu trưởng lão vẻ mặt lãnh đạm mà chắc chắn. Ta nghe nói rất sớm phía trước bọn họ liền mơ ước Diệp Kiều linh căn hồi lâu, chẳng lẽ cái kia lôi kiếp là bọn họ dùng cái gì đặc thù cấm thuật làm ra tới? Ma tộc đường ngang ngõ tắt cấm thuật so với bọn hắn nhiều đến nhiều, có cái gì cổ quái đều cũng không hiếm lạ. Ở đây vô số người bắt đầu lén lút âm mưu luận. Những người này một đống thao tác mảnh như hổ, kết quả là một cái cũng chưa đoán chuẩn. Chu Hành Vân đánh giá rắc giữa Diệp Kiều lôi kiếp nhiều nhất duy trì 5 ngày, tu chân giới nhất lâu là 7 ngày, trên cơ bản đa số vì 3 đến 5 ngày thời gian, mà hiện tại Diệp Kiều còn không có trở về, ở các trưởng lão hỏi bọn hắn đi làm cái gì thời điểm, bị bọn họ lời nói hàm hồ lừa gạt qua đi. Nói giỡn, thật bị bọn họ biết kia 4 cái hóa thần kỳ lôi kiếp là bọn họ 5 cái kết phường tính cả ma tộc thiếu chủ cùng nhau làm ra tới, còn không được bị trưởng lão hung hăng tước một đốn. Chờ đến thứ 5 cái hóa thần lôi kiếp truyền ra tới kia một khắc, bọn họ vội vàng cũng chạy ra nhìn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kia đạo thứ 5 lôi kiếp chính là Diệp Kiều. Nhiều nhất 7 ngày lôi kiếp duy trì suốt 8 ngày thời gian, nhìn dáng vẻ còn không có kết thúc ý tứ, bọn họ đang chuẩn bị cùng nhau dò hỏi hạ trưởng lão sao lại thế này, kết quả ở ngoài cửa nghe lén đến này một phen đối thoại. Bọn họ gắt chỗ nào đoán nửa ngày, một câu cũng chưa đoán đối. Kia 4 cái hóa thần là chúng ta làm ra tới, dư lại một cái là Diệp Kiều, sao có thể có cái gì âm mưu sao, liền tính thật sự có âm mưu dựa theo ma tộc bọn họ vặn vẹo âm u tính cách, cũng là lén lút tới. Cho nên, về tiểu sư muội sự tình còn muốn đi nói cho các trưởng lão sao? Tiếp Dư nhỏ giọng nói, cảm giác nói về sau sẽ bị đánh. Vẫn là bẩm báo một tiếng đi. Chu Hành Vân tiểu thanh, cảm kích không báo, lại phải bị các trưởng lão tước một đốn. Một Trọng Hy điểm đầu, học bọn họ hạ giọng, vẫn là không khỏi hoang mang, cho nên chúng ta vì cái gì muốn như vậy nhỏ giọng a? Minh Huyền, bởi vì nói như vậy lời nói tương đối kích thích. Ngươi không cảm thấy sao? 4 người trộm cắp ở cửa đại điện nghe lén bọn họ nói chuyện, Tạ Sơ Tuyết hẳn là đã nhận ra bọn họ đang nghe, nhưng không có vạch trần ý tứ, cái này làm cho Minh Huyền tâm hơi định rồi định. Hiện tại đều ở quan tâm kia 5 cái hóa thần thuộc về tình huống như thế nào. Như vậy có Diệp Kiều giúp bọn hắn hấp dẫn các trưởng lão lực chú ý, sư phụ bọn họ cũng sẽ không nhiều cùng bọn họ so đo. 4 người đang ở khe khẽ nói nhỏ, đại điện hơi nghiêng môn chợt bị oanh khai, một đạo dòng khí chảy quá xoa bọn họ mặt mà qua, mang theo vài phần khắc cốt lạnh lẽo. Nguyên bản nói chuyện phím mấy người nhanh chóng tản ra đứng ở bất đồng phương vị. Trong đại điện là Triệu trưởng lão táo bạo thanh âm, các ngươi 4 cái, lăn ra đây cho ta. Xong con bê. Minh Huyền đáy lòng nảy lên vô tận bi thương, bọn họ 4 người nói đã rất nhỏ thanh đi. Chẳng lẽ kết quả là vẫn là bị nghe được. 4 người ngươi đẩy ta tể cọ tới cọ lui đi vào đại điện, ngồi vây quanh chính là một đám trưởng lão sư thúc cấp bậc nhân vật, một đám tu vi cao thâm khó đoán đại năng nhóm đồng thời nhìn bọn hắn chằm chằm 4 cái tiểu bối, Một Trọng Hy gia. Đầu tê dại. Các ngươi 4 cái ở bên ngoài nói thầm cái gì đâu. Minh Huyền há miệng thở dốc, tưởng thuận miệng xả vài câu hoảng, thình lình bị uy áp như vậy một để, hắn nháy mắt không có cốt khí, thảo luận về lôi kiếp vấn đề. Các ngươi cũng chú ý tới. Một Trọng Hy tưởng nói kia không phải vô nghĩa sao. Giây tiếp theo uy áp thình lình triều chính mình phương hướng nghiêng, hắn lập tức gật đầu, đúng vậy. Vì cái gì không tiến vào nói. Tạ Sơ Tuyết rất có hứng thú giao điệp xuống tay, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Tiếp Dư thành thật mà trả lời, sợ bị các ngươi nghe được. Còn có đâu? Tạ Sơ Tuyết tiếp tục hỏi. Nói thực ra, Tiếp Dư đối cái này cao thâm khó đoán sư thúc là thật sự hận không thể trốn xa xa mà. Hắn cùng Minh Huyền ngay từ đầu đối Tạ Sơ Tuyết bóng ma nơi phát ra với khi còn nhỏ lần đầu tiên gặp mặt Tạ Sơ Tuyết liền đem hắn cùng Minh Huyền phóng hỏa trên giá nướng. Mỹ kỳ danh rằng than nướng tiểu thí hài. Mặt sau bóng ma đến từ chính Tạ Sơ Tuyết bản nhân, đối phương ở lần lượt luân hồi giữa, phá lệ thực hiểu biết bọn họ. Mỗi lần đều có loại bị nhìn thấu không được tự nhiên cảm. Tiếp Dư con ngươi đi xuống rũ rũ, thở hắt ra, đơn giản bất chấp tất cả mà buông tay, đem ngồi xổm trên mặt đất Minh Huyền đạp một chân ý bảo hắn trạm hảo, đừng đoán. 4 cái hóa thần lôi kiếp là chúng ta làm. Thứ 5 cái lôi kiếp cũng là chúng ta làm, cùng ma tộc không quan hệ. Chuyện này bên trong nhất vô tội chính là ma tộc. Tiếp Dư xem cái này lôi kiếp tư thế, ước chừng 8 ngày thời gian, Diệp Kiều là cao hứng, chỉ sợ toàn bộ ma giới những cái đó ma tộc đều sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, này liền tính, còn phải bị một đám các trưởng lão âm mưu luận bọn họ đang làm cái gì âm mưu quỷ kế. 4 cái hóa thần lôi kiếp, các ngươi làm. Tạ Sơ Tuyết nhưng thật ra từng có suy đoán, bị chứng thực về sau, hắn vẫn là nhịn không được nhìn nhiều bọn họ vài lần. Đoạn Dự khóe miệng trừ trừ, các ngươi 5 cái. Thật con mẹ nó một đám người mới a. Tạ Sơ Tuyết trong mắt xẹt qua tinh tinh điểm điểm mà ý cười, thử tính tiếp tục cười tủm tỉm dò hỏi, út, kia thứ 5 cái hóa thần các ngươi là như thế nào làm ra tới? Vẫn là suốt 8 ngày đều không có một chút đình hưu xu thế lôi kiếp, như thế nào? Chẳng lẽ là biến dị lạp? Tiết Dư nghẹn, cảm thấy Tạ Sơ Tuyết người này có độc, rõ ràng xem đoán được một hai phải buộc bọn họ nói ra, làm gì? Như vậy muốn nhìn bọn họ 5 cái chỉnh chỉnh tề tề bị đánh sao? Đáng giận a. Nhưng tại như vậy dài hơn lão tông chủ như hổ rình mồi dưới ánh mắt, hắn cũng không dám trầm mặc, hữu khí vô lực trả lời, kia thứ 5 cái hóa thần, còn không phải là Diệp Kiều sao? Chương 338 hóa thần thí luyện. Ngươi không nói giỡn sao? Tạ Sơ Tuyết chiến thuật tính ngửa ra sau, ngữ khí rất là cổ quái, không biết là kinh ngạc vẫn là dự kiến bên trong. Tiếp Dư chỉ chính mình, giơ lên mi, tiểu sư thúc, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi nói giỡn sao? Người bình thường ai dám cùng Tạ Sơ Tuyết nói giỡn. Bị Tạ Sơ Tuyết xách theo huấn luyện tư vị ai đều không nghĩ thể hội, hắn không ngừng tra tấn thịt người thể, hắn còn tra tấn nhân tinh thần. Một Trọng Hy chi lăng vài giây, không sai. Chúng ta không có nói giỡn. Hắn vô cùng cao hứng hô 2 tiếng, cho nên các ngươi cũng không cần âm mưu luận, nhanh lên phóng chúng ta rời đi đi. Ngoại tào. 10 mấy tuổi hóa thần. Những người khác theo bản năng xem nhẹ nàng đứng đắn nhập tông tuổi tác, trong tiềm thức mặt đem nàng cùng mặt khác thân truyền phân chia tới rồi cùng nhau, dù sao đều là từ nhỏ ở đại tông môn lớn lên không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế Diệp Kiều không rời đi Nguyệt Thanh Tông trước, nàng mới luyện khí. Đoạn Dự mày chọn cao, hung hăng bàn tay đi xuống một áp, đem Một Trọng Hy đầu đè xuống, ta hỏi ngươi, các ngươi mấy cái đi ma tộc làm cái gì? Tiểu Kiều khi nào đột phá? Bọn họ vì cái gì nửa điểm tin tức không được đến? Chúng ta phía trước không phải nói sao? Chúng ta ở ma tộc đâu, khi đó liền phải đánh nhau rồi. Một Trọng Hy, đừng áp ta trưởng lão. Nếu Tiểu Kiều thành công, chúng ta đây còn không phải là gà chó lên trời sao? Tạ Sơ Tuyết rất lạc quan. Minh Huyền nhấc tay, tiểu sư muội lôi kiếp vì cái gì là 8 ngày? Độ kiếp đã sớm qua đi, dài nhất 7 ngày lôi kiếp, nhưng mà hiện giờ tới rồi ngày thứ 8 không có bất luận cái gì tiêu giảm ý tứ, rất kỳ quái a. Tiểu Kiều là chuẩn hóa thần, ta nhớ rõ chuẩn hóa thần lôi kiếp là muốn trường một chút. Tạ Sơ Tuyết cũng không quá nhớ rõ chính mình hóa thần khi rốt cuộc tao ngộ cái gì, hóa thần đã là hồi lâu phía trước sự tình, Triệu trưởng lão. Ngươi biết tình huống như thế nào đi. Bọn họ tông toàn năng trưởng lão, phi Triệu trưởng lão mặt chút. Triệu trưởng lão gật gật đầu, các ngươi biết thẩm phán sao? Tạ Sơ Tuyết A3 nửa ngày, thành thật nói, đã quên. Phán đoán ngươi cái này hóa thần hợp không đủ tiêu chuẩn, mỗi cái chuẩn hóa thần đều có thí luyện. Triệu trưởng lão trừng mắt nhìn bọn họ vài mắt, thông cảm đến bọn họ hóa thần đã là mấy trăm năm trước lúc, đại phát từ bi giải thích, Tiểu Kiều hẳn là ở thông qua thẩm phán. Hắn như vậy vừa nói, Tần Phạn Phạn đám người tài lược có chút ấn tượng. Đây đều là hóa thần trở lên có thể tham dự đi vào nói chuyện phím, Một Trọng Hy mấy người hoàn toàn nghe không hiểu. Triệu trưởng lão nhìn lướt qua này đó 4 mặt mộng bức 4 người tổ, suy xét đến này mấy thân truyền đột phá hóa thần cũng là trước sau vấn đề thời gian, thanh giọng nói, nhàn nhạt, các ngươi có cái gì vấn đề cũng có thể hỏi. Minh Huyền dẫn đầu nói, thẩm phán là cái gì? Nếu thất bại đâu? Thất bại đánh hồi Nguyên Anh mà thôi. Triệu trưởng lão đáp, lần này nếu thất bại, chỉ là chờ tiếp theo hóa thần, có lẽ chính là vài năm sau, hóa thần kỳ nơi nào là tốt như vậy đột phá. Bọn họ không thể nghi ngờ là so với ai khác đều hy vọng Diệp Kiều có thể đột phá hóa thần. Đối Trường Minh Tông lướt qua Vấn Kiếm Tông trở thành tu chân giới đệ nhất tông, tu chân giới đa số tu sĩ là có chút không phục, rốt cuộc Trường Minh Tông gần trăm năm không ra quá có thể đánh. Bọn họ bốn cái bất đồng chức nghiệp cân bằng quá đầy đủ hết, rồi lại không có đặc biệt xông ra một chút. Nói đến cùng còn phải là kiếm tu quá ít duyên cớ. Bích Thủy Tông không tranh không đoạt, Nguyệt Thanh Tông một cái phù tu tông môn vốn dĩ liền không cần quá nhiều kiếm tu, chỉ có Vấn Kiếm Tông chọn đến khởi đại lương. Cùng Vấn Kiếm Tông so sánh với, Trường Minh Tông kiếm tu quá ít. Tính đến tính đi mới nhậm chức cũng liền ba người, Diệp Kiều, Chu Hành Vân cùng Một Trọng Hy, nhưng bọn hắn ba cái mới nguyên anh kỳ, gánh không dậy nổi sự. Ta cho rằng Chu Hành Vân có thể hơi chút chi lăng một chút. Tần Phạn Phạn sâu kín nhìn về phía cái này đại đệ tử, kết quả chúng ta tông lần này nhanh nhất thế nhưng là Diệp Kiều. Chu Hành Vân cái loại này tính cách, vẫn là thôi đi. Trông cậy vào Diệp Kiều có thể chi lăng đều không thể trông cậy vào Chu Hành Vân thức tỉnh. Vấn Kiếm Tông có Diệp Thanh Hàn, bọn họ tông cũng có Diệp Kiều, đơn giản tới nói này hai tông liền xem cái nào thân truyền trước phá hóa thần. Diệp Kiều có thể đoạt ở Diệp Thanh Hàn trước một bước phá cảnh, cũng liền ý nghĩa, Trường Minh Tông hoàn toàn ngồi ổn cái này đệ nhất. Đến lúc đó ai còn dám nghi ngờ bọn họ cái này đệ nhất có vấn đề. Thật chờ mong Vấn Kiếm Tông biết về sau biểu tình. Tạ Sơ Tuyết ý vị không rõ cảm khái, liền như vậy bị Diệp Kiều đoạt ở phía trước phá cảnh, đám kia người biểu tình nhất định thực xuất sắc. Bọn họ cũng không phải là cái gì tương thân tương ái người một nhà, tông môn chi gian cạnh tranh nửa điểm đều sẽ không bởi vì mấy trường hợp làm mà yếu bớt chút nào, ngược lại ở hiện giờ chúng đẩy dưới càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện giờ Trường Minh Tông nhu cầu cấp bách một cái có thể chứng minh tông môn cũng không nhược tồn tại. Hiện giờ trừ bỏ chờ đợi không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn híp mắt, cũng không biết Diệp Kiều sắp sửa gặp phải thẩm phán rốt cuộc là cái gì. Mạnh Lưu bị Diệp Kiều nhấc lên đi, ngồi ở điểu bối thượng kia một khắc, người là chết lặng. Một ngày kia bị chính đạo bên kia người túng đến Phượng Hoàng bối thượng chạy như bay, loại này thể nghiệm còn rất hiếm lạ. Diệp Kiều không phải lần đầu tiên ở thiên lôi phía dưới lỏng xính. Nàng người này liền thuộc về người càng nhiều càng hăng hái, làm lơ Mạnh Lưu tan vỡ tiếng quát tháo, lập tức chỉ huy KFC đi xuống lạc. Nàng có thể ở lôi kiếp phía dưới đánh bốn cái hóa thần, những người khác lại không được. Giữa không trung giữa, hóa thần kỳ lôi kiếp mây đen giăng đầy, năm cái hóa thần lôi vân đem toàn bộ ma giới hoàn toàn đi vào một mảnh hắc ám giữa. Diệp Kiều phòng ngự bùa chú hoa hòe loè loẹt. Cường đại nửa lưỡi dao đụng chạm ở bùa chú mặt trên đều là không làm nên chuyện gì. Mạnh Lưu trong lòng run sợ qua đi bình tĩnh xuống dưới, các ngươi bùa chú còn rất cao cấp. Không rất giống là giống nhau phù tu trình độ có thể làm được. Diệp Kiều mở ra tay, sư thúc cấp. Hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua này đó bùa chú số lượng, vậy. Ngươi này sư thúc nhất định là sợ ngươi ra cửa bên ngoài bị người cấp đánh chết. Tạ Sơ Tuyết khả năng thật đúng là nghĩ như vậy. Nàng lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, vô duyên vô cớ tắt nàng nhiều như vậy phòng ngự phù làm chi. Nhanh lên né tránh. Có người mắt sắc hô to một tiếng. Lôi kiếp rơi xuống, thổ địa lưu lại cháy đen một mảnh. Thứ năm cái hóa thần lôi kiếp. Có người hơi mang kinh ngạc. Này mẹ nó xa xem đàn anh hội tụ, gần xem hóa thần mở họp đâu. Hóa thần khi nào một trảo một đống. Tuy rằng ở ma tộc hóa thần nguyên anh xác thật so tu sĩ muốn nhiều hơn nhiều, nhưng cũng không có khả năng ngắn ngủn trong vòng một ngày xuất hiện năm cái hóa thần. Mạnh Lưu bị ngạnh sinh sinh ấn đầu cùng Diệp Kiều cùng nhau thông đồng làm bậy. Lôi kiếp thình lình triều hai người bổ tới, KFC vào lúc này hướng phía dưới trong đám người mặt hướng. Lôi kiếp tựa như du long đáp xuống, hắn sắc mặt trắng bệch ngọa tào một tiếng gắt gao bắt lấy trong tay kinh hồng kiếm, cùng với phanh một tiếng vang lớn, vị trí nháy mắt sinh ra một cái hố to, theo sau lại là một đạo nối gót tới đem này đem sang thành bình địa. Lôi kiếp chạm vào kinh hồng kiếm mũi kiếm khi tất cả chui đi vào, Mạnh Lưu ngạc nhiên phát hiện hợp lại lôi hệ linh kiếm còn có thể có loại này hiệu quả, trắng bệch sắc mặt hòa hoãn một ít. Vậy ngươi hóa thần kỳ độ kiếp lấy cái này kiếm có phải hay không liền có thể nhẹ nhàng vượt qua. Diệp Kiều, ta cầm không dùng được, nó sẽ liền người mang kiếm cùng nhau phách. Hai người dường như không có việc gì trò chuyện hai câu, một thú có thể nói một đường hỏa hoa mang tia chớp, đi đến nơi nào bổ tới nơi nào. Nơi đi đến đều là đám ma tu hoảng sợ biểu tình. Một đám người ngươi đẩy ta tể điên cuồng chạy trốn tứ tán trường hợp có thể nói thế giới danh họa. Bầu trời đó là chỉ đại điểu. Có chút hoảng sợ lui về phía sau. Nổi điên chạy đi ra ngoài. Kia như thế nào còn mang điện đâu. Chạy mau chạy mau. Bị đồng bạn lôi kéo liền chạy ma tộc không kiên nhẫn quay đầu. Chạy cái gì. Ngươi cũng là những cái đó phế vật tu sĩ. Gặp chuyện liền biết chạy trốn. Hắn nuốt nước miếng. Thấp giọng giảng đạo. Diệp Kiều tới. Này thật đúng là cái quỷ chuyện xưa đâu. Nắm thảo vậy ngươi không nói sớm. Thất thần làm gì chạy mau a. Toàn bộ trung tâm điểm vị trí toàn bộ rối loạn. Ma tộc cao tầng thấp giọng lẩm bẩm câu, hư hư thực thực phát hiện tu sĩ bóng dáng. vẫn là gần hóa thần kỳ tu sĩ. Khó trách dám ở ma tộc tác loạn, thế nhưng là hóa thần kỳ. Một cái hóa thần mà thôi, chúng ta có nhiều người như vậy, cùng nhau người liên thủ công kích nàng thế nào? Ma tộc cao tầng thoáng một đốn, biểu tình cổ quái, vậy ngươi thật đúng là cái đại thông minh. Công kích Diệp Kiều yêu cầu ở lôi kiếp tạm dừng thời điểm công kích, nàng lôi kiếp sẽ lan đến gần phụ cận người, cho dù là nàng không tới gần dưới tình huống, bọn họ ly đến hơi chút gần một chút dư ba đều có thể đem người đảng phi. Trên người nàng nhiều như vậy phòng ngự phù, trong khoảng thời gian ngắn tưởng công kích đến Diệp Kiều quả thực là khó như lên trời. Ai cũng không biết dây tiếp theo lôi kiếp từ khi nào rớt xuống. Hơn nữa quan trọng nhất nhưng vấn đề là đuổi không kịp a, trừ phi hóa thần trở lên ra tay, bằng không một con phượng hoàng tốc độ cũng đã thực làm người đau đầu. Muốn đi hội báo ma tôn đi. Cao tầng nhăn nhăn mày, chờ liền hảo, điểm này việc nhỏ đều giải quyết không được, các ngươi là muốn chết sao? Ở ma tộc, không có giá trị người là thực mau sẽ bị giải quyết rớt. Chỉ cần chờ lôi kiếp kết thúc thì tốt rồi. Hắn cắn chặt răng. Còn không phải là 3 ngày sao? Bọn họ chờ nổi. Ngày thứ 3 sau, như cũ không có bất luận cái gì muốn dừng lại tư thế, cao tầng bình tĩnh mở miệng, 7 ngày, dài nhất đó là 7 ngày. Lại chờ mấy ngày, nhất định bắt được nàng. Bọn họ quyết tâm liền ở phụ cận thủ, chỉ cần chờ Diệp Kiều ra tới, liền đem nàng ngay tại chỗ giải quyết rớt. Thực mau, ngày thứ 8 đi qua. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi ma tộc nhóm tươi cười động lại, nhìn còn ở không ngừng rớt xuống lôi kiếp, bọn họ biểu tình là cùng khoảng mê hoặc. Đại ca, chúng ta còn chờ sao? Hắn một cái tát hô qua đi, chờ cái rắm, chạy a. 8 ngày còn không có kết thúc vậy nhất định sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất, hơn nữa lôi kiếp tựa hồ loáng thoáng còn có mở rộng tư thế. Mạnh Lưu nằm ở cây SC trên người, sắc mặt trắng bệch, không phải đại ca. Ngươi lôi kiếp khi nào kết thúc? Ta không xác định. Diệp Kiều tổng cảm thấy lần này cùng dĩ vãng có lẽ có chút bất đồng. Ngày thứ 8. Chúng ta muốn ngốc bao lâu? Lại chờ 2 ngày. Nàng không xác định mà suy đoán. Chờ đến ngày thứ 8 về sau, Lôi Vân như cũ không có nửa điểm muốn tan đi ý tứ, ngược lại càng chồng chất càng sâu, Mạnh Lưu cái này ma tộc nhìn đến loại trình độ này Lôi Vân khi, da đầu đều phải tạc. Hai người hai mặt nhìn nhau, đối với trầm mặt hồi lâu. Nửa ngày, hắn khô cằn nói, chẳng lẽ nói, đây là thiên linh căn đặc thù sao? Diệp Kiều lắc đầu, đồng dạng kinh ngạc, kia đảo không phải, nó trước kia cùng bình thường lôi kiếp thời gian giống nhau. Lôi kiếp Đức Quảng giằng co 7 ngày, hai người vị trí hoàn toàn bị bại lộ, phàm là có người muốn đuổi theo sát, lúc này bọn họ theo lôi kiếp tìm liền có thể tìm được bọn họ. Vậy ngươi vẫn là lưu lại đi. Mạnh Lưu nói, ngươi liền lưu tại ma tộc 4 cái hóa thần lôi kiếp có thể che giấu một chút ngươi cảnh giới. Dù sao chúng ta ma tộc hóa thần nhiều, hiện tại đều đã có 4 cái hóa thần lôi kiếp, nhiều ngươi một cái chuẩn hóa thần cũng không tính quá đáng chú ý. Rốt cuộc tu chân giới hóa thần thật sự rất ít. Mạnh Lưu trong tay vô ý thức nắm chặt kinh hồng kiếm, lông phượng sừng lân thiếu. Ta không nghĩ tới các ngươi nhiều như vậy thân truyền ngươi sẽ là cái thứ nhất. Hắn cũng cảm thấy vài phần kinh ngạc, thế nhưng không phải Diệp Thanh Hàn, trước kia mỗi khi đều là đối phương tới trước đạt nhất định cảnh giới. Hóa thần là cái gì nhận không ra người sao? Thế nhưng còn muốn che giấu. Mạnh Lưu lắc đầu, quá đáng chú ý tóm lại không phải cái gì sự tình tốt. Ở chúng ta ma tộc có hóa thần thực bình thường, rốt cuộc ma tộc cũng liền cảnh giới phương diện có thể hù người, tu chân giới gần 100 năm tới nhưng chưa bao giờ có quá chuẩn hóa thần. Các ngươi lần này thân truyền hẳn là nhất có hy vọng ở trong vòng 100 năm đột phá. Ngươi như vậy tốc độ, thật sự quá nhanh. Mạnh Lưu híp mắt, gần 100 năm duy nhất hóa thần, ngươi nếu là từ ma giới đi ra ngoài, không ra nửa chén trà nhỏ liền sẽ bị một đám thế gia đại năng vây quanh, ép hỏi ngươi là như thế nào phá cảnh. Mạnh Lưu nếm thử đề nghị, có lẽ ngươi có thể giá họa đến Diệp Thanh Hàn trên người. Thật cũng không phải bọn họ chuyên môn tóm được Diệp Thanh Hàn soàng soạt, lúc này trẻ tuổi, tiếp cận hóa thần chỉ có Diệp Thanh Hàn, bối nồi người được chọn xá Diệp Thanh Hàn này ai? Khấu ở trên đầu của hắn mức độ đáng tin sẽ lớn hơn một chút. Diệp Kiều loại tình huống này thật sự nhịn không được lại nhiều tới mấy cái chính đạo bên kia người đuổi giết. Mạnh Lưu rất bội phục Diệp Kiều, người bình thường nơi nào có thể dùng một lần đắc tội chính tà lưỡng đạo. Diệp Kiều số lượng không nhiều lắm lương tâm làm nàng cự tuyệt. Cũng không biết khi nào lạc xong, ít nhất đến chờ lôi kiếp kết thúc nàng lại rời đi, tùy tiện trở về quá chọc người chú mục. Ta còn thượng quá lệnh truy nã. Nàng điểm cầm, không biết là ai treo lên đi. Nghe nói rất sớm phía trước liền có, 5 tông mỗi người đều có. Có lẽ chính đạo bên kia một ít không biết tên thế gia làm ra tới. Có chút không thể gặp 8 đại gia 5 đại tông độc đại, liền sẽ lựa chọn đối thân truyền dòng chính xuống tay, hồi chính đạo bên kia cũng hoàn toàn không an toàn. Mặc kệ là ma tộc vẫn là bên ngoài đều không phải cái gì tốt lựa chọn, đỉnh lôi kiếp trở về làm cái thứ nhất hóa thần không tránh được bị đề ra nghi vấn, thậm chí có chút chính đạo còn sẽ vì này đau hạ sát thủ. Chính đạo bên kia đến bây giờ còn treo bọn họ huyền thưởng lệnh, giấu ở chỗ tối không có hảo ý thế gia không ở số ít. Có thể trở về, nhưng đến làm lôi kiếp trước kết thúc. Nếu liền như vậy tùy tiện trở về, động tĩnh lớn như vậy, sau khi trở về tuyệt đối sẽ bị đề ra nghi vấn ép hỏi, so với trở về xem tám đại gia sắc mặt, ở nàng xem ra ở ma tộc độ kiếp khá tốt, xem ai khó chịu liền hướng ai bên người một thấu. Diệp Kiều vươn tay dây tiếp theo lôi kiếp lần nữa dừng ở trên tay nàng mặt không đổi sắc, này 7 ngày thời gian tới đã thuộc về hoàn toàn bị phách đã tê rần, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Không thể quay về, chỉ có thể chờ lôi kiếp kết thúc, lôi kiếp cái này thế tới rào rạc tư thế, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không được. Trước đem ma tộc đảo loạn đi. Mạnh Lưu cảm thấy hiện tại cảnh tượng đã thực rối loạn, như vậy có lẽ còn có thể lại loạn một chút, ta biết ma tộc một ít cất giấu thứ tốt căn cứ ở đâu. Diệp Kiều, đi. Hai người một chim cơ hồ đem toàn bộ ma giới dạo cái đế hướng lên trời, Mạnh Lưu phụ trách cung. Cấp vị trí, chỉ huy KFC hướng cái nào địa phương phi. Đem bọn họ bảo khố tạc cũng đúng. Trước mang điểm đồ vật rời đi lại tạc. Nàng nói. Mạnh Lưu khoa tay múa chân cái không thành vấn đề thủ thế. Sờ đến bảo khố vị trí sau, Mạnh Lưu đang do dự muốn hay không nhất kiếm bổ ra thử xem, Diệp Kiều liền đoạt ở hắn phía trước, đánh vài đạo xem không hiểu ma tộc ấn ký, cùng với nhẹ nhàng lạch cạch thanh rơi xuống, dễ như trở bàn tay mở ra bảo khố. Mạnh Lưu nhẫn nhịn, người kia thành thạo động tác là chuyện như thế nào? Diệp Kiều hàm hồ mà hồi, trước kia đã tới một chuyến, nhưng lấy đồ vật thiếu, không nghĩ tới bọn họ còn không có đổi đi mở ra phù ấn đổi đâu. Mạnh Lưu, hắn luôn có loại Diệp Kiều tiếng ma tộc như là về nhà giống nhau ảo giác. Kế tiếp, hắn cùng Diệp Kiều giống như là kia hai cái trộn dưa tặc, đem đồ vật hướng trong lòng ngực một sủy, lén lút chạy như bay đào tẩu. 5 cái hóa độ kiếp cảnh tượng, đem ma vực nhất chỉnh phiến vị trí bao phủ thành một mảnh đen nhánh, hóa thần hơi thở thực hảo phân biệt, cô áp làm người thở không nổi tới, có hóa thần phá cảnh thực thưa thớt, khó nhất đến chính là 5 cái hóa thần. Ma tộc đã nhiều ngày là chuyện như thế nào? Bọn họ thế nhưng có lá gan đột phá hóa thần. Không sợ thiên đạo đánh chết bọn họ. Có tông môn đệ tử không cấm nghĩ lại, chẳng lẽ là ta hiểu lầm bọn họ. Bọn họ kỳ thật cũng không sợ hãi lôi kiếp. Ma tộc có hóa thần cũng không kỳ quái. Trong đó một vị trưởng giả đi ra, thanh âm phím không dễ phát hiện mà lạnh lẽo, nhưng chuẩn hóa thần xác thật cổ quái. Đối các trưởng lão mà thôi, cái loại này cảnh giới hư muốn chết hóa thần, căn bản không vào mắt tồn tại. Nhưng chuẩn hóa thần bất đồng. Kia chính là chính thức hóa thần kỳ tu sĩ, kẻ hèn một cái ma tộc sao có thể sẽ có chuẩn hóa thần. Bọn họ hy vọng đối phương thất bại. Diệp Thanh Hàn tự kim đan sau đó là một sớm thành danh thiên hạ biết loại hình, Nguyên Anh sau càng là nhất kỵ tuyệt trần. Thình lình bị một cái không biết tên người đoạt ở phía trước đột phá, các trưởng lão lúc này sắc mặt đều không đẹp. Mặc kệ là tu sĩ vẫn là ma tộc, bọn họ đều không hy vọng có người đoạt ở Diệp Thanh Hàn phía trước. Là ma tộc nói, cái gọi là chính đạo đệ nhất so bất quá ma tộc tuyệt đối là trần trụi nhục nhã. Xác thực tới xem, kia xác thật là chuẩn hóa thần. Không phải cái loại này dựa thiên linh địa bảo chồng chất đi lên tu vi. Nhưng liền tính là chuẩn hóa thần, thành công cùng không đều là không biết bao nhiêu. Loại này hóa thần lôi kiếp, đến ngày thứ 8 còn không có kết thúc, như vậy liền cùng loại với hóa thần kỳ thẩm phán. Có thể hay không thông qua, rất khó nói. Lôi kiếp liên tiếp giằng co suốt vài ngày, không có bất luận cái gì tiêu giảm xu thế, Diệp Kiều đã phiền, làm Mạnh Lưu ly chính mình xa một chút, nàng thuận tay đem kinh hồng kiếm đóng sầm đi, mũi kiếm đụng phải lôi kiếp, thực mau lôi kiếp bị hấp thu, nàng không nhịn xuống, đối với nửa đường lôi kiếp chém nhất kiếm, xẹt qua lạnh thấu xương kiếm hình cung, này lôi kiếp rốt cuộc có ý tứ gì? Mạnh Lưu, ngươi còn dám cùng lôi kiếp làm? Diệp Kiều thật là hắn khó gặp kỳ ba, lấy linh kiếm đương ám khí qua lại vứt chơi, lúc này càng tạc nứt, sau một phen trường kiếm, thẳng chỉ lôi vân. Thiên đạo như thế nào không đánh chết ngươi đâu? Bị kinh hồng kiếm nhất kiếm trảm khai lôi kiếp vân thành lưỡng đạo, quải công phách chui vào trong cơ thể, hiện giờ nàng bị điện đã hoàn toàn không cảm giác, lôi kiếp chưa từng duy trì quá lâu như vậy, suốt 8 ngày thời gian, cái này làm cho nàng có loại dự cảm bất hảo. Ở ngày thứ 8 sau khi kết thúc, liền ở Diệp Kiều cho rằng lôi kiếp muốn duy trì đến cửu thiên mới kết thúc khi, đầu một trận choáng váng cảm, bên cạnh Mạnh Lưu thanh âm dần dần biến mất, thực mau Diệp Kiều liền cái gì cũng không biết, suy nghĩ hơi không mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hắc ám. Nàng nằm trên mặt đất, nhìn trên không, theo bản năng che đậy hạ tầm mắt, chờ Diệp Kiều chậm rãi thích ứng ánh sáng sau. Thấy không rõ vài đạo bóng người lẳng lặng sừng sững ở nàng trước người, Diệp Kiều nghe được bọn họ thảo luận thanh âm. Nghe nói lúc này đây tới tiếp thu thẩm phán, là Trường Minh Tông. Trường Minh Tông. A, gần 100 năm cái thứ nhất hóa thần thế nhưng là Trường Minh Tông sao? Ta tưởng Vấn Kiếm Tông. Trường Minh Tông còn không có đóng cửa sao? Thật là không thể tưởng tượng. Người tới chính là cái gì nói, Vấn Tâm Đạo. Cái này có một chút tương đối đặc thù, tới cái kia, là Thương Sinh Đạo. Vong Tình nói, Vô Tình Đạo, Đa Tình Đạo, Vấn Tâm Đạo, thậm chí là Giết Chóc Đạo, này đó bọn họ đều đụng tới quá. Thương Sinh Đạo là lần đầu. Nguyên bản ríu rít bóng người toàn bộ trầm mặc vài giây, Thương Sinh Đạo, như thế nào kéo tới cái chúa cứu thế tiến vào. Nhiều như vậy nói chung, cũng chỉ có Thương Sinh Đạo bị bọn họ diễn xưng chúa cứu thế, mỗi cái Thương Sinh Đạo đều là vì đại đạo mà sinh, vài lần đại chiến đều là lịch đại Thương Sinh Đạo các tu sĩ, nghĩa vô phản cố lấy thân tuẫn bọn họ chính đạo. Đó là 100.000 năm tới nhất giáng sát thiên đạo tu sĩ. Diệp Kiều trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện, nàng thử mở ra giới tử túi, toàn bộ bị phong tỏa trạng thái, loại này quỷ dị một màn, nàng hồi tưởng khởi Triệu trưởng lão nhắc tới quá, hóa thần kỳ sau một lần thí luyện, mà trước mắt những người này là thẩm phán nàng, có thể hay không thông qua lần này thí luyện, toàn xem bọn họ. Các đại lão nói chuyện, nàng cũng không dám nói, cũng không dám hỏi, toàn bộ hành trình an tĩnh như gà nghe bọn họ thảo luận. Có cái thẩm phán giả ngữ khí quá dị, thật là khó được a, kia chính là gần 100 năm tới duy nhất một cái hóa thần. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, Thương Sinh Đạo phá cục phương thức sao? Hợp không đủ tiêu chuẩn, có hay không tư cách tới hóa thần, toàn xem thẩm phán ý tưởng. Nếu không có biện pháp thông qua, như vậy lôi kiếp liền tiếp tục hàng. Khi nào thông qua thí luyện, khi nào làm nàng phá cảnh. Diệp Kiều lôi kiếp rơi xuống 8 ngày thời gian cũng là vì nàng không có tham gia thí luyện, chỉ có hoàn thành thí luyện mới có thể thuận lợi tới hóa thần. Tới, đoán xem, cái này Thương Sinh Đạo trừ đến chính là cái gì thí luyện. Diệp Kiều căn bản toàn bộ hành trình không nói gì cơ hội, bị không trâu bắt chó đi cày tùy ý bắt cái tờ giấy, sau đó mở ra tay. Thực mau, nàng liền lâm vào một hồi ảo cảnh giữa, trước mắt xa lạ một màn như là cưỡi ngựa xem hoa hiện lên, sở đạp nơi, sinh ở nhân gian lại phản phất giống như vô gian địa ngục. Gãy chi hài cốt, nguy nga tiên cung trở thành lò sát sinh, nữ hài thê liệt khóc kêu, đều ở trước mắt hiện lên, Diệp Kiều phân thần nghĩ, này chẳng lẽ chính là nàng hóa thần kỳ thí luyện. Mắt thấy hình ảnh ở trước mắt không ngừng lặp lại trình diễn, cho dù là Diệp Kiều loại này hảo tâm thái cũng không chịu nổi nhiều lần xem loại này đồ tộc thảm trạng, nàng theo bản năng tưởng sách kiếm, ý thức được giới tử túi bị khóa sau, Diệp Kiều trực tiếp huy quyền lưu loát đánh bại trước mắt hình ảnh. Mới vừa đánh nát trước mắt ảo cảnh, quang mang ở trước mắt đại tác phẩm, Diệp Kiều thân thể mới vừa cảm giác đến ngoại giới tình huống, phía sau lưng đột nhiên bị người đẩy. Nàng một cái lảo đảo, nghe được bên tai có nhân đạo câu, chạy mau. Diệp Kiều theo bản năng thật chạy, nói giỡn không chạy còn chờ chết sao. Liền xem nàng chạy trốn mau không mau đi. Vừa vặn thấy như vậy một màn thẩm phán, bọn họ không cấm lần lượt trầm mặt, này chạy thật đúng là không chút nào hàm hồ đâu. Chương 339 thành công cùng thất bại. Nói tốt, thiện lương Thương Sinh Đạo đâu. Nhưng mà Diệp Kiều đạp thanh phong còn không có dẫm, bước chân giống như là bị dính trụ giống nhau, chạy không vài bước, phía sau một đạo bén nhọn mũi kiếm xuyên thấu, đem nàng giải quyết rớt. Thảo. Mới vừa tiến thí luyện sống không vài giây, nhanh như vậy liền đóng máy. Nàng không cảm giác được đau đớn, đây là ảo cảnh, bị giết bao nhiêu lần đều sẽ không có cảm giác đau, nhưng làm Diệp Kiều cảm thấy không thể hiểu được chính là, trước mắt một màn tựa hồ lại tái hiện. Diệp Kiều vô cớ nhẹ nhàng thở ra, tái hiện hảo a, cũng liền ý nghĩa tử vong cũng không phải thất bại. Kế tiếp Diệp Kiều vì sống sót hận không thể 18 bang võ nghệ toàn bộ cho bọn hắn trình diễn một phen, nhưng mà đều là vô dụng công, chạy vẫn là không chạy đều chỉ có bị giết kết cục. Nhưng nàng phát hiện cái kỳ quái điểm, cùng với hoa thức bị giết, thời gian không ngừng lùi lại, thực mau liền về tới hết thảy còn không có bắt đầu thời điểm. Diệp Kiều ý tưởng chỉ có một. Rốt cuộc mụ nội nó không cần bị giết. Gặp quỷ thí luyện, cái này thí luyện chính là làm nàng không ngừng thể nghiệm bị giết, sau đó vẫn duy trì bất khuất hướng về phía trước tâm sao. Diệp Kiều cũng không sẽ, nàng tới lui bị hoa thức ca sau, chỉ nghĩ một quyền chùi y chết mọi người. Hết thảy ban đầu cảnh tượng, đó là khi tràng tàn sát còn không có bắt đầu 3 ngày trước, Diệp Kiều nếm thử kêu một tiếng, uy, thẩm phán. Ở sao? Thí luyện nhiệm vụ làm ta chính mình sờ soạn, vẫn là các ngươi cung cấp. Mấy cái thẩm phán chưa bao giờ gặp được. Quá như vậy không có lễ phép tu sĩ, bọn họ không vui, trả lời câu, đây là chân thật. Ngàn năm trước phát sinh quá sự tình. Cho nên nói ta thí luyện chính là bị hoa thức sát. Khi có thể nhanh lên kết thúc sao? Diệp Kiều bất thời giờ dương mắt nhìn một chút sắc trời, thanh âm thành khẩn, ta tông môn cẩu muốn sinh, ta phải trở về nhìn xem. Loại này ngạnh hạch trả lời phương thức hiển nhiên cũng làm đối phương vì này một mặt. Không thể. Thẩm phán lạnh nhạt nói, cấp cái gì? Mới vừa bắt đầu, chúng ta cũng chưa cấp đâu. Diệp Kiều chớp chớp mắt tựa hồ không nghe hiểu, chẳng lẽ nhà các ngươi cậu cũng muốn sinh? Người này cố ý đi. Tuyệt đối là cố ý đi. Hắn nhìn ra được tới cái này Diệp Kiều ở điên cuồng thử bọn họ, thẩm phán giả lạnh nhạt mở miệng, nếu có thể ở 30 ngày nội phá cục liền tính hóa thần kỳ thí luyện thông qua. Diệp Kiều tập trung lực chú ý, phát hiện thời gian còn rất đầy đủ, nếu một ngày nội đột phá thuyết minh cái gì? Thuyết minh thiên phú cực cao, một điểm liền thấu. 30 ngày kỳ hạn, trong một tháng nếu thất bại, tắc tấn chức thất bại. Diệp Kiều đánh xà tùy bổng thượng, tiếp tục da mặt dày hỏi, có thể lộ ra một chút, các tiền bối đều là mấy ngày thông quan sao? Đối phương khó được dễ nói chuyện, những người khác toàn bộ đều ở 10 ngày nội phá cục, ngươi sư thúc, trong vòng 3 ngày phá cục, cùng ngày phá hóa thần, hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Sư thúc? Tiểu sư thúc sao? Diệp Kiều không nghĩ tới Tạ Sơ Tuyết thế nhưng là cái kia nhanh nhất nam nhân. Tự hồ đã nhìn ra Diệp Kiều kính để biểu tình, thẩm phán bổ sung, thông quan mau không đại biểu cho điểm cao, hắn chỉ tới đạt tiêu chuẩn mà thôi. Cho điểm mãn phân, có thể đem thẩm phán trung một kiện lễ vật mang đi. Cho tới nay mới thôi còn không có người có thể ở một ngày trung phá cục, lại hoặc là bắt được mãn phân. Chúc ngươi vận may. Diệp Kiều nhéo nhéo tay, mở mắt ra, nhớ rõ cái kia thẩm phán trước khi đi lưu lại một câu đó là, thượng cổ bán nguyệt linh tộc bị đồ. Thánh nữ là lần này mấu chốt, cứu thánh nữ liền có thể phá cục. Cứu thánh nữ. Nàng bất động thanh sắc trạm hảo. Nói cách khác chính mình chạy ra đi sống sót là được. Bỉnh dù sao không chết được, vậy ở kề cận cái chết đại bàng dương cánh ý tưởng, vì mau chóng thông qua thí luyện, nàng chuẩn bị đi tìm nhanh chóng thông quan phương pháp. Trường Minh Tông các sư huynh còn đang chờ nàng đâu. Tiền 10 thứ bị giết thời điểm, Diệp Kiều mỗi lần đều đang đào vong trên đường bị người tìm được, sau đó không lưu tình chút nào lau cổ. Diệp Kiều mỗi khi chết như vậy một lần, liền phải xem một lần những cái đó bán nguyệt tộc tộc nhân vì đem nàng đưa ra đi lần lượt chết ở chính mình trước mặt. Này đối lương tâm là cái không nhỏ dày vò. Thẩm phán giả nhóm đối trước mắt một màn chỉ rõ rõ, đây là Nguyệt Ly ký ức đi. Ta nhớ rõ Nguyệt Ly cấp ra thí luyện, nhanh nhất thông qua chính là Trường Minh Tông cái kia Tạ Sơ Tuyết. Nhưng Nguyệt Ly đối hắn thông quan phương thức rất là chán ghét. Cái này thương sinh đạo tu sĩ, cũng chẳng ra gì sao, cứ như vậy lặp đi lặp lại trình diễn hoa thức chịu chết sao. Ngươi đối thương sinh đạo thành kiến có điểm thâm a. Rốt cuộc từ xưa thương sinh đạo ra ngu xuẩn cùng cuộc loại. Còn không biết bị đánh giá vì ngu xuẩn Diệp Kiều, đang nhìn một đám người tre già măng mọc chịu chết, chỉ vì có thể bảo vệ linh tộc tiểu thánh nữ, nàng tùy tay giữ chặt một người, có chút phát điên, đáng giá sao? Lần lượt vì bán nguyệt tộc thánh nữ đi tìm chết. Các nàng không mệt, Diệp Kiều bực bội cảm xúc đều đã mau tới đỉnh núi, cuối cùng là lý giải Tạ Sơ Tuyết vì cái gì biến thái, hắn lúc ấy chết ở trước mặt hắn đều là quen thuộc người, một lần lại một lần vô vọng luân hồi. Mà Diệp Kiều trước mắt một màn cũng chỉ là cái thí luyện. Khi nữ hài tuổi cũng không lớn, 12-13 tuổi, nàng lắc đầu, chỉ cần thánh nữ tồn tại là đủ rồi. Chúng ta cũng không quan trọng. Sau đó Diệp Kiều chết lặng nhìn các nàng toàn bộ bị giết. Mắt thấy tươi sống sinh mệnh mất đi, mặc dù Diệp Kiều đối với các nàng không có bất luận cái gì cảm tình, cũng nhiều ít có điểm phát điên. Diệp Kiều ở phía trước vài lần bị giết khi còn nếm thử quá ngăn cản các nàng chịu chết, nhưng này đó đều không làm nên chuyện gì, nàng buông ra ý đồ bắt lấy các nàng tay, tính. Nếu ngăn không được, vậy chờ tiếp theo. Diệp Kiều tin tưởng vững chắc chính mình sớm muộn gì có thể ngăn cản các nàng tre già măng mọc chịu chết. Lại một lần bị giết, trở lại bắt đầu sau Diệp Kiều xoa tay hầm hè, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem cái này phá địa phương dảo đến long trời lỡ đất khi, mở mắt ra kia một khắc, ngoài ý muốn phát hiện. Lúc này đây ở thí luyện giữa thân phận thay đổi. Nàng biến thành thánh nữ bên người một cái tiểu linh nữ. Diệp Kiều hiểu rõ một chút, thí luyện trước làm nàng biết thánh nữ là như thế nào hoa thức tử vong, lại biến thành linh tộc nội một cái linh nữ, làm nàng nghĩ cách dẫn dắt thánh nữ chạy đi. Bái trước vài lần tử vong ban tặng, lúc này đây Diệp Kiều khó được không có xúc động mang thánh nữ chạy trốn, mà là nhìn trận này tàn sát phát sinh. Theo sau chính mắt thấy thượng trăm linh tộc vì bảo vệ thánh nữ lựa chọn tre già măng mọc chịu chết. Vị này 14 tuổi tiểu thánh nữ, cuối cùng ở tộc nhân toàn bộ bị tàn sát sau lựa chọn hiến tế. Thí luyện lại lần nữa thất bại. hiện giờ đã qua đi 5 ngày thời gian. Loại này thí luyện, trước không đề cập tới đem thánh nữ từ trong tộc mặt trộm mang đi có bao nhiêu khó, còn có như thế nào tránh né những cái đó khắp nơi sưu tầm thánh nữ rơi xuống ma tộc. Diệp Kiều xuyên đến cái này thánh nữ trên người thời điểm mỗi lần đều phải chạy ra đi, giây tiếp theo liền bị bắt được cấp giết. Mặt sau Diệp Kiều lại kiên trì thử vài lần, rốt cuộc mang theo tiểu thánh nữ chạy đi ra ngoài. Nhưng mà cho dù là chạy trốn thành công, ở phát hiện toàn tộc bị diệt sau, tiểu thánh nữ cũng sẽ lựa chọn tự mình hiến tế. Cực cực khổ khổ. Kết quả bạch bận việc một hồi. Diệp Kiều, tâm thái lược băng. Cố ý tra tấn nhân tinh thần đúng không? Kế tiếp phá cục biện pháp đơn giản sáng tỏ, cứu Bán Nguyệt tộc tộc nhân, ngăn cản những cái đó đồ tộc ma tộc, như vậy thí luyện liền tính là thành công. Chính cái gọi là không ở trầm mặc trung bùng nổ liền ở trầm mặc trung biến thái. Thí luyện trung Diệp Kiều phá lệ tự do, nàng vén tay áo, vươn tay giữ chặt lần này thí luyện chủ yếu mục tiêu, hỏi tiểu thánh nữ, các ngươi tàn thư các đâu? Tiểu thánh nữ ngây thơ mờ mịt, theo bản năng cho nàng chỉ lộ, Diệp Kiều lập tức giữ chặt nàng, đi, mang ta qua đi. Nàng muốn đi làm cái gì? Nhìn Diệp Kiều tặng vài sóng chết, thẩm phán nhóm thiếu chút nữa đều cho rằng cái này tu sĩ chuẩn bị vẫn luôn như vậy lặp lại tử vong. Không biết là cái nào thẩm phán giả cười lạnh 2 tiếng, Trường Minh Tông tu sĩ, muốn ta nói Trường Minh Tông nhiều năm như vậy cũng liền ra một cái Tạ Sơ Tuyết cái loại này không từ thủ đoạn. Có người thông thả trả lời, nàng hình như là đi. Bán Nguyệt tộc kho sách. Cái quỷ gì a? Bị giết mười mấy thứ sau tinh thần thất thường. Diệp Kiều một người thẳng đến Bán Nguyệt tộc kho sách, hiển nhiên chạy trốn cứu không được Bán Nguyệt tộc, chỉ có dựa vào vũ lực mới được. Tiến vào thí luyện nơi sau, tu vi bị đại biên độ suy yếu, chỉ có trúc cơ không sai biệt lắm thực lực, đây cũng là nàng ngay từ đầu chỉ nghĩ chạy trốn nguyên nhân, vô nghĩa, đánh không lại cũng chỉ có thể chạy bái. Nhưng mà đã chết mười mấy thứ sau, Diệp Kiều bình tĩnh phát hiện, chạy trốn vô dụng, chỉ có thể đánh chết sở hữu trở ngại nàng nhân tài có thể thông qua thí luyện. Nàng quyết đoán lựa chọn chạy hướng Bán Nguyệt tộc kho sách tìm kiếm phương pháp, thần bí thượng cổ linh tộc, cùng ma tôn đồng thời tồn tại một cái thời kỳ thứ cốt tuyệt đối không ít. Lúc ấy cái kia thẩm phán nói nếu mãn phân thông qua có thể mang đi một cái đồ vật, như vậy Diệp Kiều suy đoán cái này thí luyện tuyệt đối cùng nào đó thẩm phán giả có quan hệ, có lẽ là cái nào người trải qua quá một màn. Như là chơi game giống nhau, đánh ra đối phương vừa lòng kết cục là có thể đạt được khen thưởng. Ta phát hiện cái chân lý. Người bị giết, liền sẽ chết. Diệp Kiều từng câu từng chữ nói ra lời lẽ chí lý, ta muốn đánh chết sở hữu ma tộc. Trong đầu vừa mới có ý thức Mộ Lịch. Là cái gì làm ngươi lại có loại này khủng bố ý tưởng? Hắn bị tạm thời áp chế, thẩm phán giữa sở hữu giới tử túi nội, linh khí linh kiếm đều không được sử dụng, Mộ Lịch mới vừa tránh thoát khai hạn chế đã bị Diệp Kiều lời nói cấp sợ tới mức một cái giật mình. Diệp Kiều là cái giỏi về thực thi hành động người, bước chân bay nhanh xẹt qua vô số Bán Nguyệt tộc tộc nhân thẳng đến kho sách, các loại thượng cổ phù thư, kiếm pháp, vung tay lên tất cả tản ra, phô khai ở trước mắt. Mộ Lịch trầm mặt hồi lâu, vốn dĩ hắn là không nghĩ quản, Diệp Kiều phía trước liền ồn ào muốn tam quyền hai chân đánh chết sở hữu ma tộc, nàng cái này ý tưởng đến bây giờ như cũ chưa từng thay đổi sao. Hắn nghĩ thành khẩn mở miệng ngăn lại, 3 ngày thời gian, mặc dù là xem xong nơi này thư, ngươi bị áp chế đến trúc cơ tu vi cũng là bất lực. Những cái đó ma tộc có mấy cái hóa thần kỳ, ngươi qua đi cùng chịu chết không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu không phải sợ bị kia mấy cái âm thầm quan sát thẩm phán giả phát hiện, Mộ Lịch hận không thể bắt lấy nàng bả vai đong đưa lúc lắc, chạy nhanh từ bỏ ngươi kia đánh chết sở hữu ma tộc to lớn nguyện vọng đi. Diệp Kiều cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu điên cuồng phiên thư, tìm xem có hay không về nhân kiếm hợp nhất, cùng với các loại bất đồng cảnh giới kiếm quyết. Mặt khác linh kiếm có lẽ không được, nhưng nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, ta quan sát quá, kiếm chủ hoàn toàn có thể mượn kiếm linh lực lượng, liền tỷ như ngươi làm bất kiến quân cùng ngươi dung hợp khi. Bóng kiếm hoàn toàn dung nhập trong đó, ngươi mượn này đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Bằng không ngươi cảm thấy ngươi lúc ấy một sợi tàn hồn trạng thái. Dựa vào cái gì có thể treo lên đánh một vị chuẩn hóa thần? Đó là mượn bất kiến quân lực lượng. Phi tiên kiếm tính chất đặc biệt là gặp mạnh tắc cường. Sở hữu linh kiếm trung, phi tiên kiếm vẫn luôn là nhất đặc thù cái kia. Diệp Kiều phía trước vẫn luôn vô pháp đem này phát huy đến lớn nhất hóa, nếu nói nhân kiếm hợp nhất loại này cảnh giới, nàng xa không đạt được tiêu chuẩn, vậy chỉ có thể ở vô hạn lặp lại trong vòng 3 ngày lặp lại ma hợp, tăng lên thực lực cùng phi tiên kiếm đạt tới phù hợp. Nàng muốn mượn trụ phi tiên kiếm lực lượng. Diệp Kiều cũng không tin, kẻ hèn một cái thí luyện. Đuổi tới Bán Nguyệt linh tộc kho sách, Diệp Kiều không ngừng lật xem bên trong nội dung, nhiều làm người hoa cả mắt, nàng cơ bản mỗi một quyển phiên thư khi chỉ lật xem liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, rất khó không cho người hoài nghi nàng có phải hay không ở phiên chơi. Âm thầm quan sát thẩm phán giả thấp giọng nghị luận, nàng đang làm cái gì? Phiên thư chơi. Ta cảm thấy cái này tu sĩ biến thái. Tìm thượng trăm quyển sách lật xem, không phải biến thái là cái gì? Bị luân hồi thí luyện ra tấn hỏng mất cũng đều không phải là không có. Ta cảm thấy, người bình thường sẽ không, ít nhất không nên, ở bên trong này học tập đi. Đối đại năng nhóm mà nói, bế quan búng tay giang liền phải mười mấy năm, thí luyện bên trong kia đoạn thời gian, có thể học được cái gì? Diệp Kiều ở thí luyện giữa phiên thư, đem ở đây thẩm phán giả nhóm cũng là xem đến sửng sốt. Diệp Kiều cũng không chi lăng, nhưng nàng chi lăng lên thường thường là nhất đáng tin, tiểu thánh nữ bị Diệp Kiều kéo đến tàn thư cát, trầm mặt nhìn Diệp Kiều vội vàng lần lượt lặp lại tích lũy kinh nghiệm, cơ hồ đem toàn bộ linh tộc nội kho sách phiên biến. Diệp Kiều như vậy nỗ lực, không vì cái gì khác, liền vì chú y bạo sở hữu ma tộc. Thượng cổ thư tịch bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại như thế nào sử dụng linh kiếm, bùa chú, rất nhiều thất truyền đã lâu trận pháp ở Bán Nguyệt tộc cái gì cần có đều có, nếu không phải một hồi thí luyện, này hoàn toàn có thể trở thành học tập thánh địa. Lúc này đây Diệp Kiều không giãy dụa, đuổi ở linh tộc bị đồ trước, liền dẫn đầu tự sát. Diệp Kiều ông đại sư huynh cái loại này sinh tử xem đạm không được liền đi tìm chết tâm thái, ở thí luyện trung lặp đi lặp lại đã chết suốt 100 lần. Lúc này thời gian đã qua đi hơn 20 thiên. Suốt hơn 20 thiên a, thẩm phán giả đều bị nàng thiếu chút nữa chỉnh biến thái, toàn bộ hành trình nhìn Diệp Kiều ở kề cận cái chết đại bàng dương cánh. Nàng đánh không lại những cái đó liền đi tìm chết, lợi dụng tiếp theo trọng sinh trước tiên bố trí, chỉ cần nàng chết rất nhanh ai cũng đừng nghĩ thương tổn nàng. Này mẹ nó là người bình thường sao? Thế giới lấy ra sức hôn ta, ta liền chết cho nó xem. Nếu không, chúng ta trực tiếp đưa nàng quá quan được. Có người thật sự chịu không nổi cái này Diệp Kiều. Thẩm phán giả hơi hơi táp lưỡi, hắn cảm thấy lại như vậy luân hồi đi xuống, Diệp Kiều diệt sở hữu ma tộc cũng là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ là muốn nhìn này đó hóa thần ở thí luyện trung làm ra bất đồng lựa chọn, cùng thống khổ giãy dụa, từ giữa ngộ ra bản thân nói chính xác đạo ý, đây mới là hóa thần thí luyện tồn tại ý nghĩa. Kết quả Diệp Kiều lo liệu chỉ cần nàng chết rất nhanh, thống khổ liền đuổi không kịp nàng ý tưởng, ở bên trong cọ sát hơn 20 thiên. Bọn họ đều mau điên rồi, nàng còn cùng giống như người không có việc gì. Nàng cái này tâm tính, tuyệt đối là một nhân tài. Nhân gia đa tình đạo ra kẻ si tình, như thế nào thương sinh đạo suốt ngày đều là đàn cuộc loại. Hắn đỡ tráng, ở nào đó ý nghĩa có thể từ thẩm phán trung tìm được loại này phá cục biện pháp người, cũng là cái thiên tài. Lần đầu nhìn đến như vậy quá thí luyện. Thứ này gác chỗ nào tạp bút đâu. Vốn dĩ cho rằng Diệp Kiều dựa cái gì tuyệt diệu biện pháp chiến thắng, không nghĩ tới thứ này vẫn là không đi tầm thường lộ, con mẹ nó chính mình đi chịu chết, dựa vào bất tử, lần lượt dò ra hoàn mỹ kế hoạch. Tạ Sơ Tuyết bọn họ có thể thành công dựa bọn họ ngưu bức, Diệp Kiều thuần dựa bị chết nhiều, điên cuồng đôi kinh nghiệm. Kỳ thật, nếu thí luyện tôi luyện chính là tâm tính cùng ngộ tính, kia nàng cũng coi như thành công. Lần lượt tử vong, đi tới đi lui trong quá trình, cái loại này độc thuộc về thương sinh đạo bất khuất kiên cường tinh thần nhưng thật ra thật đúng là bị phát huy đến mức tận cùng. Ngươi tính toán khi nào đi ra ngoài? Có cái thẩm phán kiềm chế không được, thầm mắng nàng hai tiếng, chậm rì rì hiện thân, bọn họ thật sự không nghĩ xem nàng lặp lại tự sát trường hợp. Diệp Kiều nhìn đến là kia đạo mơ hồ bóng trắng, nàng nhìn chằm chằm đối phương nhìn vài giây, chậm rãi triều cái kia thẩm phán so cái kiên định ngón giữa. Đừng hiểu lầm, khen ngươi đâu. Đối thượng thẩm phán lạnh như băng ánh mắt, nàng bổ sung một câu. Thẩm phán giả nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, lưu loát so trở về, mỉm cười, cảm ơn khích lệ, ta cũng ở khen ngươi đâu. Diệp Kiều mặt vô biểu tình đem thư cái ở trên mặt tiếp tục tự hỏi kế hoạch. Tới linh tộc đồ tộc, có hai cái hóa thần kỳ tu sĩ, cho dù là ngàn năm trước tu chân giới, hóa thần cũng thuộc về lông phượng sừng lân này một loại, mà bị thiên đạo thiên vị linh tộc, cũng có một ít thứ tốt, lại không có tự bảo vệ mình năng lực, đến cuối cùng chỉ có thể bị ma tộc tìm tới môn tới. Tưởng giữ được linh tộc, nàng yêu cầu trước tiên bố trí hảo. Ngày thứ ba, lại đến ma tộc tiến vào tàn sát thời điểm, ở nhận thấy được có ma tộc xâm nhập, Bán Nguyệt tộc những cái đó tiểu linh nữ nhóm phía sau tiếp trước chuẩn bị đem thánh nữ đưa ra đi. Một màn này đã trình diễn quá rất nhiều lần. Tiểu thánh nữ xoa xoa nước mắt, lặp lại nàng trong trí nhớ lời kịch, ta biết, nhưng ta sẽ không đi. Diệp Kiều lần này ngựa quen đường cũ đá môn mà nhập, như là kia bọn cướp giống nhau, ở một đám Bán Nguyệt tộc mộng bức dưới ánh mắt, nàng hấp tấp chạy qua đi, ngươi yên tâm, ta lần này nhất định mang các ngươi đi ra ngoài. Nàng hôm nay liền cùng này đàn táp sau ma tộc nhóm mới vừa chi. Tiểu thánh nữ mờ mịt nhìn nàng, nhưng nhìn kỹ nói, biểu tình như là sắp sửa khóc ra tới, Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi đang nói cái gì? Diệp Kiều không nhận thấy được nàng biểu tình, thẳng nói, ta sẽ cứu các ngươi. Nàng sống lại nhiều như vậy thứ, vì chính là đem các nàng cứu trở về tới, thuận đường làm chết những cái đó ma tộc. Tiểu thánh nữ nhìn nàng hồi lâu, thẳng đến khi ánh mắt làm Diệp Kiều có chút sởn tóc gáy, cảm thấy này thánh nữ có phải hay không biết điểm gì đó thời điểm, nàng mới nhẹ giọng nói câu, cảm ơn, vô luận như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Diệp Kiều này vài lần luân hồi vội vàng học tập như thế nào nhanh chóng tăng lên kiếm pháp cùng với kiếm linh ma hợp độ, cùng cái này tiểu thánh nữ trên cơ bản không đánh quá giao tế, đối với nữ hài không giống bình thường thái độ, nàng cũng không để ý nhiều, xoa tay hầm hè chuẩn bị làm chết sở hữu ma tộc. Nàng sớm tại trọng sinh sau trước tiên an bài hảo hết thảy, liền chờ thỉnh quân nhập úng. Mấy cái thẩm phán giả hai mặt nhìn nhau, đối thí luyện trung thánh nữ khác thường hành động làm ra lời bình, có người điểm điểm cầm, cười khẽ, dựa vào cuộc, đã động bán nguyệt tộc thánh nữ. Xem thánh nữ kia thái độ liền biết, cái này Diệp Kiều tuyệt đối là nhiều như vậy hóa thần bên trong cái thứ nhất mãn phân. Cùng Diệp Kiều đoán không sai biệt lắm, lần này thí luyện chính là trong đó một cái thẩm phán giả trải qua quá một màn. Hoặc là nói bên trong là chân thật tồn tại. Vị kia thẩm phán giả lúc trước đó là bán nguyệt nhất tộc tiểu thánh nữ. Này không phải quật. Thánh nữ đem cảm xúc toàn bộ thu liễm, khó lòng giải thích ở thẩm phán trong được Diệp Kiều nhất biến biến lặp lại đã tới khi tâm tình. Đó là thiếu nữ gặp qua chúng sinh trăm tượng, gặp phải vô số lần tử vong sao. Vẫn không biết lui về phía sau cứng cỏi. Có thể đạt tới hóa thần tu sĩ, động một chút trăm năm lịch duyệt, bọn họ đều thói quen tính bằng giai thông qua phương thức hoàn thành thẩm phán. Nhưng Diệp Kiều mới mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi tuổi tác, sơn vô che, hải vô cản, cái gì đều dám bi bính một chút. Diệp Kiều căn cứ phía trước kinh nghiệm. Trước tiên chuẩn bị tốt trận pháp, chế trụ tiến đến đồ tộc thượng cổ ma tộc, dùng để kéo dài thời gian. Nhìn đến nàng thành thạo đánh phù ấn động tác, mấy cái thẩm phán nhướng mày. Nàng song tu a. Khó trách. Khó trách có cái này dũng khí nhất biến nếm thử, không. Cho dù là tam tu cũng không cái này lá gan đi, thật vất vả tới hóa thần, kém một bước đó là tu chân giới cái thứ nhất mười mấy tuổi hóa thần thiên tài, thế nhưng lựa chọn phương thức này phá cục. Loại này phá cục phương thức chưa từng nghe thấy, nhưng nàng thành công. Diệp Kiều toàn bộ hành trình dự phán ma tộc dự phán. Đầu tiên là lợi dụng chạy trốn thất bại kinh nghiệm, dẫn dắt một đám nhỏ yếu bán nguyệt tộc chơi nhất chiêu không thành kế. Trước mai phục. Sau động thủ, thuận đường chơi nhất chiêu điệu hổ ly sơn, Diệp Kiều giả mạo thánh nữ, đem chân chính thánh nữ cấp tàn hảo. Hết thảy cũng chưa cái gì vấn đề, thẳng đến nửa đường thượng nhảy ra ngoài cái thực lực quỷ quyệt cường đại ma tộc. Nam nhân nhìn đến Diệp Kiều khoác thánh nữ quần áo, vừa muốn há mồm, tầm mắt liền đột nhiên tối sầm. Chúng ta hôm nay cần thiết chết đúng không? Nàng dành trước nói hắn lời kịch, một quyền huy đến trên mặt hắn, vô nghĩa nhiều như vậy. Xích thạch đi thôi. Diệp Kiều phía trước luân hồi bên trong cũng gặp được quá hắn, hiện giờ đã sờ thấu cái này ma tộc toàn bộ ra chiêu kịch bản. Nam nhân từ kinh ngạc trung rút ra cảm xúc, đao kiếm vừa chuyển, bẻ gãy nghiền nát chi thế hung hăng bổ về phía nàng mặt. Này lực đạo dừng ở trên người tuyệt đối sẽ bị chém thành hai nửa. Diệp Kiều mũi kiếm một áp, cơn lốc cuốn lên, thiên phẩm tâm pháp kiếm pháp đều có thể đi theo thực sự lực tăng trưởng mà biến cường, trúc cơ thanh phong quyết tạo thành thương tổn tuy rằng có, nhưng liền thương đều không tính là. Liền ở Diệp Kiều cân nhắc muốn hay không mạo hiểm làm ma tôn thượng thân một lần khi, nguyên bản hẳn là rời đi tiểu thánh nữ lại đột nhiên xuất hiện, tiểu cô nương biểu tình hốt hoảng, thần sắc phức tạp, như là ở rối rắm cái gì, Diệp Kiều cho rằng nàng là tới tặng người đầu, không nghĩ tới tiểu thánh nữ không tiếng động đưa cho nàng một cái linh khí. Nguyên lai là đưa trang bị. Cùng Minh Nguyệt Tiễn bất đồng chính là, cái này linh khí có tăng phúc hoặc thương tổn hai loại bất đồng hiệu quả, đương ám khí đánh lại hoặc là phụ trợ đều thực dùng tốt. Đáng chết. Nam nhân nhiều lần đối nàng động thủ thất bại, Diệp Kiều hoàng mỹ dự phán làm hắn nhịn không được căm tức nhìn, ngươi rốt cuộc là ai? Kia một cái thanh phong quyết, tuyệt đối không có khả năng là bán nguyệt linh tộc, nơi đó linh nữ không như vậy hung tàn. Ta là ai? Diệp Kiều bị bức lui về phía sau, cả người hiện ra cơ hồ bị áp chế trạng thái, nàng hung hăng đem trường đao giẫm đi xuống, trong tay bán nguyệt nổ bắn ra, trăng non ấn ký trống rỗng dựng lên, thuấn phát đâm vào nam nhân trái tim, thành khẩn nói thanh, cho dù giờ khắc này ta đã chết. Ta cũng muốn nói một câu, ta là ngươi thân ái lão phụ thân a. Tìm chết. Bên tai là nam nhân bị hoàn toàn chọc giận tiếng hô. Cuối cùng một khắc, hoàn thành phản giết Diệp Kiều lạnh nhạt nhất kiếm giải quyết xong cái này ma tộc, đem trên người hắn trang bị toàn bộ quải đến trên người mình, đá văng ra kiếm, vững vàng một chân đem hắn chết không nhắm mắt đầu dẫm trong đất mặt. Này hết thảy Diệp Kiều như là lặp lại thượng vạn lần, thành thạo muốn mệnh. Xông tới hỗ trợ tiểu thánh nữ ngơ ngác nhìn Diệp Kiều, thực mau bị Diệp Kiều ấn ở trong lòng ngực. Diệp Kiều không quên lần này thí luyện cuối cùng mục đích là bảo vệ tốt cái này thánh nữ. Tiểu thánh nữ hơi hơi sửng sốt, theo sau lại lần nữa thấp giọng cảm tạ, cảm ơn ngươi. Thẩm phán trong quá trình Diệp Kiều ở vào tuyệt đối an toàn tình huống, nhưng nàng này gần một tháng xét đánh thực sự làm tu chân giới các tu sĩ sợ ghé mắt, nhịn không được nhằm vào việc này nghị luận hai tiếng. Rốt cuộc là ai a? Độ kiếp lôi. Độ kiếp lôi cũng nên ngừng đi. Ước chừng kéo một tháng ra tới, kia cũng coi như không thượng cái gì cao thủ đi, dứt khoát tan được. Chúng ta tu chân giới, lúc trước hóa thần nhanh nhất ra tới chính là ai? Ai biết được, năm đó tu chân giới nhanh nhất ra tới người không biết là ai, nhưng chậm nhất nhất định là hiện tại cái này hóa thần. Thời buổi này người nào đều có thể phá hóa thần. Lần đầu nhìn đến có hóa thần đột phá tốc độ chậm thành như vậy. Tiểu Kiều. Tạ Sơ Tuyết thanh âm thấp xuống, không nên a, cho dù là hóa thần thí luyện, cũng không nên kéo thời gian dài như vậy đi. Chưa từng nhìn đến quá, từ hóa thần thí luyện giữa liên tục một tháng thời gian. Chẳng lẽ nói, là thất bại. Cho dù là thất bại cũng nên dừng. Nhưng ngươi xem lôi kiếp có dừng lại ý tứ sao? Hơn nữa một tháng kỳ hạn còn chưa tới đâu, đừng nóng vội kết luận. Vậy ngươi hóa thần kỳ rèn luyện như thế nào thành công? Tần Phạn Phạn lược có nghe thấy, mỗi người thẩm phán phương thức bất đồng, điểm này Triệu trưởng lão hẳn là cho bọn hắn giảng quá. Không biết xưa nay không thế nào nghe giảng bài Diệp Kiều đối này hiểu biết nhiều ít. Tạ Sơ Tuyết thoáng dương mắt, ta lúc ấy tính toán ra lối tắt, bằng đơn giản ít nhất thương vong phương thức thông qua. Xem như miễn cưỡng thông qua. Nhưng nàng như cũ bất mãn với ta phá cục phương thức, ta suy đoán, nàng muốn nhìn đến ta cứu mọi người. Toàn bộ tồn tại. Tần Phạn Phạn ngoài ý muốn nhướng mày, không phải bọn họ lạnh nhạt, tu đạo nhiều ít đều là lấy tốt nhất ích lợi làm trọng, tưởng cứu hơn 1000 người, trên cơ bản là không có khả năng. Ai đều tưởng vội vàng thông qua thẩm phán tới hóa thần. Rốt cuộc thời gian càng sớm, ý nghĩa thẩm phán khen thưởng càng phong phú. Dựa theo yêu cầu, cái loại này hà khắc mục tiêu cho tới nay mới thôi không ai đạt thành quá. Không biết Tiểu Kiều gặp được chính là nào một đạo thẩm phán. Nếu gặp được chính là cùng ta giống nhau thẩm phán. Hắn biểu tình cổ quái, kia chỉ sợ có đợi. Diệp Kiều lại nên như thế nào phá cục mới có thể làm đối phương vừa lòng đâu. Ngươi là mấy ngày ra tới? Minh Huyền tò mò hỏi, Diệp Kiều hiện tại hơn 20 thiên đi qua còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tạ Sơ Tuyết đắc ý quơ quơ đầu, 3 ngày phá cục. Nhiệm vụ là cứu linh tộc thánh nữ. Cái kia thánh nữ rất quật, tưởng giữ được nàng mệnh trừ bỏ muốn tính kế hảo sở hữu sai lầm từ ma tộc trong tay tránh thoát bên ngoài, ở phát hiện tộc nhân toàn bộ bị giết sau, nàng ngay trước mặt ta hiến tế. Tạ Sơ Tuyết hết thảy đều tính kế hảo, vốn tưởng rằng nhiệm vụ có thể nhanh chóng hoàn thành, duy độc không nghĩ tới ra loại này ngoài ý muốn, lần thứ hai hắn hấp thụ giáo huấn, mang đi linh tộc mấy cái hài tử, tránh đi ma tộc, thời gian vừa đến tắt nhiệm vụ hoàn thành. Ta để lại rất nhiều tuổi nhỏ hài tử, ở nàng tộc nhân sau khi chết, đối mặt này đó tiểu hài tử, cho dù không muốn sống cũng sẽ sống sót. Thánh nữ tồn tại, tắt thẩm phán hoàn thành. Đột phá hóa thần kỳ. Minh Huyền dối trá khen hắn 2 tiếng, không hổ là ngươi a tiểu sư thúc. Có thể làm ra đem bọn họ than nướng nam nhân, quả nhiên từ hóa thần liền không phải người bình thường, này cùng cưỡng chế tính buộc làm sống sót có cái gì khác nhau. Một Trọng Hy khó hiểu, vậy không thể xử lý những cái đó ma tộc sao? Đến lúc đó giai đại vui mừng. Ở bên trong tu vi bị áp chế đến mới trúc cơ, Bán Nguyệt tộc sức chiến đấu quá yếu, muốn làm rớt sở hữu ma tộc căn bản chính là người si nói mộng. Trừ phi, hắn dừng một chút, trừ phi ngươi ở bên trong liều mạng tăng lên chính mình, sau đó tam quyền hai chân đánh chết mọi người. Như thế vẫn có thể xem là một loại phá cục phương thức. Chỉ cần là mạch não còn bình thường đều sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Hơn nữa căn bản vô pháp đạt tới điểm này yêu cầu, quả thực quá hà khắc rồi. Thời gian càng lâu, hắn nhún vai, phá cảnh khả năng tính liền càng thấp. Ta chỉ là lựa chọn nhanh nhất lối tắt. Hắn cũng là phế đi thật lớn công phu mới lưu lại Bán Nguyệt tộc mấy cái hài tử. Rốt cuộc trúc cơ tu vi tưởng ở tàn sát trung sống sót, cũng yêu cầu đi bước một tính kế hảo tẩu hướng. Tạ Sơ Tuyết 3 ngày thời gian thông qua hóa thần kỳ thí luyện, này ở tu chân giới cũng là không người có thể phá kỷ lục. Thấy thế nào Tạ Sơ Tuyết lựa chọn đều là tốt nhất. Cũng là đa số người sẽ lựa chọn. Cái này người lạc vào trong cảnh ảo cảnh giữa, chỉ có thể đi loại này không đạo đức lộ tuyến, bằng không tưởng sớm một chút thông qua quả thực người si nói mộng. Kia đạo thẩm phán là thật sự thực hà khắc. Đến nay không có người ở kia đạo thẩm phán trung bắt được mãn phân. Có thể nói hóa thần cảnh sát thủ. Diệp Kiều người này chủ đánh chính là xuất kỳ bất ý, vốn dĩ cho rằng nắm chắc sự tình, kết quả mấy người nhất đẳng chính là gần một tháng. Một Trọng Hy, nếu vượt qua một tháng chính là thất bại sao? Đúng vậy. Diệp Kiều liền tính làm không được trong vòng 3 ngày ra tới, 5 ngày nội tuyệt đối không thành vấn đề, nàng thiên phú so chung chung thần muốn cao, vốn tưởng rằng nắm chắc vấn đề, cuối cùng diễn biến thành suốt 1 tháng cũng chưa cái động tĩnh. Tiểu Kiều rốt cuộc đang làm cái gì? Đoạn Dự đi qua. Đi lại. Gần 1 tháng thời gian. Con khỉ đều có thể tiến hóa thành nhân, nhìn chung tu chân giới nhiều như vậy hóa thần thẩm phán, chưa từng nhìn thấy quá 1 tháng còn không có ra tới kết thúc. Lại không kết thúc, thẩm phán liền định vì thất bại. Chương 340 Thánh nữ chúc phúc. Ngoại giới mọi thuyết xôn xao, Trường Minh Tông đại điện cũng tụ tập không ít người, bị Minh Huyền bọn họ 4 người mang về tới mấy chỉ long cũng cảm ứng được hóa thần hơi thở, bước vào trong điện, tiểu thái tử cổ mặt, lớn tiếng ồn ào, hơn 20 thiên còn không có kết thúc, các ngươi nhân loại tu sĩ phá hóa thần thí luyện như vậy khó khăn sao? Đối long mà nói hóa thần tới rồi nhất định tuổi tác liền tự nhiên đột phá, sẽ không có cái gì thí luyện, hỏi linh tinh vấn đề. Triệu trưởng lão nhìn thoáng qua cái này tiểu long nhãi con, treo khách sáo mà tươi cười, nhẫn nại tính tình giải thích, giống nhau tới giảng sẽ không vượt qua 10 ngày. Chỉ là Tiểu Kiều bên kia khả năng đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình. Tu chân giới nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 10 ngày. Gần 30 ngày thí luyện, chưa từng nghe thấy. Ngươi là nói kia lôi kiếp là Diệp Kiều. Tiểu thái tử ngốc một chút, nàng nhanh như vậy sao? Rõ ràng phía trước gặp được nàng thời điểm còn ở Nguyên Anh sơ kỳ. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình Nam Hải bên kia bị hút đi tuyệt đại bộ phận linh khí, hắn lại cảm thấy thực bình thường. Khi đó bị cọ đến đều phá một cái cảnh giới, làm vai chính Diệp Kiều rõ ràng ở 5 người trung cảnh giới thấp nhất, khổng lồ linh khí thêm vào hạ lại không có chút nào dao động. Dường như nhiều như vậy linh khí toàn bộ hối vào đại dương mênh mông nước biển giữa giống nhau. Như vậy sự tình liền rất đơn giản. Tiểu thái tử bình tĩnh lại, nhanh chóng nói, sai lầm không có khả năng là Diệp Kiều, nhất định là cái này hóa thần thí luyện có vấn đề. Diệp Kiều thông thường sẽ không xuất hiện loại này sai lầm, hoặc là thí luyện có vấn đề, hoặc là nàng lại chuẩn bị làm điểm sự tình. Chỉ hy vọng lần này Diệp Kiều đừng lật xe. Bằng không 30 ngày về sau lại không ra đã có thể tuyên bố thất bại. Còn không biết một hồi lôi kiếp ở khiến cho tu chân giới bao lớn oanh động Diệp Kiều, lúc này chính nếm thử cùng trước mắt thí luyện đấu trí đấu dũng. Ngàn năm trước ma tu cùng tu sĩ 5 năm khai tình huống, hóa thần số lượng phá lệ nhiều. Đối phó linh tộc như vậy không hề năng lực phản kháng chủng tộc, cũng không cần quá nhiều hóa thần, 2 người đồ nhất tộc. Diệp Kiều phàm là vãn một bước liền khả năng sẽ bị đuổi theo, lại lần nữa đạt thành bị giết kết cục. Ỷ vào đối mặt sau phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay, Diệp Kiều rẽ trái rẽ phải dưới tình huống, dễ dàng ném ra đuổi bắt ma tộc. Có Diệp Kiều trước tiên mang linh tộc mọi người chạy trốn, trên đường không ngừng thả ra sương khói đạn nghe nhìn lẫn lộn, đuổi tới ma tộc đại quân toàn bộ phát cái không. Người đâu? Tới rồi 2 cái hóa thần mãn đầu óc nghi vấn. Diệp Kiều đem linh tộc kho sách nghiên cứu cái biến, Bán Nguyệt tộc thư trung có thể thu liễm hơi thở thuật pháp. Muốn tránh khai linh tộc bị đồ kết cục, đầu tiên đến trước trốn tránh hảo, linh tộc thuật pháp phương diện tạo nghệ vì mạnh nhất, lại không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nếu không phải các nàng đầu thiết vì bảo hộ thánh nữ lựa chọn chịu chết, có lẽ cũng không đến mức bị đoàn diệt. Thuật pháp véo xong kia một khắc cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Tiểu thánh nữ sẽ chạy ra giúp nàng ra ngoài Diệp Kiều dự kiến, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thánh nữ là nàng lần này thí luyện chủ yếu mục tiêu, vẫn là mang theo trên người thích hợp. Trừ bỏ kiếm bên ngoài nàng rất ít dùng mặt khác linh khí, đối cung tiễn hiểu biết giới hạn trong Minh Nguyệt tiễn này một loại yêu cầu kéo cung nhắm chuẩn, Bán Nguyệt nổ có thể thuấn phát, tốc độ nhẹ mà mau, lúc này Diệp Kiều thật sự đằng không ra tay liền trả lại cho tiểu thánh nữ. Ngàn năm trước hóa thần rất mạnh. Trong đầu Mộ Lịch nhắc nhở, ngươi lại không nhanh lên, thí luyện thời gian muốn tới. Diệp Kiều đương nhiên biết, ngàn năm trước hóa thần rất mạnh, rốt cuộc ở biến thành cái kia thánh nữ khi, nàng chạy trốn thời điểm có không dưới 10 mấy thứ là bị kia 2 cái hóa thần bắt lấy giơ tay chém xuống. Nàng yên lặng tính toán bọn họ đuổi theo thời gian, lặp đi lặp lại triệu hoán phi tiên kiếm, cùng đối phương thành lập liên hệ, đồng thời tiểu thánh nữ trong tay ôm Bán Nguyệt nổ, bắn ra mũi tên ý đồ quấy nhiễu những cái đó ở phía sau theo đuổi không bỏ 2 cái ma tộc. Bán Nguyệt nổ liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, bọc linh khí mũi tên liên tục vài lần liền bọn họ góc áo đều chạm vào không. Vài đạo mũi tên xoa quần áo mà qua, 2 cái hóa thần thanh âm lạnh xuống dưới, đứng lại. Lưỡng đạo hóa thần uy áp thổi quét, Diệp Kiều dưới chân bước chân bị cột lại, rồi sau đó một cái uyển chuyển nhẹ nhàng lộn ngược ra sau túng tiểu thánh nữ né tránh công kích. Bán Nguyệt tộc nhân thủ 1 phần cấm thuật, đem cảnh giới cùng khí tức hoàng mỹ che đậy trụ, đừng nói là hóa thần, mặc dù là hóa thần lại hướng lên trên đại năng cũng nhìn không ra. Này liền thực dễ dàng cấp ma tộc nhóm tạo thành một loại, cái này thần bí linh tộc phá lệ sâu không lường được cảm giác. Hai cái hóa thần ở phát hiện nhìn không thấu Diệp Kiều tu vi sau, thân mình không khỏi hơi hơi căng chặt lên. Không sợ tu vi cao, liền sợ loại này nhìn không thấu. Diệp Kiều viễn siêu hóa thần thần thức có thể dễ dàng nghe được hai người bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm. Bán Nguyệt nhất tộc cái gì thực lực? Ma Tôn Đại Nhân nói không đáng sợ hãi. Khi như thế nào này hai cái linh tộc toàn nhìn không thấu tu vi. Ta nghe nói các nàng nhất tộc, thuật pháp rất nhiều, thực lực không rõ. Bọn họ dám đến hoàn toàn là ma tôn đối cho tin tức, nói cho bọn họ hai người là có thể nhẹ nhàng đồ rớt nơi này thượng cổ linh tộc. Linh tộc này thường ngăn cách với thế nhân, muốn tìm đến các nàng tung tích thật là không dễ, vạn nhất là ma tôn đoán trước xảy ra vấn đề, kia bọn họ không phải tới rồi chịu chết sao. Ngươi xác định các nàng hai cái đều là hóa thần. Nếu là hóa thần nơi nào sẽ thật sự nghe lời dừng lại bước chân. Chính là bởi vì không xác định mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các nàng tu vi hoàn toàn nhìn không thấu. Vạn nhất những người này ở thực lực của chính mình phía trên, kia chẳng phải là cùng tìm chết không có gì khác nhau sao. Dựa vào đầu cơ trục lợi biện pháp có thể hù trụ bọn họ trong chốc lát. Tiểu thánh nữ nhút nhát sợ sệt không dám nhiều xem, cũng chỉ có Diệp Kiều có thể thượng. Đều là hóa thần cảnh giới, Diệp Kiều tự nhiên cũng không sợ bọn họ, trên mặt treo sáng lạng mà tươi cười, hải. Nàng mới vừa đánh xong tiếp đón, động tác nhanh chóng một phen vớt lên khoảng cách chính mình gần nhất tiểu thánh nữ, né tránh nam nhân không hề dấu hiệu làm khó dễ công kích. Né tránh tốc độ rất nhanh. Nhưng Diệp Kiều trước sau không có động thủ, này liền làm cho bọn họ dâng lên vài phần kiên kỵ. Hoặc là quá cường, hoặc là giàn hoa, bằng không vì cái gì một mặt lựa chọn trốn tránh. Nếu kia hai cái ma tộc hơi chút động đầu óc, nhìn thấu nàng tiểu thông minh, lại phải bị sát. Một cái lão giả ngữ khí lược hiện cổ quái. Nàng hẳn là có đối sách. 100 lần hoa thức tìm đường chết chi lữ, hiển nhiên không phải bạch chết. Nàng đang không ngừng nếm thử cùng chính mình kiếm linh dung hợp cùng câu thông. Giới tử túi bị khóa, bản mạng linh kiếm hạ theo lý thuyết căn bản triệu hoán không ra. Nhưng Diệp Kiều có một phen kiếm kêu phi tiên kiếm, thuộc tính vì quang, vô hình quang, có thể hay không sử dụng nó, có thể dùng ra bao lớn cường độ, không ở kiếm bản thân, mà ở với Diệp Kiều. Kiếm chủ cũng đủ cường đại dưới tình huống, phi tiên kiếm bản thân cũng không sẽ bị thí luyện trung cấm chế có hạn chế. Thí luyện cảnh tượng tương đương với chân thật ảo cảnh, hoặc là nói một hồi đại hình ảo giác hình lĩnh vực, như vậy một trùng điệp một trọng lĩnh vực, dễ dàng làm người đem hiện thực cùng ảo cảnh lẫn lộn. Nhưng ảo cảnh là có thể phá A. Chờ nàng làm phiên nơi này ma tộc về sau, dùng kiếm phá vỡ ảo cảnh đồng dạng có thể thông quan. Chỉ là tưởng làm lơ lĩnh vực hạn chế sử dụng phi tiên kiếm, yêu cầu cùng phi tiên kiếm trình độ đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới mới được. Mạnh Lưu quá nói, nàng không thể sử dụng thuần túy là cùng linh kiếm phù hợp độ không đủ. Mà cùng nàng ma hợp thời gian nhất lâu bất kiến quân cùng nàng nói lại tương mắng. Phi tiên kiếm là duy nhất một cái không có bất luận cái gì hạn chế linh kiếm. Mà nó mạnh yếu quyết định bởi với chính mình. Hắc y nam nhân quăng một cái công kích là tưởng thử Diệp Kiều thực lực, phát hiện nàng quả nhiên không yếu, thế nhưng có thể như vậy phản ứng tốc độ. Nhưng rõ ràng cái kia tiểu thánh nữ thực lực xa không đạt được hóa thần tiêu chuẩn. Nhược đến nhẹ nhàng một véo liền sẽ chết nông nổi. Liền ngươi một cái hóa thần kỳ. Lấy cái gì cùng chúng ta hai cái đánh. Hắn cười nhạo tùy tay vung lên, cùng với thanh thúy rơi xuống đất thanh đem huyền kiếm dễ như trở bàn tay bẻ gãy. Loại này đoạn kiếm cách làm còn rất nhục nhã người. Diệp Kiều không có gì cảm thấy thẹn tâm, chỉ là không có huyền. Kiếm, phi tiên kiếm tưởng triệu hồi ra tới yêu cầu một chút thời gian, đánh nhau khi có chút khó làm. Nguyên bản mặt không lên tiếng tiểu thánh nữ thấy vậy một màn đột nhiên bắt lấy Diệp Kiều thủ đoạn, nàng biết đối kiếm tu mà nói đoạn kiếm ý nghĩa cái gì. Nữ hài rủ mắt ở nàng thủ đoạn chỗ bôi lên một đạo ấn ký. Diệp Kiều tay một đốn, nàng đã trải qua lâu như vậy trọng sinh, minh xác biết, đây là đến từ linh tộc thánh nữ chúc phúc. Linh tộc có trời sinh lực tương tác, chúc phúc có chứa nhất định may mắn thêm thành, Diệp Kiều vận khí từ trước đến nay chưa nói tới thật tốt, nàng nhiều ít có chút kích động, đây là phải cho chính mình đổi vận sao. Nếu có đến từ thánh nữ chúc phúc, như vậy triệu hồi ra tới tốc độ sẽ mau thượng rất nhiều. Có thể hay không cùng phi tiên kiếm đạt thành nhân kiếm hợp nhất trình độ, đây là cái vấn đề thời gian, Diệp Kiều trước vài lần trọng sinh khi cũng là vì thời gian không đủ, không có thể thành công đem linh kiếm triệu hồi ra tới dẫn tới bị giết, lần này nàng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, có thể đuổi ở bị giết trước đem phi tiên kiếm triệu hồi ra tới. Nhưng thời gian đủ tiền đề là nàng đến lấy mệnh đi kéo dài, tiểu thánh nữ cái này chúc phúc tới quá là lúc. Lập tức liền ngắn lại triệu hoán linh kiếm thời gian. Thẩm phán giả nhướng mày, nàng có phải hay không đã nhìn ra điểm cái gì? Tới lui lui lặp lại 100 nhiều lần liền vì lừa gạt linh tộc chúc phúc. Thí luyện trung tiểu thánh nữ là trận này thí luyện thẩm phán giả, nàng chúc phúc là chân thật hữu hiệu, rất khó không cho người hoài nghi Diệp Kiều có phải hay không cố ý tưởng lừa chúc phúc. Quỷ biết. Bọn họ hiện tại nhìn đến người này liền dạ dày đau, gia hỏa này ở thí luyện giữa ỷ vào bất tử, điên cuồng ở nơi đó tạp bút. Mặc dù là nhất thiếu đạo đức Tạ Sơ Tuyết cũng chưa đã làm loại này phát rồ sự tình. Linh tộc chúc phúc có chứa tăng phúc may mắn hiệu quả, phá lệ một cái được trời ưu ái chủng tộc, ở ngàn năm trước bị ma tộc sở tàn sát hầu như không còn, cũng không trách thiên đạo điên cuồng chèn ép ma tộc. Ta cảm thấy đi, nàng khả năng chính là thuần túy là vì báo thù. Diệp Kiều liên tiếp thái quá hành động, đơn thuần chỉ là bởi vì ghi hận này đó lặp đi lặp lại đau nàng mười mấy thứ ma tộc. Tu đạo người lý nên lòng dạ rộng lớn, một hồi thí luyện mà thôi không ai sẽ liều mạng rốt cuộc. Nhưng lần này bọn họ hiển nhiên đá ván sát thượng. Trên thế giới thật sự có người ở thí luyện giữa đã chết vài lần sau, sẽ vì đánh chết nơi này sở hữu ma tộc mà làm ra nỗ lực. Có người suy nghĩ sâu xa, nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ tới góc độ. Bán Nguyệt tộc thánh nữ chúc phúc, nàng nhưng thật ra rất sẽ bác linh tộc hảo cảm. Mặt khác tiến đến thí luyện, lấy Tạ Sơ Tuyết nêu ví dụ, hắn trực tiếp trói nhân gia tiểu hài tử cùng thánh nữ liền chạy, ai sẽ chúc phúc hắn đâu. Linh tộc vẫn luôn là thực ôn nhu chủng tộc. Nhưng cho tới nay mới thôi, được đến các nàng chúc phúc hóa thần, một cái đều không có. Có người táp lưỡi, người nói này đó ma tộc hảo hảo mà đắc tội cái này Diệp Kiều làm gì đâu. Làm đến cuối cùng toàn bộ bị Diệp Kiều nhanh nhanh ghi hận thượng, không tiếc luân hồi cái hơn 100 lần cũng muốn xử lý bọn họ mọi người. Trong đó một người liếc mắt vui sướng khi người gặp họa lão giả, cũng không biết là ai ngay từ đầu nói kia Diệp Kiều xuẩn. Chương 341 ngoạn ý nhi này không phải Diệp Kiều tiêu xứng sao. Hai cái hóa thần kỳ ma tộc, chính mắt kiến thức tới rồi linh tộc chúc phúc năng lực, càng thêm đỏ mắt, chiêu chiêu đều hướng thực lực cực nhược tiểu thánh nữ trên người chém, nàng mang theo tiểu thánh nữ trốn rồi 2 đao, nhưng mà cảnh giới thượng trên lệch không khác kiến càng hám thụ. Đệ tam đao bị người hai mặt giáp công, Diệp Kiều thuận thế đem tiểu thánh nữ ấn trong lòng ngực, một chân đá đến lưỡi dao, chật lại một kích đá ở giữa hồng tâm. Hắn theo bản năng che lại đũng quần, Diệp Kiều đoạt lấy hắn trường đao, nàng không am hiểu loại này vũ khí, nhưng có tổng so không có muốn cường. Lưỡi dao xoay tròn mượn lực lui về phía sau, lại lần nữa đem hai người bức lui. Nàng quá linh hoạt rồi, nếu không phải cảnh giới áp chế, hai người hoàn toàn không phải đối thủ. Thanh Phong quyết một cái đặc điểm đó là thân nhẹ như yến, công pháp nhẹ mà mau. Có lão giả đã nhìn ra vấn đề nơi, kia tiểu cô nương tốc độ mau, tốc độ lại không chịu cảnh giới hạn chế, mặt khác hai cái hóa thần có vẻ vụng về đến cực điểm. Trường Minh Tông tâm pháp đảo cũng có chỗ đáng khen. Tu chân giới nhất coi thường chính là tốc độ hình công pháp, nhưng mà ở cảnh giới bị áp chế dưới tình huống, tốc độ không có bất luận cái gì hạn chế, Diệp Kiều thân pháp cũng đủ phiêu dật, chơi này hai cái hóa thần như là lưu cẩu giống nhau. Mắt thấy liên tục mấy chiêu đều đuổi không kịp, hắn sắc mặt trầm xuống, dưới chân đột nhiên dậm chân, uy áp nặng trĩu triều nàng nghiêng, Diệp Kiều tốc độ giảm bớt, ở nàng dừng lại kia một giây, một cái khác hắc y nam nhân theo sát mà thượng không lưu tình chút nào tưởng chọc chết Diệp Kiều. Mấy chiêu chọc đi xuống Diệp Kiều bằng vào nhiều lần bị giết thành thạo, tránh trái tránh phải, hoàng mỹ tránh đi hắn rơi xuống mấy kiếm. Phàm là thiên một chút là có thể đem nàng chọc cái đối xuyên. Trong lúc Diệp Kiều nếm thử gọi phi tiên kiếm, có Bán Nguyệt linh tộc chúc phúc, rốt cuộc đuổi ở bị hai cái đánh bay trước thành công. Phía trước thất bại rất nhiều thứ Diệp Kiều nhịn không được cảm thán, linh tộc loại này may mắn tăng phúc hiệu quả, vô luận đặt ở nơi nào đều là tốt hơn phụ trợ a. Kết quả cuối cùng rơi xuống cái đoàn diệt kết cục, thật đúng là rất làm người thổn thức. Phi tiên kiếm không chịu ảo cảnh hạn chế, kiếm chủ nguyên bản thực lực có bao nhiêu cường, nó là có thể phát huy ra tới rất mạnh, hóa thành một mạc linh bám vào người với Diệp Kiều phía sau, tuyết bạch sắc kiếm linh nhu hòa tới gần, ở trong tay hình thành sáng ngời mảnh khảnh linh kiếm. Xinh đẹp nhu hòa kiếm linh hiện thân kia một khắc, hai cái ma tộc thiếu chút nữa quay đầu liền chạy. Phi tiên kiếm kia quả thực chính là ma tu trời sinh khắc tinh. Nắm lấy linh kiếm kia một khắc, vân vân dạ dạ Diệp Kiều tại đây một khắc rốt cuộc có thể trọng quyền xuất kích. Linh kiếm đột nhiên hạ phách, hoa khai đạo lạnh thấu xương độ cung trong khoảnh khắc đem nam nhân chặt bỏ tới lưỡi dao xé rách, nhất kiếm kéo ra hai người khoảng cách. Quả thật, hóa thần kỳ rất mạnh, tại đây tràng thí luyện giữa Diệp Kiều tu vi bị áp chế đến trúc cơ, nhưng phi tiên kiếm định vị là chỉ cá nhân thực lực, nàng thực lực phương diện xác thật là hóa thần kỳ, cho dù bị thí luyện có hạn chế cũng không thể phủ nhận nàng tự thân thực lực. Chỉ cần cùng phi tiên kiếm đạt tới nhất định phù hợp độ, nàng nguyên bản thực lực có thể phát huy nhiều nhất thiếu, phi tiên kiếm là có thể phản hồi cho nàng nhiều ít. Mụ nội nó. Thù mới hận cũ thêm lên, hôm nay đừng động cái gì tộc, hết thảy cho nàng chết. Phi tiên kiếm hình thành trăng rằm như câu, một đạo nguyệt hình cung dễ như trở bàn tay khóa chặt hắn, đi xuống một xả, lưỡi hái hình bán nguyệt trở thành thu hoạch vũ khí sắc bén, đem này trong tay huyền kiếm cắt thành hai nửa. Này sóng a, này sóng kêu cho nhau đoạn kiếm lấy kỳ tôn trọng. Ngươi thanh kiếm này, hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm, Diệp Kiều phía trước nhưng vẫn luôn không dám đánh trả, thế nhưng là quan thuộc tính, khó trách dám càng rỡ đến một người chọn hai cái hóa thần. Tuyết bạch sắc bóng kiếm một phân thành hai, lần nữa chia làm bốn đạo, nhẹ nhàng nhoáng lên hiện ra vây quanh trạng mười mấy đạo lệnh người hoa cả mắt, trực tiếp đem lời nói cũng không nói xong nam nhân chọc thành con nhím. Cục diện hoàn toàn xoay ngược lại. Tiểu thánh nữ không tiếng động đối mấy cái âm thầm quan sát thẩm phán giả nhóm thấp giọng nói, ta gặp được quá tu sĩ đối mặt như vậy thí luyện đều là lựa chọn dùng trí thắng được, sở hữu tu sĩ đều không ngoại lệ. Rốt cuộc tu vi áp chế không thể nghịch, không ai sẽ đi dùng võ lực áp chế. Ở thí luyện bên trong chúng sinh bình đẳng, toàn bộ mới trúc cơ thực lực, vũ lực áp chế là nhất hạ sách, bọn họ thẩm phán quá nhiều như vậy hóa thần, lần đầu tiên hữu dụng vũ lực áp chế. Nhưng Diệp Kiều thành công, nhất kiếm khống tràng. Nàng cảm thấy không đủ, trong tay bút lông sói bút một câu, phù ấn trống rỗng mà thượng quăng đi lên, đem hai người hóa thần chặt chẽ siết chặt. Nàng là không có bùa chú, nhưng nàng có thể hiện trường dùng bút lông sói bút một nét bút phù. Cấm dùng bùa chú nàng hiện trường dùng bút lông sói bút cách không họa không phải thành sao. Cảm tạ Tống Hàn Thanh chỉ điểm, thuận đường cảm tạ hắn cả nhà phát minh ra tới cách không vẽ bùa. Nàng có thể đi đến hôm nay, không dựa vào người khác, toàn dựa đồng hành nhóm tiếp tế. Khi nhất chiêu là Tống gia đi. Tống gia có thể cho nàng học qua đi. Nàng cùng Tống gia người thừa kế cái gì quan hệ a? Này tân một lần thân truyền quan hệ đã hài hòa đến cho nhau học tập nông nổi sao? Hảo hỗn loạn quan hệ a, lại là Vấn Kiếm Tông lại là Trường Minh Tông, lại thêm Thắng Thanh Tông cùng Tống gia. Phù tu. Kiếm phù song tu khó chơi trình độ có thể thấy được một chút, tu chân giới loại này giống loài thưa thớt là có đạo lý, quá phạm quy. Hai cái hóa. Thần ngay từ đầu còn có thể chiếm số lượng ưu thế, ở nàng móc ra bút lông sói nét bút phù kia một khắc, hoàn toàn thành tử cục. Diệp Kiều không lưu tình chút nào nhất kiếm đem hai người toàn bộ chém giết. Kiếm thức đụng phải hai người bọn họ kia một khắc, ở hai người kinh hãi sợ hãi dưới ánh mắt toàn bộ biến mất về vì hư vô. Diệp Kiều sảng, tiểu thánh nữ cũng sảng, nàng cái này thí luyện thời gian dài như vậy tới nay, phàm là tham dự tiến vào hóa thần tất cả đều là mang theo nàng trốn đông trốn tây. Lần đầu nhìn đến có người đem những cái đó ma tộc phản giết. Tiểu thánh nữ thật cao hứng, nàng phải cho Diệp Kiều mãn phân. Thiên hoàng lão tử tới đều ngăn cản không được. Ùng ùng không dứt kiếm quyết cùng bùa chú đem hai cái hóa thần hoàng mỹ áp chế, lý luận thượng nàng rèn luyện thực thành công, thánh nữ không chết, nàng thí luyện có thể nói là cực kỳ thành công, vị này tiểu thánh nữ đối nàng đánh giá xưa nay chưa từng có cao. Nhưng mà Diệp Kiều tự hồ không có phải đi ý tứ. Nói giỡn. Chính là cái này não tàn thí luyện tới lui lui làm nàng thể nghiệm 100 lần đọc đương trọng tới cảm thụ, thí luyện kết thúc làm nàng liền đi sao. Kiều Kiều, bổ ra nơi này thử xem. Phi tiên kiếm thanh âm cũng chậm rì rì vang lên. Không chỗ không ở quang, nhẹ nhàng nắm chặt, ở trong tay hóa hình. Thanh phong quyết thứ 6 thức diễn biến, cơn lốc sậu khởi lóa mắt tuyết bạch sắc bóng kiếm triển khai, nhất kiếm dẹp yên toàn bộ hiện trường. Trong cơ thể linh khí toàn bộ rót mãn với trong tay phi tiên kiếm dùng sức chém đi xuống. Đối phi tiên kiếm mà nói kiếm chủ đủ cường, như vậy liền không có không thể phá. Chống lại cái chắn bị bổ ra cái khe, màu trắng linh kiếm quang mang đại tác cùng với lực lượng tăng thêm, một mặt uyển chuyển nhẹ nhàng kiếm linh bóng dáng như ẩn như hiện. Thẩm phán thí luyện hoàn toàn mở tung. Thật dài vết rách quán triệt đến cái đáy đen nhánh thí luyện bị hoàn chỉnh xé mở. Nhất kiếm xé trời quang. Ngươi! Cho ta đứng lại! Cùng với mấy cái thẩm phán giả thét chói tai cùng mắng trong tiếng. Diệp Kiều khiêu khích thổi một tiếng huyết sáo hỏa tốc lưu. Suốt một tháng bị u ám bao phủ trên không, rốt cuộc vào giờ phút này có thể nhìn thấy sáng ngời ánh mặt trời. Trời đã sáng. Có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Ma tộc đã bởi vì hóa thần thí luyện đen suốt một tháng. Nếu trời đã sáng, kia hoặc là thành công hoặc là thất bại. 29 thiên, lại vãn một ngày liền phải thất bại. Đoạn Dự tính toán thời gian buồn cười liệt liệt khóe môi, nàng đây là chuẩn bị đi đánh thí luyện trường sao. Nói không chừng thật đúng là. Tạ Sơ Tuyết sâu kín, có thể làm Diệp Kiều đãi mãn gần một tháng thí luyện, không chừng chính là hắn gặp được cái kia cực kỳ tra tấn nhân tinh thần thí luyện. Hắn lúc ấy khai cục liền lặp lại tử vong, lấy Diệp Kiều tính cách tưởng bổ thí luyện đảo cũng chẳng có gì lạ. Diệp Kiều đây là tưởng hù chết ai. Triệu trưởng lão trên mặt thần sắc dần dần thả lỏng xuống dưới, tạp một tháng cuối cùng một ngày, phàm là lại vãn cái nhất thời nửa khắc vậy tuyên án thất bại. Đã nhiều ngày Diệp Kiều lâu như vậy cũng chưa cái động tĩnh, làm cho triệu trưởng lão liền tân nhập môn đệ tử cũng chưa tâm tình răng dạy. Gục xuống một trương mặt già suốt một tháng, sợ tới mức những cái đó tân nhập môn đệ tử im như ve sầu mùa đông. Tính toán thời gian liền biết Diệp Kiều tạp vừa vặn tốt, không có vãn, ở thí luyện thất bại trước cuối cùng một ngày đạt tiêu chuẩn. Lúc này tu chân giới đại tông trừ bỏ Trường Minh Tông ngoại, lấy Vấn Kiếm Tông cầm đầu, toàn bộ lạnh mặt trầm mặt không nói. Ra cái hóa thần là chuyện tốt, tiền đề là muốn xuất từ với chính mình tông môn. Hiện tại bị không biết người nào cấp giành trước một bước, ai đều sẽ không cao hứng. Năm cái thân truyền bên trong trừ bỏ Diệp Thanh Hàn bế quan, dư lại 4 người đều rất chán đến chết, thậm chí còn có đối các trưởng lão phản ứng âm thầm phiết miệng. Đại trưởng lão đều quăng chúng ta một tháng sắc mặt, xem chúng ta nào đều không vừa mắt. Hạ Thanh nghiêng đầu biểu tình có chút buồn bực. Chúc Ưu nhìn hai cái song tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt, ngươi lại không nỗ lực, đại trưởng lão thật sự muốn đánh người. Sở Hành Chi quan sát hạ trưởng lão sắc mặt, nhịn không được cùng tiểu sư muội nói thầm, thứ này, thực hy hữu sao? Hóa thần mà thôi. Một cái hóa thần mà thôi, bọn họ phía trước lại không phải không gặp được quá hóa thần, thực lực cũng liền như vậy. Hắn biết một cái cảnh giới liền khác nhau như trời với đất đạo lý, nhưng Diệp Kiều Kim đan kỳ thời điểm không cũng có thể cùng đại sư huynh cùng nhau đồng quy vu tận sao. Lúc ấy cũng là một cái cảnh giới chi biệt, nhưng tựa hồ cũng không kém nhiều ít. Vấn Kiếm Tông đại trưởng lão nhĩ tim nghe được, hắn bực bội một cái tác chụp đến Sở Hành Chi trên đầu, suốt ngày chỉ trường thân cao không dài đầu óc, ngươi hiểu cái rắm, đó là chuẩn hóa thần. Thả là tu chân giới gần 100 năm tới, duy nhất chuẩn hóa thần. Ý nghĩa bất đồng. Hảo đi chuẩn hóa thần. Hắn ôm đầu, hướng tiểu sư muội phía sau một tàn, khóe môi cong, 30 ngày mới kết thúc chuẩn hóa thần. Ta chưa từng gặp qua duy trì lâu như vậy thí luyện. Để bụng pháp giờ dạy học mỗi cái trưởng lão đều giảng đến quá, mỗi cái bất đồng cảnh giới sẽ gặp được thí luyện từ hóa thần mở ra lấy này loại suy, có thể càng nhanh từ bên trong ra tới càng có thể chứng minh thực lực. Đừng như vậy khắc nghiệt. Ít nhất nhân gia có thể hóa thần, ngươi có thể sao? Sở Hành Chi dơ lên cằm, ta sớm hay muộn cũng có thể. Còn không phải là hóa thần sao? Hôm nào làm đại sư huynh phá cho ngươi xem. Chúc Ưu không muốn cùng hắn cãi cọ này đó vô dụng, phất tay ý bảo hắn nhanh lên câm miệng, bằng không đợi chút các trưởng lão tổ chức thành đoàn thể cho ngươi trình diễn toàn vai võ phụ. Liền đại sư huynh đều kém một cái cảnh giới, cho tới bây giờ cũng trước sau sờ không tới bên cạnh hóa thần, nơi nào là dễ dàng như vậy đột phá. Không biết là địch là bạn. Chúc Ưu híp mắt, nếu là tu sĩ đảo cũng còn hảo, tốt xấu không phải địch nhân. Tu chân giới nhiều như vậy tán tu giữa cũng không phải không có cao thủ. Chỉ là nói số lượng cực nhỏ. Kỳ thật nhị sư huynh trừ bỏ đầu óc không hảo sử ngoài ý muốn, nói cũng không tật xấu. Tả Diệt thăm dò, 30 ngày mới phá thí luyện, ta còn là lần đầu nghe nói. Kỳ thật nếu là tán tu nói cũng có thể lý giải. Chúc Ưu cắn khóe môi, như suy tư gì phân tích, dĩ vãng hóa thần đều là xuất từ tông môn thế gia. Tán tu rất ít sẽ có ra hóa thần. Đây cũng là tu chân giới xem thường tán tu nguyên nhân chi nhất, thật sự là không có bất luận cái gì đại biểu nhân vật, cùng với một ít lợi hại đại năng. Hơn nữa Chúc Ưu tổng cảm thấy nơi nào quái. Thật sự sẽ là tán tu sao? Nếu là tán tu, không có khả năng thời gian dài như vậy đều bừa bãi vô danh. Nàng nhưng không nghe nói qua có cái nào tán tu tới gần hóa thần, mà tu chân giới hiện giờ trừ bỏ Diệp Thanh Hàn cũng tìm không ra cái thứ hai tới gần hóa thần. Có thể là ma tộc. Ma tộc có chuẩn hóa thần quá quái dị, không có khả năng. Ma tộc hóa thần so với bọn hắn còn thiếu đâu, sao có thể? Hai người suy đoán đều toàn bộ bị theo thứ tự phủ quyết. Chỉ tiếc, lôi kiếp phương hướng là ở ma tộc. Bằng không bọn họ còn có thể qua đi vây xem một chút vị này gần 100 năm duy nhất hóa thần. Diệp Kiều đem ảo cảnh đánh nát sau, Mạnh Lưu người đã sớm không thấy bóng dáng, Diệp Kiều nhiều ít đoán được người này hẳn là sớm trốn đi, thật vất vả có thể thoát khỏi rất hắn sợ chán ghét ma tộc, sẽ lưu lại mới là kỳ quái. Bay nhanh bấm tay niệm thần chú dùng thuật pháp đem hơi thở cùng tu vi toàn bộ thu liễm, miễn cho bị đuổi giết. Bán Nguyệt Linh tộc thuật pháp có thể làm người cảnh giới hơi thở đều bị giấu đi, cùng bùa chú vẫn là có khác nhau, thuật pháp có thể hoàn toàn ẩn nấp, mặc dù cảnh giới cao hơn rất nhiều cũng rất khó bị phát hiện. Nàng vươn tay tiếp được trong tay phi tiên kiếm. Diệp Kiều trực quan cảm nhận được đến từ linh kiếm bản đơn đệ nhất áp bách, hảo cường. Cường đều không phải là ta. Phi tiên kiếm linh phiêu ra tới, mỉm cười, mà là ngươi. Nàng nắm lấy vi tiên kiếm khoảnh khắc, linh kiếm phát ra lóa mắt sáng ngời quang cùng thiên đạo chúc phúc đang chéo. Phi tiên kiếm kia mạc chói mắt quang làm Diệp Kiều che đậy hạ ánh mắt, theo sau vững vàng tiếp được rơi xuống thiên đạo chúc phúc, tấn chức hóa thần. Ngươi xem, ngọa tào. Sở Hành Chi chỉ vào chân trời xuất hiện dị sắc, híp híp mắt, hảo cường quang. Chúc Ưu nghe tiếng như suy tư gì ngẩng đầu, phát ra cùng khoảng nghi hoặc thanh âm, còn có thiên đạo chúc phúc. Hai người liếc nhau đều là ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được ngạc nhiên. Thiên đạo thiên vị nàng. Liền quang cũng đuổi theo nàng. Thiên đạo chúc phúc phi tiên kiếm. Ngoạn ý nhi này không phải Diệp Kiều tiêu xứng sao? Chương 342 tổ tiên tới. Đó là Diệp Kiều. Hạ Thanh một cái giật mình đứng thẳng thân mình, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói. Chúc Ưu híp híp mắt, nhẹ giọng, hơi thở rất giống, ta rất ít nhìn đến tu chân giới có cái thứ hai thiên đạo chúc phúc. Mọi việc không có quá tuyệt đối. Sở Hành Chi nghĩ, ta nhớ rõ Tư Diệu Ngôn bắt được quá. Bích Thủy Tông vị kia đại sư tỷ thiên phú vẫn luôn thực không tồi, đan đạo tạo nghệ nhưng xưng đệ nhất, ít nhất ở đan đạo một mạch, nàng là duy nhất bắt được quá chúc phúc. Cũng không. Diệp Kiều cũng bắt được quá. Vì thời điểm a. Chúc Ưu trừng hắn một cái, Quỷ Vương Tháp lần đó. Nếu không phải bị thiên đạo chúc phúc quan hấp dẫn đến, ngươi cảm thấy Trường Minh Tông mặt khác ba người là như thế nào nhận thấy được bọn họ ở Quỷ Vương Tháp? Khi nói đến nói đi vẫn là Diệp Kiều a. Bốn người bị cái này suy đoán cấp chấn lần lượt trầm mặt, liếc nhau qua đi, Hạ Thanh thanh âm nhẹ nhàng, hơi hơi định thần, không bằng chúng ta qua đi nhìn xem. Không có sư phụ mệnh lệnh tự tiện tiến đến, chúng ta quá khứ là sẽ bị đánh ra tới. Bọn họ cũng không chịu Trường Minh Tông đãi thấy, nội môn còn thường xuyên ức hiếp Trường Minh Tông nội môn. Qua đi cực đại khả năng bị cự chi môn ngoại. Nói không chừng còn sẽ bị đánh một đốn. Tiểu sư muội nghĩ như thế nào? Hạ Thanh hỏi. Chúc Ưu, ta cũng muốn đi xem. Nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Chúc Ưu đối cảnh giới vấn đề cũng không quá quan tâm, nếu là tán tu ra cái hóa thần, nên hoan hô chính là những cái đó bị kỳ thị tán tu, này ý nghĩa tán tu đứng lên, cùng bọn họ quan hệ không lớn. Nếu là Diệp Kiều, kia nàng liền không thể không suy xét một chút khác vấn đề, rốt cuộc phía trước lại như thế nào biến hóa, Vấn Kiếm Tông ở năm tông nội đều là tổng hợp đệ nhất. Diệp Thanh Hàn trước sau ở cảnh giới thượng đều là nhất kỳ tuyệt trần, ổn áp mặt khác thân truyền tồn tại. Nhưng mà Long tộc một chuyến qua đi, hiện giờ năm tông chỉnh thể xuống dưới, Trường Minh Tông thu hoạch lớn nhất. Bọn họ lúc ấy ở Lưu Ảnh Thạch nội xem rõ ràng, trừ bỏ Diệp Kiều bên ngoài toàn viên phá một cái cảnh giới. Chu Hành Vân cũng tới gần Nguyên Anh đỉnh, cùng đại sư huynh so sánh với không kém nhiều ít, nếu cái kia hóa thần là Diệp Kiều. Khi năm tông cách cục thật sự muốn biến đổi. Hạ Thanh chậm rãi ra tiếng, kỳ thật còn có cái biện pháp, ta nhớ rõ chúng ta thiếu Diệp Kiều không ít linh thạch. Tông môn đứng hàng đệ tứ Hạ Thanh nhấc tay, cười hì hì, chúng ta có thể cho đại sư huynh đi thăm dò thử. Chúc Ưu ánh mắt sáng lên, ý kiến hay. Chỉ là quá khứ thời điểm, chính là chủ nợ cùng thiếu nợ người quan hệ, lấy Diệp Kiều ác liệt tính cách chỉ sợ thường thường sẽ trêu cợt một phen đại sư huynh. Sở Hành Chi vẻ mặt mộng bức nhìn bọn họ tam ngôn hai câu liền đem đại sư huynh cấp bán đi, a. Sớm muộn gì cũng muốn còn thượng, vừa lúc đại sư huynh dựa bán cho mặt khác thế gia, ngươi chẳng lẽ tưởng bị Diệp Kiều vẫn luôn lấy mấy khối linh thạch uy hiếp? Hạ Thanh nhướng mày hỏi ngược lại. Sở Hành Chi biện giải, không phải mấy khối, đó là thật nhiều đâu. Kia không phải kết. Chúng ta còn không thượng liền làm công còn Trường Minh Tông tiền, lý do đầy đủ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy lý do tìm phá lệ hoàn mỹ, chờ thêm mấy ngày khiến cho chúng ta đại sư huynh đi thăm Trường Minh Tông. Bên kia đem cảnh giới củng cố Diệp Kiều vỗ vỗ cây FC, ý bảo nó mang theo chính mình chạy mau. Nàng ở ma giới lưu lại suốt một tháng lôi kiếp sau vẫy tay không mang theo một đám mây trốn đi. Thượng cổ thuật pháp cùng với linh tộc bị đồ đã gần như diệt sạch, Diệp Kiều một véo pháp quyết có thể hoàn mỹ thu liễm hơi thở, thật vất vả ngồi xổm lôi kiếp kết thúc, chuẩn bị tới cái Bắc Ba Ba trong rọ ma tộc cao tầng nhóm vẻ mặt mộng bức. Thiếu chủ trốn chạy, ma tộc bị lôi kiếp bao phủ gần như một tháng, lại trước sau tìm không thấy rốt cuộc là ai ở độ kiếp, chọc đến chúng ma toàn bộ hoảng loạn. Cao tầng nhóm thật vất vả phái người ở phụ cận ngồi canh một tháng, kết quả cái gì cũng chưa ngồi xổm, đừng nói hóa thần kỳ tu sĩ, hiện trường liền nửa điểm hơi thở cũng chưa tìm được. Trường Minh Tông hôm nay hết sức náo nhiệt, mấy cái thân truyền tụ cùng nhau mở họp, Tiếp Dư trước hết nghĩ đến chính là, ra cái hóa thần, kia bọn họ Trường Minh Tông ngày sau có tiền a. Chúng ta đem tiểu sư muội bán đi. Lại đem đại sư huynh bán đi. Trước hỏi thăm Diệp Thanh Hàn bán nhiều ít linh thạch, chúng ta nhất định không thể so với hắn thấp. Minh Huyền vỗ tay một cái, cười ngâm ngâm, tưởng tượng một chút Sở Hành Chi sắc mặt, nhất định thực hảo chơi. Minh Huyền cùng Sở Hành Chi ái hận gút mắt chú định vô giải, nhiều như vậy thân truyền, Sở Hành Chi ngay từ đầu cố tình liền thích trào phúng Minh Huyền mang thù, hai người sống núi vẫn luôn đều rất có một bộ không giảm phản tăng tư thế. Một Trọng Hy nhiệt tình vẫy vẫy tay, đem tiểu sư muội bán đi, chúng ta nhất định là nhất có thể kiếm tiền. Đừng tới trông cậy vào Vấn Kiếm Tông, bọn họ Trường Minh Tông mới là mục đích chung. Trường Minh Tông 4 cái chức nghiệp phân bố không được đầy đủ thì thế nào, bọn họ có hóa thần. Không thể bán đi. Cuối cùng là Nhất An Tĩnh đại sư huynh còn có điểm lương tâm, đó là sư muội. Cho nên tiểu sư muội khi nào trở về? Nguyên bản đã lười biếng bò trên bàn Minh Huyền ngồi thẳng lên. KFC tốc độ so ngự kiếm muốn mau, từ ma giới đến Trường Minh Tông địa giới gần hoa một ngày công phu. Từ chân núi hướng lên trên, ngoại môn nội môn theo thứ tự sắp hàng. Trường Minh Tông có minh xác quy định, tiến vào Trường Minh Tông địa giới sau, cấm kỵ một ít kỳ kỳ quái quái phi hành vật, trên thực tế ngay từ đầu cũng không có loại này quy định, thẳng đến Diệp Kiều cả ngày thích tùy tay trảo cái yêu thú cưỡi liền chạy sau, liền thêm vào nhiều thêm một cánh cửa quy. Nàng đem cây FC thu lên, đạp thanh phong nhất dẫm, hóa thần sau thần thức cho dù không đi cố tình xem, trên đường cũng có thể dễ dàng bắt giữ đến không ít Trường Minh Tông nội môn đệ tử nhóm kết bạn chuồng êm xuống núi. Bên tai còn có các loại thanh âm. Diệp Kiều hồi tông trên đường cũng thuận đường góp nhặt một chút bọn họ không ở khi phát sinh sự tình, trong đó người qua đường nhóm nói chuyện phím làm nàng minh bạch đã xảy ra cái gì. Đơn giản tới giảng 8 đại gia ở tiền tay đấm. Theo dõi 5 tông thân truyền, đến nỗi nguyên nhân đương nhiên là xem bọn họ tuổi còn nhỏ, thiên phú cao, thả hảo khống chế. Diệp Thanh Hàn bán cho Diệp gia, mặt khác thế gia khí điên rồi đâu. Duy nhất một cái nguyên anh đỉnh bị Diệp gia người chính mình nội bộ tiêu hóa, mặt khác thế gia không tức giận mới kỳ quái. Ta nhớ rõ Diệp Thanh Hàn không phải chúng ta đệ nhất mỹ nhân sao? Có kiến thức hạn hẹp tu sĩ kinh hô, nguyên lai hắn lợi hại như vậy sao? Nghe đến đó Diệp Kiều thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tiếng. Nói chuyện phím một cái khác thực tự nhiên tiếp đi xuống, trọng điểm là 8 đại gia thích hắn, ai không thích tu vi cao. Này đại khái chính là trong truyền thuyết mục đích chung đi. Còn có Diệp Thanh Hàn fans ngữ khí phá lệ sùng bái. Diệp Kiều đi ngang qua khi, vốn dĩ ý nghĩ cũng không trở về đương cái không có cảm tình thân truyền, kết quả câu kia đệ nhất mỹ nhân ngạnh sinh sinh lưu lại nàng vài giây, nàng nghe xong một lát sau, đi theo thêm câu, a đúng đúng đúng, mục đích chung Diệp Thanh Hàn, tuyệt thế mỹ nhân Diệp Thanh Hàn. Về sau nhớ rõ liền như vậy tuyên truyền chúng ta tu chân giới đệ nhất. Sau khi nói xong cực nhanh từ bọn họ bên người xẹt qua, chọc đến nguyên bản khí thế ngất trời nghị luận các tu sĩ sôi nổi ghé mắt. Thực mau liền nhận ra tới nàng. Diệp Kiều. Nàng làm cái gì đi? Không biết a. Tam mặt mộng bức mấy cái ngoại môn chỉ có thể nhìn theo đối phương rời đi. Nghĩ đến Diệp Kiều trước khi đi nói, bọn họ tinh tế cân nhắc một phen, chẳng lẽ Diệp Kiều cũng sùng bái Diệp Thanh Hàn? Không thể đi, này hoàn toàn không thể a. Diệp Kiều là người phương nào, có thể đem Diệp Thanh Hàn khí điên, dẫm lên mặt khác tứ tông điểm mấu chốt cũng chưa bị đánh chết tồn tại. Diệp Kiều fans cũng có chuyện muốn nói, đúng vậy, nàng đều có thể đem Diệp Thanh Hàn đánh nghiêng trên mặt đất. Nàng sao có thể sùng bái sẽ Diệp Thanh Hàn? Đây là một hồi hai cái Diệp thổi chi gian không tiếng động quyết đấu. Diệp Kiều hỏa tốc chuẩn bị hồi tông, thuận đường trên đường dùng đại sư huynh Ngọc Giảng liên hệ thượng Tần Phạn Phạn. Vốn dĩ đã làm tốt đi ma tộc nghĩ cách cứu viện Diệp Kiều Tần Phạn Phạn hơi sửng sốt. Phải biết rằng, hóa thần lôi kiếp một khi kết thúc Diệp Kiều liền không có bất luận cái gì bảo hộ đáng nói, lấy ma tộc nhóm có thù tất báo tính cách tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng cái này làm ma tộc hàng suốt một tháng lôi kiếp đầu sỏ gây tội. Tần Phạn Phạn tâm hơi hơi đề ra một chút, ma tôn không chụp chết ngươi sao? Không có. Diệp Kiều lúc ấy vừa ra rèn luyện sau phản ứng tốc độ rất nhanh, vừa ra tới liền đem thuật pháp vừa lúc, có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian, nàng nói, Bán Nguyệt nhất tộc ẩn nấp thuật thực dùng tốt. Tạ Sơ Tuyết híp mắt, rất quen thuộc tên. Hắn như suy tư gì, là ở thánh nữ thí luyện giữa học được sao? Hóa thần kỳ thí luyện bên trong, Tạ Sơ Tuyết là tu chân giới nội thông quan tốc độ nhanh nhất không sai, nhưng cho điểm thấp đáng thương, lúc đi cái gì khen thưởng đều không có, Diệp Kiều loại này bên trong ngây người thời gian dài như vậy, cho điểm chỉ biết càng thấp. Rốt cuộc hóa thần kỳ thí luyện nhất định là càng nhanh càng tốt, kéo xuống đi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng mà Diệp Kiều đứa nhỏ này chơi chính là tim đập. Người này nhảy ranh như thế nào ở bên trong ngây người lâu như vậy? Đoạn Dự dành trước vội vàng hỏi. Diệp Kiều trầm mặt vài giây, có thể nói cho Đoạn trưởng lão bọn họ, chính mình kéo thời gian dài như vậy, đơn thuần bởi vì bị giết biến thái, chuẩn bị diệt những cái đó ma tộc lại rời đi sao? Nói lên Diệp Kiều kia tràn thí luyện, Tạ Sơ Tuyết không khỏi hoài niệm đi lên chính mình trong gai 5 tháng, cái này thí luyện ta đi qua a, thiếu đạo đức thực, khai cục liền lặp lại tử vong. Tục xưng khai cục sát. Ở cái kia thí luyện bên trong nơi nào có bất tử. Tạ Sơ Tuyết tham dự kia tràn thí luyện khi tuổi so Diệp Kiều đại rất nhiều, chỉ là bị giết vài lần sau, đạo tâm thiếu chút nữa không xong, hành động cũng cùng với thời gian gia cụ dần dần trở nên cực đoan. Bằng không làm không được bắt cóc tiểu thánh nữ, bức bách nàng sống sót hành động. Tạ Sơ Tuyết khi đó chỉ nghĩ thoát đi khai lặp lại tử vong thí luyện. Mà những cái đó thẩm phán giả, đối tham dự thí luyện hóa thần nhóm ác ý cực đại, bọn họ thực thích xem những cái đó thí luyện hóa thần thống khổ dãy dụa, đau khổ tìm kiếm phá cục phương pháp. Này đại khái là bọn họ số lượng không nhiều lắm lạc thú. Còn có một việc. Diệp Kiều bay nhanh bổ sung, ta ra tới trước, đem thí luyện lĩnh vực cấp nhất kiếm bổ ra. Đại sư huynh bọn họ về sau hóa thần sau thí luyện cẩn thận một chút, bọn họ hẳn là ghi hận thượng ta. Tạ Sơ Tuyết. Lãng vẫn là Diệp Kiều lãng. Trước khi đi không quên cấp những cái đó thẩm phán nhóm nhất kiếm, hắn lúc ấy như thế nào không nghĩ tới đâu. Tạ Sơ Tuyết quay đầu đối với 4 người tận tình khuyên bảo dặn dò, các ngươi về sau hóa thần kỳ thí luyện khi, nhớ rõ ngàn vạn đừng bị những cái đó thẩm phán nhóm phát hiện chính mình là Trường Minh Tông. Mệt hắn phía trước lúc ấy còn lo lắng Diệp Kiều có thể hay không bị hắn niên thiếu khi nổi bật chiến tích sở ảnh hưởng, tiến tới dẫn tới mấy cái thẩm phán đối Diệp Kiều ấn tượng rất kém cỏi, ác ý nhằm vào hạ lúc này mới dẫn tới kéo dài suốt 30 ngày. Hiện tại xem ra, không nghĩ tới căn bản không cần hắn, Diệp Kiều bằng vào bản thân chi lực là có thể đem Trường Minh Tông vốn là không tốt thanh danh kéo đến đáy cốc. Mộ Lịch vẽ mặt tàu điện ngầm lão nhân xem di động. Đây đều là đàn người nào nộp. Tần Phạn Phạn bọn họ có không ít lời nói muốn hỏi rõ ràng Diệp Kiều, thí dụ như nàng cho điểm nhiều ít, nhưng người còn không có nhìn đến, chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ nàng tới rồi về sau giáp mặt hỏi rõ ràng. Diệp Kiều vỗ vỗ đầu, đột nhiên liêu khởi một khác sự kiện, tiểu sư thúc. Triệu trưởng lão ở bên cạnh sao? Về Mộ Lịch vấn đề, nàng chuẩn bị tìm Triệu trưởng lão giải quyết, tông môn nội nhất toàn năng đại khái chính là Triệu trưởng lão, tính tình tuy rằng không tốt, nhưng hiểu nhiều. Mộ Lịch là giúp quá nàng, nhưng việc nào ra việc đó, lưu cái ma tộc trước sau là cái bom hẹn giờ. Mộ Lịch đã nhìn ra nàng qua cầu rút ván ý niệm, sắc mặt tối sầm, ngươi muốn đem ta làm ra tới. Ngay từ đầu đoạt xá tìm tới Diệp Kiều, trọng điểm là chủ yếu suy xét tới rồi nàng thiên phú cao, thả là bất kiến quân kiếm chủ, vô luận thấy thế nào đều so Mạnh Lưu thích hợp. Ai biết hắn vận khí bối đến loại trình độ này, tìm cái thương sinh đạo tu sĩ. Nhưng mà bất kiến quân là cái cực kỳ quên chủ. Mấy ngày nay hơn nửa thí luyện khi ở chung, Mộ Lịch phát hiện người này thuần thuần ăn mềm không ăn cứng. Hắn cắn chặt răng, thanh âm tận lực duy trì bình thản, cho ta điểm thời gian, ta đi đoạt xá cái ma tộc. Thật bị làm ra tới, lấy chính đạo những cái đó ghét cái ác như kẻ thù tính cách, tuyệt đối sẽ đem người khác nói hủy diệt. Diệp Kiều nhướng mày, dị thường dễ nói chuyện, dụng tâm thanh trở về hai chữ, có thể. Dù sao tới rồi Trường Minh Tông, xử lý như thế nào cái này ma tôn không phải là các trưởng lão một câu sự tình. Đoạt xá ai không tốt, đoạt xá cái thân truyền đệ tử, này sống thuần chỉ do với dê vào ổ sói. Vẫn luôn đều có lưu ý Trường Minh Tông địa giới chung quanh Tần Phạn Phạn dần dần nhận thấy được không thích hợp. Hắn cảnh giới phàm là có xa lạ hơi thở xâm nhập là có thể cảm nhận được, Diệp Kiều không đến mức ở cảnh giới phương diện lừa hắn, nhưng Tần Phạn Phạn có thể bảo đảm, bốn phía xác thật không có nửa điểm hóa thần hơi thở. Thậm chí liền Nguyên Anh xâm nhập hơi thở đều không có. Tiểu Kiều, ngươi hiện tại đến Trường Minh Tông địa giới sao? Diệp Kiều không rõ hắn vì sao có này vừa hỏi, thành thật trả lời, tới rồi. Tần Phạn Phạn đột nhiên thấy hiếm lạ, ta đây vì sao không có bắt giữ đến mặt khác tới gần hơi thở? Này liền thực cổ quái. Tạ Sơ Tuyết dơ lên thanh âm, ẩn nấp phù không đạt được loại này hiệu quả, Tiểu Kiều cái này hẳn là một loại thuật pháp. Ẩn nấp bùa chú đối cảnh giới cao hơn rất nhiều tu sĩ tới giảng không có hiệu quả, nhưng hắn cùng Tần Phạn Phạn hai người cũng chưa nhận thấy được bất luận cái gì hơi thở lưu động. Đoạn Dự bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là luyện rùa đen công? Triệu trưởng lão khóe miệng vừa kéo, lạnh lùng nói, kia kêu quy tức công, không gọi rùa đen công. Nghe được mấy cái các trưởng lão quen thuộc cho nhau trào phúng thanh, Diệp Kiều có phía trước tìm người hồi vô hụt kinh nghiệm, lần này ở Ngọc Giảng nội đơn giản dò hỏi một chút bọn họ có phải hay không đều ở chủ điện, miễn cho đến lúc đó lại lần nữa vô hụt. Kết quả mới vừa nói xong, Tạ Sơ Tuyết liền chen vào nói, hắn ngữ khí thâm trầm, không cần, Tiểu Kiều. Ngươi trạm kia đừng nhúc nhích. Chúng ta đi tiếp ngươi. Tạ Sơ Tuyết thanh âm dị thường bình tĩnh, cắt đứt Ngọc Giảng sau, phía trước vẫn luôn bán tính bán nghi, Diệp Kiều chính miệng thừa nhận là hóa thần sau, hắn bởi vì cảm xúc phập phồng có chút kịch liệt, tay đều có chút ma. Gần 100 năm duy nhất hóa thần, xuất từ bọn họ Trường Minh Tông. Hoảng hoảng kích động cảm xúc, Tạ Sơ Tuyết đem trong điện một đám người toàn bộ nhanh như chớp đẩy đi ra ngoài, vô cùng cao hứng, thất thần làm cái gì, tổ tiên tới, tiếp giá a. Chương 343 ta tới tự mình thử xem ngươi. Bị quá độ hưng phấn Tạ Sơ Tuyết đẩy ra đi 4 người tổ. Cái này ngữ không kinh người chết không thôi so sánh làm Tần Phạn Phạn không thể nhịn được nữa một chân tinh chuẩn đạp đi ra ngoài, thanh âm lãnh trầm, các ngươi 4 cái, đi đem Tiểu Kiều lãnh đến chủ phong tới. Thấy một màn này 4 người đồng thời táp lưỡi, đáng thương tiểu sư thúc. Ở Tần Phạn Phạn nhìn qua sau, không nghĩ bị sư phụ đá phi mấy người đồng thời đều nhịp đáp ứng, được rồi. Chúng ta này liền đem Diệp Kiều mang về tới. Ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi rời đi hiện trường, sợ đi chậm cũng sẽ bị đánh. Đi mau, ngoại tào, sư phụ muốn đánh người. Bên kia Diệp Kiều đang chuẩn bị nhất dẫm phi kiếm đi chủ phong, nghênh diện đụng phải cùng chạy nạn mà đến mấy cái sư huynh, bởi vì chạy quá mức nhanh chóng gió thổi có chút quần áo bất chỉnh, giống nhau tới giảng tông phục đến xuyên giống lời nói, cũng liền Trường Minh Tông hàng năm cà lơ phất phơ. Nhưng thông thường tới giảng, mặt khác 2 cái tông phục không hảo hảo xuyên còn có thể lý giải, Tiếp Dư cùng đại sư huynh làm cái quỷ gì đâu. Diệp Kiều làm trầm tư trạng, các ngươi 4 cái đang làm cái gì? Đạp Thanh Phong thiếu chút nữa dẫm bốc khói mấy người dừng lại bước chân, hai mặt nhìn nhau vài giây. Chủ yếu là tiểu sư thúc làm chúng ta tới đón giá. Một Trọng Hy thò qua tới, tấm tắc bảo lạ, bất quá hơi thở của ngươi thật đúng là chính là hoàn toàn bắt giữ không đến. Bởi vì cảnh giới so với chúng ta cao duyên cớ sao. Nhưng hơi thở giống nhau tới giảng chỉ cần không cố tình thu liễm là có thể bắt giữ đến, Diệp Kiều này trực tiếp xu gần với vô, bọn họ tu vi thấp một cái cảnh giới bắt giữ không đến hóa thần, kia còn có thể giải thích, nhưng mà liền Tần Phạn Phạn cũng bắt giữ không đến. Diệp Kiều thụ sủng nhược kinh, nàng vẫy vẫy tay, đè lại Một Trọng Hy đầu, tiểu sư thúc cho các ngươi tới. Đúng vậy. Một Trọng Hy hắc hắc cười 2 tiếng, này đại khái chính là thiên tài bài mặt. Rốt cuộc bọn họ mấy cái ngay từ đầu bái sư khi Tần Phạn Phạn thái độ cũng đều lão nhiệt tình. Đại tông môn sao, chủ đánh chính là một cái song tiêu. Trường Minh Tông trưởng lão còn rất nhiều. Tổng cộng 7 vị, trừ bỏ thường xuyên dạy dỗ bọn họ trưởng lão bên ngoài, còn có rất nhiều không quen thuộc các phong chủ. Hấp tấp đuổi tới chủ điện nội khi, Tần Phạn Phạn còn ở hành hung Tạ Sơ Tuyết kháng tấu, vài cái né tránh tới rồi mấy cái lão nhân mặt sau, hắn dương mắt chú ý tới cửa 5 người, vẫy vẫy tay, Tiểu Kiều tới. Hắn ý đồ làm Tần Phạn Phạn lực chú ý dời đi qua đi. Kết quả Tần Phạn Phạn bị hắn vừa nhắc nhở lúc này mới chú ý tới cửa Diệp Kiều, hắn nguyên bản giãn ra khai mày hơi hơi hợp lại tới rồi cùng nhau, Tiểu Kiều. Hơi thở của ngươi như thế nào thu? Đừng nói hơi thở, liền cảnh giới đều phát hiện không đến. Tần Phạn Phạn chưa từng gặp qua loại này. Cổ quái thuật pháp. Diệp Kiều trước mắt mới thôi một nửa nguyệt nhất tộc ẩn nấp thuật pháp có cái rõ ràng nhận tri kia đó là có thể giấu giếm được hóa thần tồn tại, kết quả người đều đến cửa đại điện, Tần Phạn Phạn cũng chưa phát giác đến, nàng càng thêm cảm thấy thần kỳ, sư phụ. Trưởng lão, các ngươi nửa điểm không phát giác tới sao? Thật đúng là không có. Tần Phạn Phạn nhìn chăm chú vào Diệp Kiều, khụ 2 tiếng, thử mà nhỏ giọng hỏi, hóa thần. Được đến Diệp Kiều khẳng định sau khi gật đầu, hắn biểu tình đều dần dần nhẹ nhàng không ít. Chà sát tay gấp không chờ nổi tiếp tục hỏi, thí luyện kết quả như thế nào? Diệp Kiều là duy nhất một cái ngốc đầy 30 ngày mới ra tới, điểm này nhưng thật ra xưa nay chưa từng có chút ngoại giới tu sĩ trào phúng không hổ là 100 năm không ra quá hóa thần tu chân giới, cho dù ra tới một cái hóa thần, chỉ sợ cũng là tu luyện ngàn năm mới đột phá hóa thần kỳ lão Đông Tây. Tần Phạn Phạn muốn nghe xem Diệp Kiều ở thí luyện bên trong cụ thể rốt cuộc tình huống như thế nào. Mãn phân. Diệp Kiều thấy mấy cái trưởng lão đều mang tò mò bộ dáng, tổ chức hạ ngôn ngữ, ta khai cục đã bị đã chết vài lần, ngày đầu tiên liền trình diễn tràng hoa thức bị giết. Tạ Sơ Tuyết, ta cũng là Nga. Không phản ứng lại đây đã bị giải quyết. Lần đầu tiên còn hảo, nhiều lắm có chút mộng bức, chờ đến mặt sau toàn bộ hành trình lo lắng đề phòng, sợ dây tiếp theo liền sẽ bị xuất quỷ nhập thần ma tộc nhảy ra cắt cổ. Khi thí luyện có thể nói không ít hóa thần bóng ma tâm lý. Ở đây có cái trưởng lão cũng đồng dạng trải qua quá. Nghe được Diệp Kiều khai cục sát, bọn họ biểu tình cũng đều là gợn sóng bất kinh, thí luyện sao, nhiều tử thương vài lần liền thích ứng. Mà kế tiếp Diệp Kiều nói làm cho bọn họ hơi có chút banh không được, Diệp Kiều ngữ khí mang theo phập phồng, hiển nhiên nàng đối trận này rèn luyện nhắc tới khi cũng là phá lệ bất mãn, mặt sau ta phát hiện. Chỉ cần ta chết mau, bọn họ không thể giết ta. Kế tiếp ta liền lặp lại đã chết 100 nhiều lần. Đây cũng là vì cái gì ước chừng 30 ngày mới ra tới duyên cớ. Ở thí luyện giữa bên trong tu sĩ tuyệt đối tự do. Hơn nữa mỗi một lần trọng sinh đều có 3 ngày có thể dùng để trước tiên bố trí thời gian. Diệp Kiều lấy này 3 ngày thời gian toàn dùng để học tập bán nguyệt tộc thuật pháp, cùng với ma hợp chính mình cùng phi tiên kiếm thuộc tính. Một lần trọng sinh chính là 3 ngày thời gian. 100 nhiều lần trọng sinh, dựa theo thí luyện bên trong tốc độ dòng chảy thời gian, nàng ở thí luyện ước chừng có 300 thiên, này cũng liền có thể nghĩ những cái đó thẩm phán giả vì cái gì hỏng mất. Nhà ai người tốt năng lực được tính tình ở thí luyện bên trong ngốc mãn 300 thiên. Đổi những người khác khả năng còn nghi vấn. Đãi ước chừng 30 ngày còn có thể lấy mãn phân. Nhưng phóng tới Diệp Kiều nơi này liền rất bình thường. Chậm về chậm. Cho dù là tạp thứ 30 thiên kết thúc, nàng cũng là cái thứ nhất mãn phân hóa thần. Hơn nữa tiểu thánh nữ đối Diệp Kiều thực vừa lòng, thuận đường thí luyện trường nội tặng một đạo thánh nữ chúc phúc. Vô nghĩa. Những cái đó tiến đến rèn luyện tu sĩ vì đồ mau, một cái hai cái mang theo nàng trốn đông trốn tây, thật vất vả tới cái có thể mang theo nàng mới vừa trở về, không hài lòng mới là lạ. Tạ Sơ Tuyết chỉ bội phục Diệp Kiều kia lặp lại 100 nhiều lần cũng chưa hỏng mất tâm thái. Mặt khác 4 cái sư huynh tắc không hiểu ra sao, bọn họ không biết cái gọi là thí luyện rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng Diệp Kiều cái này mãn phân vừa nghe liền rất ngưu bức. Còn có một việc. Nói xong thí luyện vấn đề, Diệp Kiều chỉ chính mình, ta bị sơ đại ma tôn cấp tính kế một phen. Mộ Lịch, nếu không phải những người khác nghe không được hắn thanh âm, hắn cao thấp đến lay động Diệp Kiều cổ áo rốt cuộc là ai đem ai cấp tính kế một phen. Hiện tại hắn giống như trốn ta thức hải bên trong không ra. Diệp Kiều hỏi, có thể làm ra tới sao? Như thế nào đi vào? Minh Huyền trên mặt tươi cười động lại, làm sư phụ bọn họ giúp ngươi trảo ra tới. Sơ đại ma tôn, vậy chỉ có thể là một sợi tàn hồn, rốt cuộc đều đã chết nhiều năm như vậy, nếu là tưởng bóp chết quả thực dễ như trở bàn tay. Một Trọng Hy quơ Diệp Kiều đầu ý đồ cho nàng óc cấp hoảng đều. Bị Diệp Kiều một chân đá đến trên bụng, hắn ngao một giọng nói rốt cuộc không tay tiện. Này hai người lại nháo đi lên. Diệp Kiều tâm lại phá lệ đại, Tạ Sơ Tuyết tê một tiếng, không nghĩ tới nàng đi ma tộc thế nhưng còn có này một vụ, ngươi đảo có thể nếm thử một chút làm ngươi thức hải nội khí linh quần ẩu chết hắn. Ta tạm thời không dám đi lục soát ngươi thức hải. Thức hải loại địa phương này quá mức mẫn cảm, vạn nhất cấp biến thành ngốc tử làm sao bây giờ. Mấy cái trưởng lão thương lượng nửa ngày cũng đắn đo không chuẩn, cuối cùng quyết định ngày khác mang nàng đi Thành Phong Tông cùng Bích Thủy Tông hỏi một chút xem. Luận thần thức còn phải là này hai đại tông môn. Lại nói tiếp Thành Phong Tông, Phương Chi Giao mấy tháng trước vẫn là thực nhiệt tình cùng ta nói, muốn mời ngươi đi bọn họ Thành Phong Tông. Triệu trưởng lão liếc mắt một cái Diệp Kiều bên hông treo giới tử túi, tốt nhất là đem cái kia thủy hệ linh khí cùng nhau mang về. Diệp Kiều sửa đúng, nó kêu bản đồ. Bản đồ. Triệu trưởng lão đối nàng đặt tên năng lực không ôm hy vọng, may linh kiếm có tên của mình, bằng không những cái đó linh kiếm còn có thể có dễ nghe tên sao. Mộ Lịch nghe những người này nói chuyện phím nội dung, thiếu chút nữa trợn trắng mắt, hắn cảm thấy này đó trưởng lão cùng tông chủ thuần túy là nhiều lo lắng, mặc dù là lại nguy hiểm kia cũng là hắn tình cảnh càng nguy hiểm. Ở ma tộc Diệp Kiều liền đem vị này khổ bức sơ đại ma tôn áp bức rất hoàn toàn, hơn nữa là một cái toàn năng bách khoa, Mộ Lịch so trí năng AI còn dùng tốt. Quay lại sau núi đi. Tiểu Kiều. Tần Phạn Phạn ngó trái ngó phải thật sự từ trên người nàng nhìn không tới nửa điểm hóa thần bóng dáng. Vì tránh cho ra ngoài ý muốn, hắn vẫn là quyết định trước thí nghiệm một chút Diệp Kiều. Ta tới tự mình thử xem ngươi. Tần Phạn Phạn vỗ vỗ Diệp Kiều ý bảo nàng theo kịp, thử xem hóa thần có thể tiếp ta mấy chiêu. Diệp Kiều. Chương 344 hai cái coi tiền như rác. Thấy Tần Phạn Phạn không giống nói dẫn bộ dáng, Diệp Kiều chỉ có thể chính mình làm tốt tâm lý xây dựng sau lược hiện khổ bức mà đi qua. Lần này cùng dĩ vãng không quá giống nhau chính là, huấn luyện nàng là Tần Phạn Phạn. Thường lui tới nhưng đều là Đoạn trưởng lão tự mình thượng thủ tấu. Tần Phạn Phạn muốn so Đoạn trưởng lão thô bạo phương thức huấn luyện ôn nhu, cũng so Tạ Sơ Tuyết dính điểm biến thái huấn luyện thủ pháp bình thường. Tạ Sơ Tuyết khóe môi ngoéo một cái, nàng yêu cầu học được như thế nào vận dụng hảo hóa thần cảnh giới linh khí, cùng với cảnh giới tăng lên về sau tự thân công pháp tâm pháp rất cao. Này đó đều yêu cầu đi thích ứng. Tạ Sơ Tuyết vẫn luôn đối Diệp Kiều ôm kỳ vọng đều rất cao, hắn không thể nghi ngờ là cao hứng. Nhìn đến Diệp Kiều bị đánh cũng toàn bộ hành trình vui tươi hớn hở. Hóa thần cảnh, Tần Phạn Phạn ra tay so với bọn hắn mấy cái huấn luyện hiệu quả chuyện quan trọng nửa công lần. Mắt thấy một cái hai cái đều không có giúp chính mình ý tứ, Diệp Kiều hướng sau núi vừa đứng, linh khí dễ dàng trói buộc nàng tay, đem nàng phản bó trụ, Tần Phạn Phạn mở miệng nói, tới. Thí nghiệm giữa ngươi có thể thỉnh hai cái hỗ trợ. Diệp Kiều bị bó kín mít, nàng tượng trưng tính giãy dụa hai hạ sau, Một Trọng Hy thế nhưng vô cùng cao hứng hoan hô hai tiếng, Diệp Kiều, Diệp Kiều. Chờ chúng ta từ ác độc Đoạn trưởng lão trong tay cứu vớt ngươi đi. Vương tử nhóm cứu vớt công chúa. OHEA. Công chúa Diệp Kiều. Một Trọng Hy hưng phấn cùng Chu Hành Vân cùng nhau hỗ trợ, Tần Phạn Phạn là cái không nói võ đức, nhìn đến này kiếm tu ba người tộc sau, dễ dàng ở trên tay đoàn linh khí, nhắm ngay Diệp Kiều dưới chân. Trong khoảnh khắc các bay đá chạy, mặt đất sụp đổ, Diệp Kiều tay bị phản bó dưới tình huống, chỉ có thể tận lực né tránh, bên tai thanh âm nổ vang, một đạo màu trắng phi kiếm trên dưới quay cuồng, mũi kiếm cắt đứt trên cổ tay quấn quanh linh khí. Ra tay hỗ trợ chính là Chu Hành Vân, Diệp Kiều được đến tự do sau, linh khí đã đến trước mặt, nàng đem linh khí điều động hình thành một cái giống nhau như đúc chưởng ấn, lần đầu tiên nếm thử phản kháng chính mình kia không xứng chức sư phụ, mới vừa hóa thần Diệp Kiều linh khí lá mỏng đụng phải tức phá. Diệp Kiều con ngươi hơi hơi co rụt lại, dưới tình thế cấp bách cơ hồ là bản năng điều động sở hữu kỹ năng đến từ bảo. Vài đạo giống nhau như đúc bóng dáng tách ra, ngăn trở công kích, lại là một chưởng theo sát tới, Diệp Kiều lấy một loại xảo quyệt động tác tránh né quá. Ta dựa. Trốn là tránh thoát nhưng nhìn đến nhiều như vậy chính mình, Diệp Kiều rõ ràng chính xác có chút mộng bức, ta sự phân bào nhiễm sắc thể. Tần Phạn Phạn lần này chủ yếu là tưởng huấn luyện một chút Diệp Kiều, mặt khác hai cái là cùng nhau cùng lại đây chơi. Diệp Kiều không lâu trước đây vẫn là Nguyên Anh kỳ, thình lình phá. Cảnh, chuẩn hóa thần rốt cuộc ý nghĩa cái gì, khả năng ngay cả nàng bản thân đều không có gì khái niệm. Muốn cho nàng mau chóng thích ứng hóa thần kỳ cảnh giới, không thể thiếu một đốn hành hung. Tần Phạn Phạn nói, đem lực chú ý tập trung đây là phân thân trạng thái, cũng là cái gọi là hóa thần kỳ về sau phân thần. Minh Huyền nhìn đến nhiều như vậy Diệp Kiều cũng thoáng có chút há hốc mồm, hắn chọc chọc Diệp Kiều cái kia phân thân, giống như cùng chân nhân không có gì khác nhau. Phân thân tự nhiên là giống nhau như đúc. Này cũng kêu phân thần, nàng chính mình sở chế tạo ra tới. Bất quá Diệp Kiều tu luyện không tới nhà, trừ bỏ có thể sử dụng tới chắn một chắn công kích ngoại, trên cơ bản không mặt khác tác dụng. Diệp Kiều phân thân nhìn qua thực chất phát, vừa thấy chính là giả cái loại này. Tới tiếp tục. Đừng trò chuyện. Nói xong không cho Diệp Kiều phản ứng cơ hội, lắc mình chụp hạ nàng đầu, một chưởng liền đem Diệp Kiều chặt chẽ chụp đến trên mặt đất. Diệp Kiều bị chụp tiếng hố sau đều có chút mộng bức. Một chưởng này Tần Phạn Phạn tuyệt đối là thu liễm gắng sức nói tới. Phía trước Đoạn trưởng lão không cần bất luận cái gì linh lực khi, hai người bọn họ cũng là bị trưởng lão một bàn tay treo lên đánh. Tông chủ ra trận càng không cần đề. Xem nàng bị chụp tiếng trong đất mặt cùng giống như người không có việc gì, Tần Phạn Phạn không nói hai lời lại lần nữa hướng về phía lỗ thủng bên trong Diệp Kiều chụp một cái chưởng ấn. Bị nhốt tiếng hố nội cơ hồ tránh cũng không thể tránh, cường đại dòng khí đối chạm vào, Diệp Kiều chính diện điều động linh khí dưới tình huống vững vàng tiếp được. Toàn bộ sau núi tràn ngập cường đại linh khí dao động. Trước mắt thí nghiệm kết quả tới xem, nàng có thể tiếp Tần Phạn Phạn tam chưởng. Các ngươi hai cái có thể hay không giúp đỡ. Nàng nhìn hai cái đầu thấu đầu, hư hư thực thực xem náo nhiệt Một Trọng Hy cùng Chu Hành Vân. Chủ yếu là không thích hợp a tiểu sư muội. Minh Huyền ở bên cạnh xem náo nhiệt, tự đáy lòng cảm thán hiểu rõ vài tiếng, bọn họ hai cái qua đi sẽ bị đánh chết, nhất định sẽ. Diệp Kiều đều thiếu chút nữa không tiếp được một chưởng, những người khác qua đi kết cục cũng chỉ có một cái, bị Tần Phạn Phạn một chưởng chụp phi. Bên cạnh là một đáp không một đáp hoa thủy hai người tổ, Tần Phạn Phạn vẫn luôn liền nhìn chằm chằm chính mình chú y. Tần Phạn Phạn thông thả ung dung thu tay lại, đối với thiên phú tốt hắn từ trước đến nay khoan dung, ngữ khí từ ái, còn muốn tới sao tiểu Kiều. Bị trực tiếp đánh tiếng hố bên trong Diệp Kiều cường chống mỉm cười, đừng sư phụ. Lại đánh liền phế đi. Bốn chưởng cũng đã là cực hạn. Tần Phạn Phạn biểu tình vẫn là trước sau như một hiền lành, cười đến thấy nha không thấy mắt, kia mỗi ngày nhớ rõ tiếp tục tới. Sợ Diệp Kiều trực tiếp bãi lạng hô hô ngủ nhiều, hắn bổ sung, căng quá 5 chiêu khiến cho ngươi xuống núi đi chơi. Tuy rằng Tần Phạn Phạn không quản sự, nhưng làm một cái tông chủ, chỉ cần bánh nướng lớn hòa hảo, Diệp Kiều tự nhiên cũng sẽ thượng câu, vì có thể sớm ngày xuống núi, Diệp Kiều mỗi ngày đều đúng giờ tới bị đánh, tranh thủ hoàn toàn đem hóa thần cảnh cân nhắc thấu. Trong lúc, Một Trọng Hy còn cho nàng ra chủ ý, không được ngươi liền cùng hắn liều mạng, đến lúc đó bị đánh chết khiếp khiến cho Tiếp Dư qua đi cứu ngươi. Dù sao có thể tiếp được sư phụ năm chưởng là được, cũng đừng quản quá trình thế nào. Trường Minh Tông luôn luôn thừa hành tội liên đới hình thức, Diệp Kiều không thể xuống núi, những người khác cũng không thể, chỉ có thể cùng nhau ở sau núi làm háo đương bồi luyện. Mà liền ở không lâu trước đây Diệp Kiều mới vừa hồi tông, liền có không ít tông môn nghĩ đến thử, Trường Minh Tông trực tiếp quan tông môn từ chối tiếp khách. Này thần bí tư thái càng dẫn người hoài nghi. Mấy cái thế gia có thể nói là nghe tin lập tức hành động, phái người đi tìm hiểu tin tức, kết quả liền môn còn không thể nào vào được. Mấy phen không có kết quả dưới tình huống, bọn họ phất phất tay trực tiếp vận dụng gia tộc quan hệ làm nhà mình dòng chính đi bái phỏng một chuyến. Tống Hàn Thanh chính là bị kéo qua đi thuần oan loại. Trường Minh Tông sau núi. Phía trước lặp lại luyện tập mấy ngày thời gian trung, nàng đã có thể vững vàng tiếp được 4 chưởng. Chờ đến cuối cùng một chưởng chụp được nháy mắt, Diệp Kiều lợi dụng phong phú bị đánh bay kinh nghiệm, điều động hóa thần kỳ khổng lồ linh khí làm phòng ngự thủ đoạn, linh khí bao vây đến 4 phía, Tần Phạn Phạn một kích chưởng ấn đột nhiên đẩy đến trên người, đánh nát vần quanh linh khí. Thật lớn sức giật làm Diệp Kiều lui vài bước. Cũng may là tiếp được, bằng không chính mình lại muốn lạc cái bị chụp trên mặt đất khấu đều khấu không xuống dưới kết cục. 7 ngày thời gian tiếp được Tần Phạn Phạn 5 chưởng, Một Trọng Hy lập tức bạch 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 bắt đầu hải báo vỗ tay, xinh đẹp. Chúng ta có thể đi rồi sao? Nhàn mốc meo mà Minh Huyền nhảy dựng lên, 5 chưởng nga, Diệp Kiều chặt chẽ tiếp được, có thể phóng chúng ta xuống núi đi. Từ khi bọn họ ban ngày sờ cá, buổi tối trộm cắp xuống núi bị phát hiện sau, ở tông môn bên trong trực tiếp bị chặt chẽ trông giữ. Này ở trong tông mặt nhật tử so ngồi tù còn khổ sở a. Đi thôi. Nhìn đến Diệp Kiều như vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể tiếp được 5 chưởng, Tần Phạn Phạn phất phất tay, liên quan đối Minh Huyền ngữ khí cũng từ ái vài phần, trời tối trước nhớ rõ hồi tông. Xuống núi khi mọi người ríu rít còn quay chung quanh Tần Phạn Phạn khi nào mạnh như vậy triển khai một phen thảo luận, rốt cuộc ở bọn họ 5 người trong mắt mặt Tần Phạn Phạn mới là cái kia nhất mặc kệ sự. Tiếp Dư, các ngươi nói sư phụ cái gì cảnh giới? Minh Huyền điểm điểm cầm, cha ta tình huống, đại khái là ở hợp thể sơ kỳ. Cũng chính là hóa thần lúc sau cảnh giới. Ta cảm thấy sư phụ hẳn là không ngừng. Mặt khác trưởng lão cũng không ngừng. Ta trước kia cho rằng bọn họ đều là hóa thần cảnh, hiện tại xem ra là ta đem bọn họ tưởng thấp. Nhưng khi đó đối với mới trúc cơ các thiếu niên mà nói, hóa thần mong muốn không thể tức cảnh giới. Diệp Kiều tán thành gật đầu, nhiều như vậy trưởng lão không một cái có thể nhìn thấu sâu cạn. 5 người ai cũng chưa thay quần áo, cùng nhau xuống núi khi liền rất thấy được. Khó được thanh nhàn, Diệp Kiều nhìn chung quanh một lát, chuẩn bị tùy cơ tìm cái thân truyền tới tra tấn, chúng ta không bằng đi xuống núi tìm Diệp Thanh Hàn chơi. Vấn Kiếm Tông nghèo không quan hệ, Diệp Thanh Hàn có tiền, đệ nhất thế gia Diệp gia chính là rất có tiền. Hắn đang bế quan đi. Nhắc tới cái này Tiếp Dư biểu tình cũng lộ ra vài phần cổ quái, hắn chậm rì rì phổ cập khoa học nói, rốt cuộc mặc kệ là Diệp gia vẫn là Vấn Kiếm Tông đều ở chờ mong Diệp Thanh Hàn lại lần nữa đánh vỡ một chút tu chân giới kỷ lục, thí dụ như 18 tuổi Nguyên Anh kỳ, 20 tuổi Hóa Thần kỳ. 18 tuổi Nguyên Anh kỳ làm Diệp Thanh Hàn thanh danh vang dội, nếu có thể cái thứ nhất đột phá Hóa Thần, kia đã có thể thật là xưa nay chưa từng có thể nghĩ khí phách hăng hái. Tiếp Dư làm cái tổng kết, không nghĩ tới bị giành trước một bước. Diệp Thanh Hàn bế quan ra tới, biết được tin tức này sẽ khí điên đi. Kia đảo sẽ không. Chu Hành Vân còn tính hiểu biết Diệp Thanh Hàn mạch não, hắn nói, Diệp Thanh Hàn chỉ biết cảm thấy, hắn quả nhiên vẫn là không đủ cường đại. Sau đó tiếp tục yên lặng nỗ lực. Diệp Kiều, ở nào đó ý nghĩa tới giảng, hắn cái này chính đạo đệ nhất nhưng thật ra thật sự danh xứng với thực. Liền cái này tâm thái, hắn không thành công ai thành công. Bên kia bế quan đến một nửa bị sư đệ sư muội thình lình túng ra tới Diệp Thanh Hàn. Trường Minh Tông đóng cửa từ chối tiếp khách lâu như vậy vừa thấy chính là có mưu nị. Chúc Ưu thúc giục Diệp Thanh Hàn đi thăm tình huống, chỉ có Sở Hành Chi cái này thiểu năng trí tuệ không rời không bỏ, thề sống chết đi theo hắn đại sư huynh, đi theo cùng đi địch nhân hang ổ. Chúc Ưu nhiệt tình phất phất tay, nhớ rõ cùng Diệp Kiều lên tiếng kêu gọi, đại sư huynh. Này tam phương gặp mặt. Tống Hàn Thanh trong nhà mặt lựa chọn chính là tiền tài thế công, đừng động Diệp Kiều cái gì cảnh giới, cho dù là Nguyên Anh sơ kỳ cũng không thể che giấu nàng ở tu chân giới nhân khí cao sự thật, tu chân giới còn phải xem Diệp Kiều. Tống gia nhất không thiếu chính là tiền, hắn vẻ mặt không tình nguyện mang theo một túi linh thạch đi tìm Trường Minh Tông người. Nửa đường thượng đụng tới Diệp Thanh Hàn. Mấu chốt Diệp Thanh Hàn còn mang theo hắn sư đệ, Sở Hành Chi. Này 2 người thật là như hình với bóng. Tống Hàn Thanh cân nhắc hạ hai bên sức chiến đấu, quyết đoán kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, hắn lựa chọn chủ động bắt chuyện, các ngươi cũng đi tìm Diệp Kiều. Diệp Thanh Hàn ừ một tiếng. Hành đi. Đều là hướng Trường Minh Tông đi. Hai cái tông người liên hệ đến Trường Minh Tông khi này 5 người đang ở dưới chân núi. Lúc đó Diệp Kiều đang ở tự hỏi tông môn mua đồ vật có cho hay không chi trả. Minh Huyền ở trong nhà thuộc về không được ưa thích. Từ khi hắn thay đổi về sau liền linh thạch đều thiếu, này đại khái cũng nguyên với hắn khắp nơi soàn soạt. Thân cha duyên cớ, nghèo liền kém cùng Diệp Kiều cùng nhau ăn đất. Diệp Kiều tìm kiếm giới tử túi, nàng ở ma tộc nhưng thật ra thuận tới không ít thứ tốt tới, cơ hồ chưa thấy qua pháp khí đều bị bọn họ mua một lần. Pháp khí quý muốn mệnh, nàng mang linh thạch không nhất định đủ, bọn họ 5 cái nhưng thật ra có thể thấu một thấu, lại hoặc là trông cậy vào Minh Huyền về nhà đi cầu hắn thân cha, chạy tới trả tiền. Đang lúc không biết tìm ai đương cái này coi tiền như rác khi, Tống Hàn Thanh cùng Diệp Thanh Hàn đồng thời tìm tới môn. Chương 345 hắn rốt cuộc là nào một bước không đuổi kịp. Các ngươi cùng nhau đến đây đi. Diệp Kiều ánh mắt sáng lên, nhiệt tình cho bọn hắn báo vị trí, làm cho bọn họ hai tông cùng nhau lại đây. Diệp Kiều thái độ này, không đúng chỗ nào đi. Bị hố hồi lâu kinh nghiệm làm Tống Hàn Thanh có chút cảnh giác, nhưng lại cảnh giác bị trong nhà an thượng nhất định phải đem Diệp Kiều quải quá khứ nhiệm vụ, hắn chỉ có thể căng da đầu cùng Diệp Thanh Hàn cùng đi chân núi Vân Trung Thành. Bọn họ đều hiếm khi ra cửa. Đối Vân Trung Thành hiểu biết không nhiều lắm, hơn nữa Vân Trung Thành ở vào 5 tông dưới chân, lý luận thượng lại càng thiên Trường Minh Tông một ít, không ai sẽ nhàn đến nhàm chán đi trong thành mua đồ vật, Trường Minh Tông người ngoại trừ. Bọn họ là thật sự thực nhàn. 2 cái có tiền thiếu gia tới rồi trả tiền, trên đường chỉ cần đi theo Diệp Thanh Hàn cùng Tống Hàn Thanh cọ ăn cọ uống liền đủ rồi. Bọn họ cùng mặt khác 2 tông thật không có bất luận cái gì tình nghĩa đáng nói, này 2 người không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, 5 lần 7 lượt tưởng cùng Diệp Kiều đáp lời, tuyệt đối có chuyện. Nếu như vậy đưa tới cửa kia khẳng định là tể một đốn. Đem cảm thấy hứng thú đồ vật toàn bộ mua trở về, giới tử túi trang không dưới sau ném cho Diệp Thanh Hàn cùng Tống Hàn Thanh hỗ trợ cầm. Sở Hành Chi nhìn Diệp Thanh Hàn cùng Tống Hàn Thanh lưu lạc đến tận đây, hắn tức giận muốn chỉ trích. Minh Huyền đem một cái hộp tinh chuẩn ném trong lòng ngực hắn, như vậy không cao hứng, nếu không ngươi giúp ngươi đại sư huynh lấy bái. Sở Hành Chi nhìn đại sư huynh, hừ một tiếng đoạt lại đây, ta lấy theo ta lấy. Giỏ sách nhất tộc thêm nữa một viên mãnh tướng. Minh Huyền cùng Diệp Kiều vỗ tay. Thấy hết thảy Diệp Thanh Hàn. Các ngươi có độc. Biết này 2 cái tông tìm tới môn tới là có chuyện, Diệp Kiều tìm được rồi cái có thể ngồi xuống nói chuyện phiếm địa phương, Sở Hành Chi ngồi xuống sau toàn bộ hành trình tức giận đến gặm bàn gỗ biên giác nghiến răng. Diệp Kiều quay đầu chú ý tới một bên gặm góc bàn, một bên hung tợn trừng mắt bọn họ Sở Hành Chi, cánh tay thọc thọc bên cạnh người, các ngươi ai chọc hắn. Tiếp Dư thành khẩn, cũng chưa điểm số sao. Trừ bỏ Diệp Kiều bên ngoài ai có thể đem Sở Hành Chi khí thành cái này tính tình. Kẻo kẹt thanh âm, làm cho bọn họ hoài nghi lại đã đi xuống Sở Hành Chi có thể đem cái bàn gặm đoạn. Cách đó không xa âm thầm quan sát các tu sĩ cũng ở mồm 5 miệng 10 thảo luận. Vân vân, trường hợp này có điểm loạn. Giống như có 3 cái tông cùng nhau. Ngạch, thật không sợ bị phát hiện. Chúng ta Vân Trung thành phố xá sầm uất nhiều người như vậy đâu, liền tính phát hiện cũng không có khả năng chú ý tới chúng ta. Cơ hồ đều tò mò một đám thân truyền không có việc gì tổ chức thành đoàn thể đi làm cái gì. Trường Minh Tông cùng Bích Thủy Tông đi ra ngoài bọn họ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái chính là Vấn Kiếm Tông cùng Nguyệt Thanh Tông, như thế nào đêm này 2 cái tông thần long thấy đầu không thấy đuôi thủ tịch kêu ra tới. Chúng ta tu chân giới thủ tịch F3 tề tựu. Hảo, đều cô lập Sở Hành Chi đúng không? Diệp Kiều có thể nghe rõ ràng, hóa thần kỳ có thể tinh chuẩn tỏa định tùy tiện một cái tu sĩ, từ phương hướng nào truyền ra tới đều có thể chuẩn xác phân rõ đến. Bị nhìn trộm cảm giác không tốt lắm, Tống Hàn Thanh cũng có thể cảm giác được rất nhiều xa lạ không mang theo ác ý thăm hỏi, hắn đem ẩn nấp phù dán lên che chắn rất ngoại giới những cái đó nhìn trộm thần thức. Tiếp Dư chủ động vứt đề tài, các ngươi tìm tới môn là có chuyện gì sao? Tống Hàn Thanh dẫn đầu mở miệng, chúng ta tưởng mời các ngươi đi Tống gia làm khách. Nói là làm khách trên thực tế là tưởng trước một bước mua chuột tiếng gia tộc giữa. Mỗi cái gia tộc cũng không thiếu một ít dưỡng cao thủ, bọn họ so sánh với dưới là tuổi còn nhỏ chút, nhưng tiên hạ thủ vi cường luôn là đối, ai không biết tu chân giới hiện giờ thiên Trường Minh Tông thiên tài nhiều nhất. Diệp Kiều ghé vào trên bàn, chúng ta cự tuyệt. Tống gia không khí không thấy được thật tốt, bọn họ cũng không nghĩ tham dự 8 đại gia cướp đoạt chiến trung. Tống Hàn Thanh sớm có đoán trước, Diệp Thanh Hàn xem hắn bị cự tuyệt sau, cũng mở miệng nói cái vấn đề, quá mấy ngày có tràng rèn luyện, ta yêu cầu mang Vấn Kiếm Tông cùng đi, nếu mặt sau có cái gì khẩn cấp tình huống, các ngươi Trường Minh Tông có thể mang đội sao? Mang đội. Diệp Kiều mê hoặc nhìn hắn, ngươi muốn đi hạ bí cảnh. Bọn họ hiếm khi cùng nhau, bất quá cho dù là cùng nhau dưới tình huống, Diệp Thanh Hàn đều là mang đội cái kia, trừ phi đặc thù tình huống, bằng không kỳ thật càng đề xướng từng người vì chiến. Mà bí cảnh trung cơ duyên luôn là nhiều. Có chút linh thực linh quả thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đem linh khí tăng lên, Diệp Thanh Hàn nếu là bình cảnh kỳ xác thật là thực thích hợp đi một chuyến bí cảnh. Nói cách khác, Vấn Kiếm Tông không đúc kết, nếu thật gặp được nhiệm vụ, còn phải tìm ra cái mang đội. Trường Minh Tông quá thích hợp, mặc kệ là Chu Hành Vân vẫn là Diệp Kiều, mà ở phương diện này Diệp Kiều càng cụ bị thống trị lực, tiền đề là nàng vui dưới tình huống. Diệp Kiều nhỏ giọng nói thầm hai tiếng, ta nhưng thật ra có thể mang đội. Nhưng nàng chán ghét mang đội. Nếu ngươi đến mang đội, đồ vật chúng ta có thể phân đến đầu to. Tiếp Dư phân tích, đây là chỗ tốt. Ai đều không nghĩ đương chim đầu đàn, hơn nữa chim đầu đàn cũng là phải có thực lực, thích hợp người thật cũng chỉ có Diệp Kiều, phía trước còn có thể lấy cảnh giới không xứng nói sự, nhưng hiện tại kia chính là hóa thần kỳ. Nếu muốn tuyển một cái mang đội tông môn, hiển nhiên Trường Minh Tông đỉnh xứng. Minh Huyền có lệ hắn, rồi nói sau, nói không chừng Tần Hoài càng vui đâu, rốt cuộc không có tình huống của ngươi hạ, hắn cơ hội liền tới rồi. Tần Hoài vẫn luôn tưởng tranh cái đệ nhất, tuy rằng đánh trận nào thua trận đó. Tần Hoài không vui còn có Tống Hàn Thanh đâu. Diệp Kiều cảm thấy trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, kia tự nhiên là vui đi mang đội lạc, Tống Hàn Thanh cùng Diệp Thanh Hàn khác không nói, vinh dự cảm vẫn luôn mãnh liệt cực kỳ. Bị cu Tống Hàn Thanh còn cầm Diệp Kiều mua trở về một đống rác rưởi. Đúng vậy, rác rưởi, nàng mua trở về một đống vô dụng bùa chú. Mấu chốt Diệp Kiều còn hỏi hắn một câu, ngươi hoặc là... Tống Hàn Thanh cảm thấy hắn bị vũ nhục. Diệp Kiều chú ý tới hắn biểu tình, nâng nâng tay, ta là nói ta họa. Nàng giới tử túi ném lại một đống cấp thấp bùa chú, tông môn cấm buôn bán, cấp thấp bùa chú lại không dùng được liền vẫn luôn ném kia đương rác rưởi xử lý. Nhưng Diệp Kiều biết Tống Hàn Thanh thậm chí những cái đó phù tu đều còn mang tò mò, tuy rằng đối nàng đối tổ sư gia truyền ra tới bùa chú tu sửa chữa sửa tràn ngập phẫn nộ, thi đấu trong sân hiệu quả lại rõ như ban ngày, bọn họ muốn, rồi lại không bỏ xuống được mặt mũi. Tống Hàn Thanh quả nhiên biểu tình hòa hoãn hạ. Ta có thể cùng ngươi đổi. Tống Hàn Thanh do dự vài giây sau, vẫn là nói, ngươi trên tay pháp khí, bùa chú đều hủy không sai biệt lắm đi. Trên thị trường pháp khí bùa chú hiệu quả đều rất kém cỏi, hiệu quả tốt trên cơ bản xuất từ thế gia tay. Bùa chú nhưng thật ra có thể bạch phiêu Minh Huyền, pháp khí đến đi tìm Thành Phong Tông hoặc là khí tu thế gia mua. Tu chân giới vật lấy hy vi quý, phàm là có thể sử dụng được với pháp khí tất cả đều chết quý chết quý. Diệp Kiều xác thật thực thiếu bùa chú cùng pháp khí, nàng gật gật đầu, Tống Hàn Thanh đem giới tử túi mở ra cho nàng ngắn ngủi nhìn lướt qua. Diệp Kiều thiếu chút nữa bị tiền tài hương vị sở mai một. Tống Hàn Thanh chú ý tới nàng phản ứng, khóe môi cong một chút thần sắc còn có chút tự đắc, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Hảo hảo hảo, Diệp Kiều liền thích hắn nhiều năm như vậy đều chưa từng sửa coi tiền như rác hơi thở. Nàng chạy nhanh đem trong tay rách nát toàn bộ ném cho hắn, bọn họ tưởng nghiên cứu vậy nghiên cứu đi, cấp thấp bùa chú đối nàng mà nói tác dụng không lớn. Tống Hàn Thanh tò mò trước sau là nguyên lý vấn đề, vì cái gì có chút bùa chú có thể hỗn hợp hoặc cải tạo. Nhưng mà muốn lấy về đi mấy chương nghiên cứu còn phải từ Diệp Kiều trong tay đi mua. Diệp Kiều tóm được Nguyệt Thanh Tông bùa chú chọn, Nguyệt Thanh Tông phòng ngự bùa chú vẫn luôn là mặt khác tông hiếm khi có chi vững chắc, lúc này không nhiều lắm kéo điểm càng đãi khi nào. Tống Hàn Thanh cũng như nguyện bắt được người trong nhà dặn dò đồ vật, hơn nữa so với Diệp Kiều trước kia hố hắn linh thạch mà nói, này chỉ tốn một chút tiền trinh. Hai bên đều cảm thấy chính mình kiếm lời. Làm trò vấn kiếm tông mặt, hai người đem giao. Dịch đạt thành về sau, Sở Hành Chi biểu môi, chạm vào hạ Diệp Thanh Hàn cánh tay, ý bảo đại sư huynh tiếp tục đi hỏi chuyện. Bọn họ lần này tới chủ yếu mục đích nhưng không chỉ là cái này. Hắn chỉ sắc trời, ý bảo Diệp Thanh Hàn ngẫm lại chuyến này mục đích. Bọn họ là tới hỏi một chút Diệp Kiều lần trước cái kia thiên đạo chúc phúc hóa thần lôi kiếp cùng nàng có quan hệ gì. Diệp Thanh Hàn cũng chú ý tới cổ quái một chút. Hắn là ở ngay từ đầu, liền không thấy xuyên thấu qua Diệp Kiều tu vi. Diệp Thanh Hàn có vài phần suy đoán, quan sát đến Trường Minh Tông mấy người biểu tình, theo sau hắn thình lình hỏi, ngươi phá cảnh. Trong khoảnh khắc Diệp Kiều đã bị không ít tầm mắt như có như không bắn phá, Diệp Kiều liền đoán Vấn Kiếm Tông sẽ không bắn tên không đích. Đặc biệt là Diệp Thanh Hàn. Quả thực không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Đúng vậy, nàng nhìn lại, sảng khoái trả lời nói. Diệp Thanh Hàn thấy nàng thừa nhận như thế nhanh chóng, híp mắt, cho nên nói, cái kia hóa thần chính là ngươi. Ma tộc sao có thể sẽ có chuẩn hóa thần kỳ tồn tại? Trừ bỏ tu sĩ căn bản không làm hắn tuyển. Đáp đúng. Nàng bò trên bàn, nhưng không có khen thưởng. Thình lình bị cái này thạch phá kinh thiên tin tức cấp tạc hạ Tống Hàn Thanh. Cái gì hóa thần? Từ. Này mẹ nó rõ ràng toàn bộ hành trình là ở bên nhau nói chuyện phím, hắn rốt cuộc là nào một bước không đuổi kịp. Chương 346 tiếp tục đương cẩu. Diệp Kiều cùng Diệp Thanh Hàn đề tài nhảy lên có chút quá nhanh, thế cho nên Tống Hàn Thanh cho rằng chính mình ảo giác. Hắn đắm chìm ở chính mình là nào một bước không đuổi kịp hoài nghi nhân sinh giữa. Ngươi không phải Nguyên Anh Sơ Kỳ sao? Tống Hàn Thanh thấp giọng nói, hắn minh xác nhớ rõ ở Long tộc khi, Trường Minh Tông cơ hồ toàn bộ phá một cái cảnh giới, duy độc Diệp Kiều bất động như núi. Lâu như vậy đều thói quen với Diệp Kiều chậm rì rì phá cảnh tốc độ, thình lình một câu hóa thần đem người đều cấp tạc mộng bức. Tống Hàn Thanh nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, phát hiện không một người có nói giỡn ý tứ, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, lẩm bẩm mạo một câu, nguyên lai ngươi chính là cái kia đãi suốt 30 ngày thí luyện kỳ 3. Trăm năm mới ra như vậy một cái hóa thần, theo lý thuyết hẳn là cái thiên tài mới đúng. Thẳng đến 30 ngày mới ra tới, loại này người già tốc độ, làm không ít tu sĩ hoài nghi, có thể là một cái mấy ngàn tuổi lão tất đăng phá cảnh. Lão tất đăng thế nhưng là Diệp Kiều. Này hí kịch tính phát triển làm Tống Hàn Thanh thật lâu vô pháp hoàn hồn. Diệp Kiều tới điểm tinh thần. Ngươi lại là như thế nào biết ta 30 ngày ra tới? Vô nghĩa. Sở Hành Chi sen mồm, ngữ khí khoa trương lải nhải phát ra, ngươi một ngày thí luyện không kết thúc, lôi kiếp liền sẽ không ngừng lạc. Mẹ gia, ngươi cũng thật sẽ chọn địa phương A, ma tộc kia một khối sợ là đã bị lôi cấp chém thành hoàng thổ cao sườn núi đi. Nói ngươi là như thế nào chạy ra? Có thể ở ma tộc bên trong nhỏ giọng vô tức trốn đi, thuận đường còn cấp náo loạn cái long trời lỡ đất sau toàn thân mà lui, hắn thật sự thực hâm mộ Diệp Kiều loại này làm xong sự tình liền toàn thân mà lui tiêu sái. Diệp Kiều bò trên bàn nhìn này hai cái tông môn, Vấn Kiếm Tông đại khái là có chuyện làm ơn bọn họ, thuận đường hỏi một chút hóa thần tin tức có phải hay không thật sự, Tống Hàn Thanh là bị trong nhà mặt phái tới đương oan loại, nỗ lực thuyết phục bọn họ đi Tống gia quải cái danh. Diệp Kiều như suy tư gì, bổ 30 ngày. Như thế nàng không rõ ràng lắm sự tình, cũng khó trách Mạnh Lưu chạy so cẩu còn nhanh. Diệp Kiều. Một bên Tống Hàn Thanh đem cái này bất ngờ tin tức cấp chậm rì rì tiêu hóa rớt sau, giật giật cánh môi, đang nghe nói là cái hóa thần kỳ sau, sắc mặt đều có chút cổ quái, nhưng vẫn là theo bản năng vì chính mình gia tranh thủ một chút, trên thực tế. Gia tộc bọn ta đãi ngộ rất cao, hơn nữa phù tu cơ bản cụ bị tự bảo vệ mình năng lực, yêu cầu ngươi địa phương cũng không nhiều, đi Tống gia chỉ là quải cái danh mà thôi, hiếm khi sẽ muốn ngươi hỗ trợ. Có lẽ dựa theo Diệp Kiều phía trước Nguyên Anh sơ kỳ tu vi có lẽ ở một các cao thủ giữa không có quyền lên tiếng, nhưng nếu là hóa thần kỳ, Tống Hàn Thanh tin tưởng hắn cha tuyệt đối sẽ làm Diệp Kiều thể nghiệm một phen đương tổ tông tư vị. Rốt cuộc đó là hiếm thấy hóa thần, vẫn là mười mấy tuổi hóa thần. Minh Huyền cắm một miệng, không nhịn xuống sặc hạ Tống Hàn Thanh, vậy ngươi thật như vậy nói, nhà của chúng ta đãi ngộ cũng không tồi, tuyệt đối làm tiểu sư muội thể nghiệm một phen đương cha cảm giác. Chỉ là nhà hắn đến bây giờ cũng chưa cái động tĩnh. Nhưng hiện tại không động tĩnh không đại biểu mặt sau không có, hóa thần cảnh giới, vẫn là như vậy tiểu nhân hóa thần, vô luận cái nào thế gia đều không nghĩ buông tha, rất nhiều thế gia không động tĩnh cũng chỉ là bởi vì Diệp Kiều cảnh giới vẫn luôn dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ. Hóa thần về sau tình huống tự nhiên cũng là bất đồng. Thời gian dài như vậy, Trường Minh Tông đều không cho người ngoài ra vào, nói rõ là không nghĩ làm tin tức chảy ra đi. Cực đại xác suất sợ Diệp Kiều gặp được chút nguy hiểm. Tu chân giới có chút ngầm thế lực cho rằng những cái đó thiên phú càng cao càng cụ bị giá trị, rất khó không cam đoan có thể hay không có người ám sát đối phương. Nói thực ra, nghe nói cái kia hóa thần là Diệp Kiều, Tống Hàn Thanh trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, càng có rất nhiều nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc tám mọi người đều là cạnh tranh quan hệ, đột phá nhưng phàm là Diệp Thanh Hàn, như vậy Diệp gia ít nhất ở trong vòng 100 năm có thể vững vàng ngồi ổn cái này đệ nhất. Ai trước hết làm kia đệ nhất nhân, ai liền có thể nhanh chóng bị mọi người nhớ kỹ, thế nhân trước hết nhớ kỹ vĩnh viễn là đệ nhất. Đạo lý này là tuyên cổ bất biến, cho dù là phóng tu chân giới biết Diệp Thanh Hàn cũng chiếm tuyệt đại bộ phận, đơn giản là hắn 18 tuổi hóa thần truyền vô cùng kỳ diệu. Trường Minh Tông cũng yêu cầu Diệp Kiều như vậy có thiên phú đệ tử tới tuyên truyền, chỉ là hiện tại còn không đến thời điểm, muốn tuyên truyền đi ra ngoài, ít nhất phải đợi nàng có thể đem hóa thần cảnh hoàn toàn nắm giữ qua đi. Diệp Thanh Hàn nghe được nàng thừa nhận sau, khóe môi cũng hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, cuối cùng nhìn nàng, ta sẽ không thua cho ngươi. Đây là bị đương đối thủ cạnh tranh. Khi chúc ngươi thành công. Diệp Kiều trở về câu. Diệp Thanh Hàn lại cảm thấy chính mình bị nàng nội hàm. Một chuyến xuống dưới về sau, trừ bỏ Trường Minh Tông bên ngoài đều không vui, Tống Hàn Thanh tiền tài thế công hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì trứng dùng, Trường Minh Tông hoàn toàn đem hắn đương đài thọ coi tiền như rác. Vì gia tộc cấp nhiệm vụ, hắn lại không thể không cố nén. Đổi làm phía trước hắn đã sớm quăng ngã đồ vật chạy lấy người, nhưng đó là hóa thần, chân trước mới vừa đem người đắc tội chỉ sợ trở về sau, thân cha liền sẽ cho hắn biết cái gì kêu tuyệt vọng. Tống Hàn Thanh chỉ có thể chịu đựng một bụng khí, giúp Trường Minh Tông thu thập xong cuối cùng cục diện rối rắm sau, như là một con u linh sâu kín phiêu về tới trong nhà mặt, nghênh đón hắn không phải an ủi, tất cả đều là liên tiếp truy vấn. Ở Tống gia người trong mắt lấy ra tiền tài thế công hẳn là có thể bắt lấy Trường Minh Tông, rốt cuộc Diệp Kiều cho bọn hắn ấn tượng mang thâm gốc rễ cố, một cái nghèo xỏ xuyên qua cả người. Nàng có lẽ sẽ không vì 5 đấu gạo không lưng, nhưng nàng sẽ vì 8 đấu gạo không lưng. Không thành công. Tống Hàn Thanh nhìn những người này vây đi lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Như thế nào? Là chúng ta cấp không đủ nhiều. Nàng căn bản là không phải Nguyên Anh. Ta cảm thấy linh thạch có lẽ vô dụng, đắc dụng mặt khác tới đổi. Hắn khóe môi nhấp nhấp. Có người lập tức nói giỡn, tiểu Tống, ngươi phía trước truyền tin không phải đã nói nàng là chuẩn Nguyên Anh kỳ sao? Hơn nửa ngày ấy từ truyền thừa nơi trở về, nàng vừa mới phá Nguyên Anh, chúng ta lấy linh thạch cũng đủ có thành ý đi. Nhưng xem Tống Hàn Thanh khó coi sắc mặt không giống như là ở nói giỡn. Chẳng lẽ là đi Long tộc kia mấy tháng nội thời gian phá cảnh? Tống gia chủ miên man suy nghĩ một lát, kia nàng là Nguyên Anh trung kỳ. Vẫn là nói hậu kỳ. Diệp Kiều phá cảnh có khi sẽ liền phá 2 cảnh, đối nàng mà nói này đó nhưng thật ra không hiếm lạ. Đều không phải. Tống Hàn Thanh cánh môi nhấp gắt gao, hơi hơi buông ra sau, muộn thanh, là hóa thần. Cái gì? Tống gia chủ trên mặt tươi cười hơi đốn, hóa thần. Không nói giỡn. Thấy Tống Hàn Thanh biểu tình vẫn là không có nửa điểm biến ảo, Tống gia chủ biểu tình cũng dần dần ngưng trọng, hơi hơi không thể tin tưởng, nàng không phải Nguyên Anh sơ kỳ sao? Này phản ứng cùng Tống Hàn Thanh ngay từ đầu nghe nói tin tức sau quả thực không có sai biệt. Tống Hàn Thanh xả khóe môi, thần sắc héo héo, hắn cấp kia 5 người sách cả ngày rác rưởi, cả người đều héo rớt, nhàn nhạt trả lời nói, đúng vậy phía trước xác thật là như thế này, bất quá ta kỳ thật không cảm thấy kỳ quái, Long tộc kia một hồi linh khí ai cũng không nàng hấp thu nhiều, không phá cảnh mới là khác thường đâu. Đừng quên nàng là thiên linh căn. Tu chân giới lớn như vậy, có lẽ cũng có mặt khác thiên phẩm linh căn thiên tài, nhưng trước mắt 5 tông nhưng cung tham khảo chỉ Diệp Kiều một người. Thiên phẩm linh căn hấp thu linh khí tốc độ viễn siêu mặt khác phẩm cấp linh căn tồn tại. Có thể tự động tụ tập linh khí, thả sẽ không dễ dàng bị khổng lồ linh khí căng bạo, chỉ là dưỡng lên thực khó khăn, lôi hệ linh căn thiếu lôi, hỏa hệ linh tinh chỉ sợ muốn tìm một ít vạn năm mồi lửa linh tinh nuôi nấng, người bình thường thật nuôi không nổi. Vậy khó làm a. Tống gia chủ chắp tay sau lưng, rốt cuộc Nguyên Anh còn hảo thuyết, trọng điểm là cái hóa thần. Ở thiên tài nhiều như cẩu tu chân giới, hóa thần có lẽ không hiếm thấy, nhưng là hiếm thấy chính là 10 mấy tuổi hóa thần. Huống hồ đã 100 năm không ra quá hóa thần. Khó trách Tống Hàn Thanh mời không có thể thành công, có này đó danh hiệu thêm thân, thật đúng là không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Hắn biết đắm chìm gần 100 năm tu chân giới nhiều cái hóa thần, chỉ là cùng những cái đó các tu sĩ tưởng giống nhau, Tống gia chủ tưởng cái tuổi đại lão tu sĩ. Thế nhưng là Diệp Kiều a. Xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ nàng linh căn đặc thù tính. Tống gia chủ sờ sờ cằm, ngữ điệu hơi trầm xuống, đôi mắt hơi hơi vừa nhấc, ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Diệp Kiều chính miệng nói cho ngươi. Diệp Kiều không giống như là sẽ chủ động lộ ra người a. Tống Hàn Thanh, Diệp Thanh Hàn hỏi ra tới. Trước mắt xem ra tình huống, tuyệt đại bộ phận người đều không biết tình cái kia hóa thần là thần thánh phương nào. Cũng liền Diệp Thanh Hàn đầu óc đơn giản, trực tiếp hỏi ra tới, làm Tống Hàn Thanh có thể biết tin tức này, Vấn Kiếm Tông hẳn là đã nhận ra. Chỉ là này 2 cái tông môn trong tối ngoài sáng đều ở đánh giá, sẽ không đối Diệp Kiều loại sự tình này ôm bao lớn nhiệt tình. Bọn họ hận không thể Diệp Kiều thất bại, thành công chính là Diệp Thanh Hàn mới hảo. Đối này đó thiên tài nhóm ôm có cực đại nhiệt tình vĩnh viễn đều là những cái đó đại gia tộc. Thế gia bản thân thực lực có lẽ không được, nhưng bọn họ có rất nhiều tiền, tu chân giới vĩnh viễn không thiếu vì 5 đấu gạo không lưng, ở cái này nguy cơ tứ phía tu chân giới, nhiều tới mấy người cao thủ tự nhiên càng thêm có bảo đảm. Về Trường Minh Tông có hóa thần sự tình, ngàn vạn đừng lộ ra bị mặt khác thế gia đã biết chúng ta còn muốn cùng bọn họ đoạt người. Ngươi đã nhiều ngày nhiều đi mấy tranh thủ đã động Trường Minh Tông kia mấy cái lão thất phu, nếu là thật sự không được liền nhiều khuyến khích Diệp Kiều. Hắn lời nói thấm thía, đối với Tống Hàn Thanh mở miệng, như vậy chúng ta hai tay trảo sẽ càng bảo hiểm một ít. Chỉ cần Tống Hàn Thanh đi cấp Trường Minh Tông người đương liếm cẩu, bọn họ Tống gia là có thể có được một vị hóa thần, tin tưởng mặc kệ là gia tộc trưởng lão, vẫn là tộc nhân đều đối kết quả này thực vừa lòng. Nghe thân cha thao thao bất tuyệt nói, Tống Hàn Thanh hồi tưởng khởi Trường Minh Tông kia đem hắn đương coi tiền như rác trường hợp. Hắn chỉ có thể hơi mang hít thở không thông gật đầu, tốt. Ta hiểu được. Nói cách khác kế tiếp nhật tử, hắn còn muốn tiếp tục cấp Trường Minh Tông người đương cẩu đúng không? Chương 347 hắn đang câu dẫn Diệp Kiều. Mấy ngày nay Tống Hàn Thanh tới như vậy cần, là tưởng thế Tống gia trước tiên đào góc tường. Hai tông quan hệ vẫn luôn đều thực bình thường, nhưng mà ở Diệp Kiều trở về sau đi lại như vậy thường xuyên, cẩn thận tưởng tượng liền biết đánh cái gì chủ ý. Làm khó nhà bọn họ a. Minh Huyền táp lưỡi, hắn cùng Tống Hàn Thanh chưa nói tới quen thuộc, cùng tồn tại tám đại gia lại đều là phù tu chi gian, đều là lẫn nhau tương đối. Tống Hàn Thanh có thể nói từ nhỏ chính là thiên phú dị bẩm kia một loại. Tống gia rất khoát phải đi ra ngoài, thế nhưng có thể khuyên đến động Tống Hàn Thanh ra trận. Hắn thuận đường lười biếng hỏi, Diệp Kiều, ngươi có cái gì ý đồ sao? Tương ứng từng người thế gia, có chút không có thế gia, hoặc là dấn thân vào tông môn, hoặc là cũng có thể làm điểm nghề phụ, dù sao cấp thế gia đương tay đấm còn có thể kiếm tiền, ngày thường cũng dùng không đến bọn họ. Tống Hàn Thanh liếm đều như vậy thiệt tình thực lòng. Diệp Kiều nghĩ đến hắn trong tối ngoài sáng các loại đồ vật hướng Trường Minh Tông đưa, lại nghĩ vậy mấy ngày Tần Phạn Phạn cười đến miệng đều liệt cái ót biểu tình, vậy Tống gia đi. Nếu cái nào thế gia đều rất có tiền, vậy tuyển tài lực đồng dạng không tầm thường Tống gia hảo. Huống hồ, tại rất sớm phía trước bọn họ cũng cùng Tống gia chủ đánh quá giao tế, đối phương tính tình giống như khá tốt. Đối thiên tài ông có cực đại chịu đựng độ. Một Trọng Hy cao hứng phấn chấn địa đạo, kia về sau liền đem Diệp Kiều bán đi, lại đem đại sư huynh bán đi, hết thảy đều cấp bán đi, chúng ta liền có tiền. Hợp lại hắn đến bây giờ cũng chưa từ bỏ bán đi sư muội lại bán đi sư huynh nghịch thiên ý tưởng. Giây tiếp theo Một Trọng Hy đã bị Diệp Kiều đạp một cái lảo đảo. Hắn quái ủy khuất, ngươi vì cái gì lại đá ta? Diệp Kiều phất phất tay, có lệ hắn, bởi vì ta ở cùng ngươi đùa giỡn đâu. Ngươi thật là xấu. Một Trọng Hy bất mãn ồn ào hai tiếng, ta đây cũng muốn đá ngươi một chân. Diệp Kiều dưới chân nhảy dựng kịp thời nhảy khai, tránh cho bị phi đá vận mệnh. Đã nhiều ngày Tống Hàn Thanh xuyến môn xuyến thời gian lâu rồi, tự nhiên mà vậy liền dễ dàng dẫn phát một ít không cần thiết tranh luận. Tất cả đều đang nói Nguyệt Thanh Tông có phải hay không chuẩn bị cùng Trường Minh Tông cường liên hợp. Ta cảm thấy Nguyệt Thanh Tông tông chủ là tưởng đem mất đi hết thảy đều đoạt lại, Diệp Kiều vốn dĩ chính là Nguyệt Thanh Tông, ngươi cảm thấy nhân gia Nguyệt Thanh Tông có thể nhẫn. Tống Hàn Thanh nếu là bắt lấy Diệp Kiều, liền cùng cấp với bắt lấy Trường Minh Tông. Cho nên này không phải phá án sao? Hắn đang câu dẫn Diệp Kiều. Không hổ là ngươi. Thần thám a. Phía dưới diễn đàn xem náo nhiệt không chê sự đại tu sĩ lập tức thổi phồng lên. Diệp Kiều gần nhất sự tình xác thật là có chút nhiều. Huấn luyện hàng ngày chính là bị Tần Phạn Phạn một chưởng tiếp một chưởng đánh, thật vất vả lại rút ra thời gian, lại bị Tạ Sơ Tuyết mang đi Thành Phong Tông hỏi một chút nơi đó kiến thức rộng rãi các trưởng lão có biện pháp nào không đem tàn tiến thức hải ma tôn cấp tiêu diệt. Mặc dù tiêu diệt không xong, nghĩ cách ở không tổn hại bất luận cái gì thức hải dưới tình huống, lấy ra có thể làm được sao? Tạ Sơ Tuyết hỏi. Trưởng lão các tiền bối tụ ở bên nhau thảo luận, bị lược đến một bên Diệp Kiều nhân cơ hội thưởng thức hạ Kim Bích Huy Hoàng Thành Phong Tông. Cùng Nguyệt Thanh Tông giống nhau, mỗi cái vị trí đều sắp hàng giấu giếm huyền cơ, pháp khí chi gian va chạm rút dây động rừng, thiết kế hoàn hoàn tương khấu. Lúc đó Phương Chi Giao trong lòng ngực chính ông các loại luyện khí tài liệu, hướng chính mình sân đi. Diệp Kiều nhìn đến hắn, chào hỏi, tò mò nhìn trong lòng ngực hắn ôm tài liệu, ngươi chuẩn bị đi luyện khí. Thiếu niên thẹn thùng mà cười một cái, má lúng đồng tiền mềm nhũn, đúng vậy, ngươi muốn đến xem sao? Hoặc là ta mang ngươi ở chúng ta tông nội chuyển vừa chuyển. Hắn so Đoạn Hoành Đao đối luyện khí phương diện còn muốn si mê, thiếu niên ý nghĩ xảo diệu linh động, đối mỗi cái pháp khí công hiệu như thế nào phát huy đến mức tận cùng rất có thành tựu, trên đường cùng Diệp Kiều giảng giải các loại pháp khí bất đồng. Muốn lấy cái gì tinh thạch làm phụ trợ, lại nên như thế nào vận chuyển, đem Diệp Kiều nghe được tươi cười dần dần biến mất. Có một nói một, nàng đối luyện khí không có bất luận cái gì hứng thú. Nếu cùng nàng tâm sự kiếm đạo, nàng khả năng còn có thể nói hai câu. Luyện đan cùng vẽ bùa liền đủ biến thái, thật sự không cần thiết lại nhiều giống nhau. Hai người một trước một sau đi tới, bị đi ngang qua nội môn đệ tử nhóm thu vào đáy mắt. Bọn họ hạt kích động lên, oa oa oa, Phương Chi Giao mùa xuân tới sao? Tới cái cây búa. Kia không phải Trường Minh Tông Diệp Kiều sao? Nàng tới chúng ta Thành Phong Tông làm cái gì? Nàng trước đó không lâu còn là cùng Tống Hàn Thanh Diệp Thanh Hàn ở bên nhau. Có hai cái thủ tịch thế nhưng còn không thỏa mãn, còn muốn triều Phương Chi Giao xuống tay. Đáng giận. Miêu miêu túy túy Tần Hoài thấy vậy một màn, nghiến răng nghiến lợi, nàng thật là cái hoa tâm nữ nhân. Buổi tối còn có 7.000. Bị kêu đi ra ngoài ăn cơm. Chương 348 nói ra ngươi chuyện xưa. Hoa tâm nữ nhân Diệp Kiều còn không biết chính mình bị Tần Hoài cấp yên lặng công kích một phen. Trên đường nghe Phương Chi Giao toái toái niệm một đường, đối luyện khí thật sự không có gì nhiệt tình Diệp Kiều không thể không nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi đại sư huynh đâu? Phương Chi Giao ngẩn người, lắc đầu, không biết, đại sư huynh giống nhau bất hòa chúng ta cùng nhau. Khí tu cùng kiếm tu chi gian cũng là có vách tường, hơn nữa khí tu giống nhau đều thích độc lai độc vãng, bọn họ yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh luyện khí. Âm thầm quan sát một lát, Tần Hoài nghe được Diệp Kiều triệu hoán, hắn lưu loát đi ra, nhìn hai người đi cùng một chỗ hình ảnh, mày đều hợp lại tới rồi cùng nhau, các ngươi hai cái vì cái gì muốn chạm cùng nhau. Diệp Kiều đối hắn mắt trợn trắng. Tần Hoài cũng đối nàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi như thế nào lại đây? Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, lời này để chỗ nào đều thực thích hợp, bình thường không có sự tình nói bọn họ là sẽ không đi đối phương tông môn, quan hệ hảo điểm kia còn hảo thuyết, quan hệ thiếu chút nữa, giống Trường Minh Tông cùng Vấn Kiếm Tông chi gian, đánh lên tới đều là có khả năng. Diệp Kiều hàm hồ, có chút việc, đi theo sư thúc lại đây. Nàng cảm thấy có lẽ Thành Phong Tông cũng không có giải quyết đối sách, tưởng đem cái này ma tôn gắt gao đè lại còn muốn dựa Diệp Kiều chính mình, chờ thần thức cường đại nữa một ít, đến lúc đó có thể mạnh mẽ bước ra đi. Tần Hoài thấy nàng nói một cách mơ hồ liền biết là việc tư, hắn đối này không có gì hứng thú, gật gật đầu tránh đi vấn đề này. Ngươi quá mấy ngày đi Bồng Lai, ngươi muốn mang đội sao? Nói chuyện phím giống nhau, hắn đã hỏi tới cái này đề tài. Bồng Lai. Diệp Kiều lần đầu nghe nói cái này địa phương. Xin hỏi. Nàng mới vừa hồi tông, đối ngoại giới tin tức còn không có hoàn toàn tiếp thu xong, rất có lễ phép hỏi, ngươi nói Bồng Lai, là trong truyền thuyết Bồng Lai tiên đảo sao? Nàng còn ở hiện đại khi đảo thường xuyên nghe nói qua Bồng Lai tiên đảo. Nguyên lai này ngoạn ý ở tu chân giới cũng là chân thật tồn tại. Là, chính là nơi đó. Phương Chi Giao nhẹ nhàng gật gật đầu, ta nghe nói tiên đảo bên kia người am hiểu suy đoán, bạc tính. Diệp Kiều, đi Bồng Lai làm cái gì? Hỏi. Vừa nghe tên này liền biết cái này địa phương đặc thù tính. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới kiến thức? Tần Hoài lười biếng nhướng mày hỏi lại trở về, Bồng Lai nghe nói thực thần kỳ một chỗ, hơn nữa nơi đó tu sĩ nắm giữ phá cảnh bí pháp. Huống hồ từ Bồng Lai xuất thân đều rất mạnh. Diệp Kiều có lệ a 2 tiếng, cho nên đi Bồng Lai nói, là có dự mưu, vẫn là trưởng lão phân phó. Nàng nhớ rõ bọn họ tông môn có một trưởng lão cũng là xuất thân Bồng Lai, mỗi cái trưởng lão đều là đến từ bất đồng môn phái cùng các địa phương, cho nên nói có thể đương trưởng lão hoặc là tự thân ngưu bức, hoặc là hậu trường đủ ngạnh. Trưởng lão phân phó. Tần Hoài xem nàng một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết bộ dáng, không biết là thói quen vẫn là làm sao vậy, chủ động giải thích, nơi đó các loại linh thực có độc tính, còn mang thêm công kích tính, có điểm giống chúng ta phía trước đi qua một hồi bí cảnh. Linh thực thời gian đủ lớn lên dưới tình huống là có thể hóa thành hình, có tự mình ý thức thực vật nhóm đối ngoại tới tu sĩ hết sức bài xích, phát giác có người ngoài xâm nhập sau cũng sẽ không lưu dư lực công kích, nói cách khác loại này mảnh đất nơi trốn tràn ngập nguy hiểm. Như vậy này cũng liền yêu cầu rất nhiều đan tu đi trước. Diệp Kiều sáng tỏ nói tiếp ra. Nhưng nếu mang theo đan tu nhóm cùng nhau tiến đến, không có tu vi cao hộ giá hộ tống, tự thân không đủ an toàn. Lại cứ lúc này Vấn Kiếm Tông cũng chưa không, Diệp Thanh Hàn không lâu trước đây còn cùng nàng nói qua, hắn muốn mang sư đệ sư muội hạ bí cảnh, như vậy Bồng Lai một hàng chỉ có thể từ mặt khác thân truyền mang đội. Khó trách Tần Hoài có này vừa hỏi, rốt cuộc Diệp Thanh Hàn vô, hắn cái này vạn năm lão nhị thượng vị liền cơ hội không phải tới sao. Nàng lập tức minh bạch đối phương dụng ý, lười biếng, Nga, ngươi muốn mang đội a? Tần Hoài gật đầu, ngươi không nghĩ sao? Diệp Kiều thật đúng là hứng thú không lớn, cái này hẳn là không phải chúng ta tưởng hoặc là không nghĩ, đến xem tông chủ nhóm an bài. Tông chủ nhóm dụng ý cũng không khó đoán, tu chân giới nhiều cái hóa thần, mặt khác mấy cái tông không rõ ràng lắm là ai, tự nhiên mà vậy cũng muốn cho thân truyền nhóm cũng thử lao tới một chút hóa thần cảnh. Trường Minh Tông chỉ là đi một chuyến Long tộc, trực tiếp liền dễ dàng phá một cái cảnh giới, ai nhìn không đỏ mắt. Bồng Lai tự nhiên liền mang theo một đám người đi xuống. Diệp Thanh Hàn không rảnh. Tần Hoài ý động, ta muốn đi mang đội. Diệp Kiều cảm thấy hắn đánh chủ ý hơn phân nửa khả năng sẽ thất bại, bởi vì Diệp Thanh Hàn cực đại khả năng bị mạnh mẽ buộc qua đi, nàng dội nước lã, ta cảm thấy không phải do hắn có đi hay không, Vấn Kiếm Tông tuyệt đối sẽ buộc hắn đi. Vấn Kiếm Tông so với bọn hắn khắc nghiệt nhiều, sự tình quan tông môn tập thể vinh dự, này nhưng không khỏi Diệp Thanh Hàn ý nguyện. Trên thực tế cùng Diệp Kiều đoán cũng tạm được. Mấy cái tông chủ cũng xác thật vì thế triển khai quá thảo luận, Diệp Thanh Hàn minh xác nói qua muốn đi bí cảnh, hiển nhiên hắn cảm thấy đi một chuyến bí cảnh đối bọn họ mà nói sau Bồng Lai một hàng phải có dùng nhiều. Diệp Thanh Hàn không đi, Bồng Lai loại này nguy cơ tứ phía địa phương, các ngươi cảm thấy nên tìm ai mang đội thích hợp. Tìm nói tự nhiên muốn tìm cái thực lực có thể một mình đảm đương một phía. Trường Minh Tông Chu Hành Vân đi mang đội như thế nào? Chu Hành Vân cái này đệ tử không đáng tin cậy, đảo còn không bằng đổi thành ý thức trách nhiệm càng cường một ít Tần Hoài. Vấn Kiếm Tông tông chủ vẫn có băn khoăn, này hai cái đệ tử tu vi đều ở Nguyên Anh hậu kỳ, nếu tháng này có thể phá Nguyên Anh đỉnh nói nhưng thật ra có thể. Hiển nhiên Chu Hành Vân trông cậy vào không thượng, nhìn xem cái này tình huống, ai ái cuốn ai cuốn, Trường Minh Tông là chuẩn bị trước tiên nằm yên. Vậy chỉ có Tần Hoài một người tuyển, mặt khác tu vi đều không đủ. Thành Phong Tông, ba cái khí tu, hai cái kiếm tu có thể tự bảo vệ mình quá ít. Bọn họ rất khó phục chúng. Giống nhau mỗi tông các tìm từng người cơ duyên, từng người vì chiến, thình lình tụ cùng nhau, Thành Phong Tông sức chiến đấu liền xa không bằng Trường Minh Tông. Trường Minh Tông ba cái kiếm tu, cộng thêm một cái phù tu, bốn người này đều là có tự bảo vệ mình năng lực. Khách quan tới phân tích nói, vẫn là Trường Minh Tông nhất thích hợp. Vẫn là làm Diệp Thanh Hàn đến đây đi. Vấn Kiếm Tông tông chủ xoa xoa cái trán, trầm giọng, mặc kệ là Tần Hoài vẫn là Chu Hành Vân, đều không cụ bị lực ngưng tụ. Khoát. Tần Phạn Phạn cười lạnh hai tiếng, đảo cũng không đi trào phúng hắn. Dăm ba câu liền cấp quyết định Diệp Thanh Hàn đi lưu, nửa điểm không suy xét quá Diệp Thanh Hàn có thể hay không cự tuyệt, phàm là loại sự tình này phóng Trường Minh Tông, kia năm cái nghịch tử chỉ sợ không chút nghĩ ngợi ném hắn một câu cự tuyệt phối hợp. Hiển nhiên Vấn Kiếm Tông tông chủ là chưa từng có bị nhà mình thân truyền phản bác trải qua. Tạ Sơ Tuyết mang nàng trở về thời điểm, Tần Phạn Phạn cũng đem tin tức đưa tới bọn họ trước mặt. Cái kia đại bí cảnh nội, có Vấn Kiếm Tông một vị kiếm đạo tổ sư gia linh phủ. Có thể tu luyện ra tới linh phủ, yêu cầu đến luyện hư hoặc là hợp thể cảnh giới, tu chân giới thiếu chi lại thiếu đại năng lưu lại cơ duyên. Nếu có thể tìm được kia sở linh phủ, như vậy bên trong lưu lại lễ vật, tuyệt đối là nhất thích hợp Vấn Kiếm Tông. Nhưng mà vị kia tông chủ cho rằng tập thể vinh dự càng quan trọng chút, kia chính là mang năm cái tông thân truyền cùng nhau, nếu thành công, có thể ở năm tông đặt tuyệt đối người lãnh đạo địa vị. Thả Bồng Lai cơ duyên cũng không nhất định sẽ so bí cảnh kém. Nhìn dáng vẻ bọn họ quyết tâm muốn cho Diệp Thanh Hàn từ bỏ bí cảnh, đi trước Bồng Lai. Diệp Thanh Hàn không vui đi. Một Trọng Hy đổi vị tự hỏi hạ, nếu là chính mình khẳng định cũng không muốn, Bồng Lai có thể hay không bắt được cơ duyên đều là không biết bao nhiêu, thích không thích hợp chính mình liền lại là khác nói. Nhưng bí cảnh xác định vững chắc là tồn tại cơ duyên, thả là nhất thích hợp chính mình, kia cần gì phải mạo loại này nguy hiểm đi đánh cuộc một cái không biết bao nhiêu. Ta chính là không nghĩ ra, hắn như thế nào suốt ngày nhiều chuyện như vậy. Minh Huyền ngoài miệng đỉnh căng bút lông sói bút, cánh tay vui vẻ thoải mái giao điệp ở phía sau đầu, cái này cân bằng lực cũng mang làm người bội phục, không biết là như thế nào làm được không rớt xuống. Diệp Kiều quơ quơ chân, tìm cái địa phương nằm sấp xuống, ngươi không hiểu. Đây là cái gọi là nam chủ quan hoàng. Rõ ràng có thể đi bí cảnh tìm đột phá hóa thần cơ duyên, tông môn lại cũng hy vọng hắn có thể mang đội. Xác thật là chứng minh chính mình cơ hội tốt, có thể dẫn dắt năm cái tông môn thân truyền cùng nhau tiến đến, bao lớn mặt mũi. Nhưng mà hai người chỉ có thể tuyển một cái. Tàng thư các nội an tĩnh, mấy người tụ ở bên nhau sau, tùy tiện tìm mấy quyển thư lật xem, Diệp Kiều đi một chuyến Thành Phong Tông sau, thu hoạch cũng chỉ có một ít áp chế biện pháp, bất quá tiểu ái đối nàng mà nói uy hiếp tính gần như với linh, một cái tàn hồn, có thể tồn tại đến nay đã rất khó. Thành Phong Tông ở dạy nàng mấy cái áp chế tàn hồn biện pháp sau, liền đưa bọn họ đuổi ra tới. Không có một chút đạo đãi khách. Các ngươi nói, hắn có thể đi trước một chuyến bí cảnh, chờ hắn trở về về sau lại mang chúng ta đi một chuyến Bồng Lai sao? Minh Huyền đột phát kỳ tưởng. Này không phải cùng cấp với một người đánh hai phân công. Ngoài ruộng mặt cày ruộng lão ngưu cũng chưa Diệp Thanh Hàn mệt. Diệp Kiều một lời khó nói hết, ngươi cảm thấy này sẽ không đem hắn mệt chết sao? Diệp Thanh Hàn cùng chúng ta là không quá giống nhau. Chu Hành Vân giống như có cảm mà phát nói, ta cho rằng, hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Kiều lập tức ngồi thẳng, nói ra ngươi chuyện xưa. Chu Hành Vân cũng tự hồ nhịn hồi lâu, hắn mặt vô biểu tình bắt đầu tố khổ, rất sớm phía trước, đại khái là 13, 14 tuổi khi, chúng ta hai nhà ở không có tách ra trước, là dựa gần. Hắn ở chúng ta cách vách, Diệp Thanh Hàn cơ hồ cũng không nghỉ ngơi, ban đêm chỉ có hắn ở luyện kiếm, chúng ta luyện kiếm thời điểm, hắn đồng dạng ở luyện kiếm. Kia khá tốt a, hai cái thế gia như vậy cứ thế mãi xác thật có thể cộng đồng tiến bộ đâu. Cho nhau cổ vũ có cái gì không tốt. Sau đó ở chúng ta đi nghỉ ngơi khi, hắn còn ở luyện kiếm, thật vất vả sau nửa đêm ngừng nghỉ một đoạn thời gian, ban ngày thiên còn không lượng, hắn lại bắt đầu luyện kiếm. Chu Hành Vân hàng năm gợn sóng bất kinh trên mặt rất khó đến khuya nhìn thấy vài phần hỏng mất, đọc từng chữ, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Thật sự có người có thể cả ngày cái gì đều không làm, chỉ luyện kiếm. Chương 349 ta thế hắn mang theo. Không phun không mau, Chu Hành Vân nhận Diệp Thanh Hàn đã nhiều năm. Hắn năm đó nghĩ mọi cách đem Diệp Thanh Hàn hố tiến Vấn Kiếm Tông là có đạo lý, ai chịu nổi bên người có cái ăn no không uống mỗi ngày luyện kiếm cuốn vương. Không nghĩ tới bọn họ chú ý điểm vẫn là oai. Ngươi nguyên lai thế nhưng cùng Diệp Thanh Hàn là thanh mai trúc mã a. Minh Huyền thanh âm lười biếng, mắt đào hoa nửa nheo lại, uể oải yểu xìu, khó trách hắn mỗi lần đều thích tìm ngươi khiêu chiến. Thế nhưng còn có này đoạn sâu xa. Nếu ngươi cùng Diệp Thanh Hàn đều như vậy chính, kia đến lúc đó giúp Một Trọng Hy tác hợp bái, hắn giống như rất thích Vấn Kiếm Tông sư muội. Chu Hành Vân, chúng ta không thân. Hắn mặt vô biểu tình giải thích, vài lần chi duyên. Hắn không nghĩ ra chính mình nói gặp qua vài lần, chào hỏi qua như thế nào đến bọn họ trong miệng liền biến thành thanh mai trúc mã. A hành. Vậy ngươi nhớ rõ tìm Diệp Thanh Hàn tác hợp Chúc Ưu cùng Một Trọng Hy. Đồng dạng bị bịa đặt Một Trọng Hy đôi mắt trợn to, không có. Ta lại không thích nàng, hai chúng ta liền lời nói đều không có giảng quá. Diệp Kiều vỗ vỗ hắn, yên tâm, không cần thẹn thùng. Thiếu niên tình cảm luôn là thơ, ta lý giải. Càng giải thích càng loạn, Một Trọng Hy nhào qua đi ý đồ đối bọn họ tay đấm chân đá, lại nói hưu nói vượng, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Đừng thẹn thùng, đến lúc đó chúng ta giúp ngươi chế định kế hoạch, nhất định có thể bắt lấy Vấn Kiếm Tông duy nhất tiểu sư muội. Lười biếng như là chỉ đại miêu nằm bò Minh Huyền tức khắc cũng không mệt nhọc, bắt đầu ngửa đầu cười to, ha, đến lúc đó liền đi tức chết Sở Hành Chi. Nghe bên tai ma tính tiếng cười, Chu Hành Vân dùng thư đem mặt đắp lên, càng thêm sống không còn gì luyến tiếc. Sở hữu áp lực đều là Diệp Thanh Hàn, đối với hắn nghĩ ra được cái biện pháp gì, tất cả mọi người không thể hiểu hết. Chỉ biết cách thiên ở quyết định hảo về sau, mấy cái tông môn liền triệu tập tới rồi cùng nhau mở họp, loại này hội nghị cơ bản cùng bọn họ tiểu bối không quan hệ, toàn bộ hành trình ăn dưa xem diễn là đủ rồi, tông chủ nhóm mỗi năm một lần khoác lác đại hội. Đại buổi sáng bị gọi vào cùng nhau, bọn họ ngủ cũng chưa ngủ đủ, từng cái chỉnh tề nằm ở từng người án kỹ mặt trên ngủ. Qua. Ngủ đến thật chỉnh tề. Thật tốt. Tới rồi Đoạn Hoành Đao thật danh hâm mộ. Nếu lấy đệ nhất chính là bọn họ cũng không cần mỗi lần dậy sớm tới Trường Minh Tông, mở họp địa điểm chính là bọn họ Thành Phong Tông. Nhìn một đầu bò án kỹ thượng ngũ trường hợp, tuy là gặp qua đại việc đời tông chủ nhóm không cấm im miệng không nói một lát, bắn phá bốn phía một vòng, mơ hồ minh bạch là ai mang theo tới không khí. Quá mấy ngày Bồng Lai hành trình đi, làm Diệp Thanh Hàn đảm nhiệm lần này dẫn đầu, các ngươi hẳn là không ý kiến đi. Không ai hé răng, trên cơ bản giả chết, ngủ. Diệp Kiều tu vi tối cao. Thả nàng là duy nhất hóa thần. Mặt khác thân truyền đều phải đi Bồng Lai tìm cơ duyên đột phá hóa thần, như vậy có thể mang đội chỉ có nàng. Thật luận tư cách, nàng mới là nhất có tư cách. Chúc Ưu lập tức gấp không chờ nổi đứng ra, nàng Thanh, ta có ý kiến. Chúng ta có thể đi bí cảnh. Vì cái gì muốn đi Bồng Lai? Nàng kỳ thật hâm mộ Trường Minh Tông. Đương nhiên này cũng không đại biểu Vấn Kiếm Tông không tốt, chỉ là có đôi khi bọn họ có lẽ cũng có thể thích hợp phản kháng một chút, tổng không có khả năng lên mặt sư huynh tương lai nói giỡn. Chúc Ưu cũng thực trấn định, ta đến mang đội. Không được. Vấn Kiếm Tông tông chủ không nghĩ tới trước đứng lên không phải biệt tông, mà là chính mình tông đệ tử, hắn không chút nghĩ ngợi bắt trở về, ngươi tu vi quá thấp. Chúc Ưu, ngài cũng nói qua, cảnh giới cũng không phải cân nhắc một người duy nhất tiêu chuẩn không phải sao? Ngươi đại sư huynh ở Nguyên Anh đỉnh, trừ bỏ hắn có càng thích hợp tồn tại sao? Hơn nữa, hắn cũng đều không phải là không có băn khoăn, đại bí cảnh quá nguy hiểm. Ngày xưa các ngươi một đám người ở bên ngoài đều là nguy cơ tứ phía, nội vây lại hướng bên trong cơ duyên càng nhiều, nhưng hắn có thể bảo đảm nhiều người như vậy toàn thân mà lui. Bồng Lai lại nguy hiểm cũng là một đám người, tổng so 5 người từng người vì chiến muốn cường. Một đám người rất có hứng thú xem diễn. Vấn Kiếm Tông nội đấu a, ngàn năm một thuở. Trừ phi làm hắn tới chứng minh, hắn có thể mang các ngươi bình an đi ra ngoài. Này muốn như thế nào chứng minh? Khó xử nhân vi khó có chút rõ ràng, Chúc Ưu sắc mặt rất kém cỏi, mím môi. Diệp Thanh Hàn nhìn chủ động trạm đi ra ngoài sư muội, hắn không lại làm thất thần, đồng dạng đi phía trước một bước, vươn tay, hơi rút kiếm, nhấp môi, thỉnh sư phụ chỉ giáo. Ngọa tào kích thích. Nguyên bản mau ngủ thân truyền nhóm đồng thời đem đầu nâng lên. Này đều đồ đệ cùng sư phụ đánh. Vấn Kiếm Tông tông chủ nhìn hắn đứng ra bộ dáng, cũng cười, nhàn nhạt mở miệng, bên kia tiếp ta nhất chiêu, chịu nổi liền đi bí cảnh, Bồng Lai người được chọn chúng ta mặt khác lại tuyển như thế nào. Hoắc. Xem diễn lập tức đánh lên tinh thần, ai sẽ không thích liền loại này thầy trò đánh lộn trường hợp đâu. Tuy rằng là sư phụ đơn phương hành hung, mặc dù là Diệp Thanh Hàn nhất chiêu cũng có chịu. Rốt cuộc mấy cái tông chủ thực lực trước sau là cái mê, có thể khẳng định chính là bọn họ tuyệt đối không ngừng hóa thần. Diệp Thanh Hàn nguyên anh đỉnh cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Quả nhiên, Vấn Kiếm Tông tông chủ chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, nói câu dũng khí đáng khen sau, thình lình huy tay áo, một chưởng phong lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế quét rơi xuống thiếu niên trên ngực. Diệp Thanh Hàn phản ứng cơ hội đều không có, liền bị đánh tới linh tráo thượng tướng này đâm toái, vẫn là Tạ Sơ Tuyết hảo tâm dùng bùa chú ngăn cản một chút, đem thiếu niên bao lại ngăn cản đối phương trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Thật là không lưu tình chút nào mặt đâu. Tạ Sơ Tuyết lạnh lạnh mở miệng nói, tu vi cảnh giới chi gian chênh lệch quá lớn, thiên tài như Diệp Thanh Hàn liền nhất chiêu đều tiếp không được. Nhìn dáng vẻ là quyết tâm làm Diệp Thanh Hàn lưu lại nơi này. Diệp Thanh Hàn cúi đầu, liếm liếm khóe môi rỉ sắc thiết vị. Hắn hiển nhiên không phục, mặt vô biểu tình ngẩng đầu, nắm chặt trong tay linh kiếm, từng câu từng chữ, có thể lại đến một lần sau. Khoát. Phía dưới một mảnh thổn thức. Còn muốn tới. Một Trọng Hy táp lưỡi, này lực đạo so sư phụ đánh ngươi thời điểm ác hơn nhiều. Tần Phạn Phạn là tuần tự tiệm tiến, làm Diệp Kiều nhất chiêu tăng lên, này Vấn Kiếm Tông cái gì phương thức huấn luyện a? Sẽ bị đánh chết đi. Minh Huyền sờ sờ cánh tay, đối nhu nhược không thể tự gánh vác phù tu mà nói, khi nhất chiêu đổi làm bọn họ tuyệt đối ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị đánh nát. Diệp Thanh Hàn cũng rất cuột, nhất chiêu tiếp không được còn tưởng nếm thử đệ nhị chiêu. Êm đẹp hội nghị chuẩn bị ở mặt trên ngủ bù, đến cuối cùng trực tiếp diễn biến thành Vấn Kiếm Tông nội chiến, cái này ai cũng chưa tâm tư ngủ, toàn bộ nhìn chằm chằm Vấn Kiếm Tông tông chủ, muốn nhìn đối phương phản ứng. Hiển nhiên, Vấn Kiếm Tông tông chủ không có bất luận cái gì mềm lòng dấu hiệu, thấy Diệp Thanh Hàn còn không chịu buông ra, lập tức bắt đầu tụ tập linh khí chuẩn bị lại cho hắn cái giáo huấn. Này mẹ nó liền thái quá. Hợp tác Vấn Kiếm Tông có thể có tu chân giới khắc nghiệt, thủ quy của thanh danh toàn dựa tông chủ hành hung. Như vậy một so Trường Minh Tông quá nhân tính hóa. Hải. Trước đừng đánh. Ngồi ở phía dưới, dựa vào Bán Nguyệt Linh tộc thuật pháp thu liễm không hề tồn tại cảm Diệp Kiều quơ tay, nhìn qua có điểm thiếu đánh giết nhiều không tốt. Đối mặt Vấn Kiếm Tông tông chủ tử vong chăm chú nhìn, Diệp Kiều một cái chiến thuật tính triệt thoái phía sau, cười ngâm, đừng làm cho hắn đi. Ngài làm ta mang đội thế nào? Diệp Thanh Hàn dự phòng châm cũng cho nàng cố ý đánh quá, Diệp Kiều nhìn hiện trường, phát hiện chính mình thật chính là hiện trường duy nhất nhưng mang đội. Ngươi nghĩ như thế nào? Bên cạnh khoảng cách gần nhất Tiếp Dư đè ép hạ nàng đầu, kia chính là Vấn Kiếm Tông, liền chúng ta sư phụ đều phải kính hắn vài phần. Diệp Kiều, còn không có nhìn ra tới sao? Tiếp Dư ngốc vòng, nhìn ra tới cái gì? Cái này đội ta thế hắn mang theo. Nàng chụp bay Tiếp Dư tay, ngữ tốc bay nhanh, thuận đường cái này bức ta cũng thay Diệp Thanh Hàn trang. Chương 350 ta tiếp ngươi ba chiêu. Đối mặt mấy cái sư huynh vô ngữ nhìn chăm chú, Diệp Kiều dương mắt, đụng phải thượng đầu mấy cái tông chủ xem kỹ ánh mắt, nàng hơi mỉm cười, nhìn qua mạc danh có điểm thiếu. Các ngươi điểm danh muốn Diệp Thanh Hàn. Nhưng mỗi người đều công bằng cạnh tranh, ta mang đội có cái gì vấn đề sao? Ở nàng xem ra Diệp Thanh Hàn hoàn toàn là bị đi bước một đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Có đi hay không? Đây là cái hảo vấn đề. Nổi danh dưới là các loại áp bách. Diệp Kiều là hoàn toàn bãi lạng, mặc dù có chuyện gì cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến nàng. Chiến sĩ thi đua Diệp Thanh Hàn liền bất đồng, hắn nguyện ý vì thế trả giá nỗ lực, nhưng trả giá không phải như vậy trả giá. Hắn tuyển bí cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, trong tiểu thuyết hắn cũng là ở bên trong bắt được cơ duyên. Mà nguyên cốt truyện bên trong, tu chân giới loạn thành một nồi cháo, các tông ốc còn không mang nổi mình ốc, ai cũng chưa không quản này đàn thân truyền đi lưu. Tự nhiên cũng không nhiều như vậy cản trở. Ngươi! Hắn hừ lạnh một tiếng, làm ngươi sư huynh tới còn kém không nhiều lắm. Chu Hành Vân cũng chưa tỏ thái độ, kết quả trước hết tỏ thái độ chính là Diệp Kiều, là thật ngoài dự đoán. Ta sư huynh không rảnh, ta tới là được. Thấy Vấn Kiếm Tông tông chủ nhíu mày tự hồ muốn nói ra điểm nói cái gì, Diệp Kiều đoạt ở hắn phía trước nói, minh bạch, ta tiếp ngươi nhất chiêu, mới làm ta mang đội có phải hay không? Khi nếu không ba chiêu thế nào? Ta tiếp ngươi ba chiêu, trực tiếp đem Diệp Thanh Hàn đá, ta đến mang đội. Vấn Kiếm Tông tông chủ bị nàng cười đến có chút tâm tắc. Trong mắt mặt trầm điến vài phần lạnh lẽo, ngươi tưởng thế hắn. Ngươi xác định. Đừng nói ba chiêu, lấy Diệp Kiều hiện tại cảnh giới, nhất chiêu đều chịu không nổi. Lời này vừa nói ra, vô số hoặc nhiều hoặc ít ánh mắt dừng lại ở Diệp Kiều trên người, có kinh ngạc, có lo lắng còn có xem kịch vui. Nguyên anh sơ kỳ tưởng tiếp tông chủ ba chiêu. Tư Diệu Ngôn, Diệp Kiều điên rồi. Diệp Kiều là thích Diệp Thanh Hàn đi, trực tiếp một anh giữ ải, vạn anh khó vào, thế Diệp Thanh Hàn tiếp ba chiêu. Miễu Miễu phủng mặt nửa ngày, áp xuống thét chói tai, lẩm bẩm tự nói, này đều không phải ái. Luyến ái não mau câm miệng. Nàng không tiếp cũng có những người khác tiếp, không tiếp được hậu quả đó là Vấn Kiếm Tông sẽ không dễ dàng nhả ra. Tiểu sư thúc nói qua, Diệp Thanh Hàn không thể thay thế. Vậy không có biện pháp. Thượng bái, còn có thể làm sao bây giờ? Diệp Kiều vươn tay khoa tay múa chân hạ con số, hơi hơi lui về phía sau, cười đến sáng sủa, đừng sớm như vậy liền kết luận a, liền ba chiêu, ta tiếp ngươi ba chiêu, ngươi làm ta mang đội. Lại còn có chưa thử qua, như thế nào biết ta không được? Diệp Thanh Hàn mang đội khả năng sẽ dẫn phát bên trong mâu thuẫn, mặc kệ là Tần Hoài vẫn là Tống Hàn Thanh đều sẽ không phục hắn. Diệp Kiều thống trị lực nhưng thật ra trước nay xa cao hơn mặt khác thân truyền, luận thực lực quả thực là cái mê. Này diễn thật đúng là càng ngày càng xuất sắc. Chúc Ưu cùng Diệp Thanh Hàn cơ hồ đồng thời ngạc nhiên nhìn hắn, giật giật cánh môi, Diệp Thanh Hàn tưởng nói chuyện, Chúc Ưu che lại hắn miệng, hỏa tốc làm hắn câm miệng, nàng có thể tiếp, ngươi tiếp không được, nhưng nàng tuyệt địa có thể, yên tâm. Diệp Kiều dám nói như vậy, nàng cảnh giới hóa thần dưới tình huống, tuyệt đối là không thành vấn đề. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ đứng ra. Chúc Ưu hung hăng nhẹ nhàng thở ra, liền lôi túng làm Diệp Thanh Hàn đừng như vậy đầu thiết đi thượng, quả thực cứu thiên mệnh a Diệp Kiều. Có chút việc vui người thuần thuần xem náo nhiệt không chê sự mà hô một tiếng, như vậy, ai đồng ý, ai phản đối. Những người này là hiểu đổ thêm dầu vào lửa. Ta đồng ý. Đoạn Hoành đao mới vừa cao cao giơ lên tay, theo sau bị Tần Hoài một cái tát chụp trên bàn. Tần Hoài cũng muốn mang đội, nhưng hắn tuyệt đối nói không nên lời tiếp tông chủ tam trưởng loại này lời nói tới, kia chính là Vấn Kiếm Tông tông chủ. Xa cao hơn mặt khác tông môn tông chủ thực lực tồn tại. Nàng làm sao dám? Trong đại điện đều là khe khẽ nói nhỏ thanh, nàng nhĩ lực nhạy bén còn có thể nghe được không ít đệ tử nghị luận thanh. Ta cảm thấy hiện giờ đều đã rất điên khùng, không nghĩ tới vương giả phía trên còn phải là Diệp Kiều. Ai đi cản một chút? Nàng sư huynh cũng chưa động đâu. Định liệu trước. Là ở trang vẫn là không có sợ hãi. Dám đảm đương mặt hạ Vấn Kiếm Tông mặt mũi người không nhiều lắm, thả không đề cập tới nàng chỉ là cái đệ tử. Mặc dù là trưởng lão cấp bậc cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra nói đến đây. Ngươi lá gan rất đại a. À. Đối phương nhàn nhạt cười, Diệp Kiều. Càng ngày càng vô pháp vô thiên. Còn hảo. Nàng biểu tình bất biến, tự hồ không nghe ra tới hắn ngụ ý, chủ yếu là ta cho rằng so với Nguyệt Thanh Tông Vân Ngân Tông chủ, ngài tính tình muốn tốt hơn không ít. Lại lần nữa bị cu Vân Ngân. Sở Hành Chi hít một hơi thật sâu, nhìn nhà mình sư phụ tự tin bộ dáng, gãi gãi mặt, có điểm thay người xấu hổ tật xấu phạm vào. Bọn họ trước đó biết Diệp Kiều chân thật cảnh giới, hơn nữa giúp người khác bảo mật, này đạo nghĩa bọn họ là có. Nếu Trường Minh Tông không có tuyên dương đi ra ngoài, cũng liền đại biểu bọn họ cũng không muốn đem chuyện này bại lộ ở đại chúng dưới, hồi tông giữa lưng chiếu không tuyên. Ai đều không có hướng lên trên mặt hội báo. Nhưng nếu sư phụ chủ động hỏi, bọn họ nói không chừng còn sẽ hội báo một chút. Nhưng mà bởi vì là chuồng êm xuống núi, Vấn Kiếm Tông tông chủ đối bọn họ xuống núi chuyện này không biết gì. Tự nhiên mà vậy cũng liền không hỏi. Không hỏi hậu quả đó là nhà mình sư phụ tự tin cho rằng chính mình một chưởng đem Diệp Kiều đánh bay. Sở Hành Chi gãi gãi đầu, nhìn nhà mình sư phụ muốn nói lại thôi, cuối cùng vì đại sư huynh tiền đồ suy nghĩ, hắn vẫn là sáng suốt lựa chọn câm miệng. Vấn đề là, này mẹ nó liền xấu hổ a. Vấn Kiếm Tông tông chủ nhiều năm như vậy tới còn chưa từng bị như vậy khiêu khích quá. Vân Ngân cũng cảm thấy nàng là càng ngày càng kiêu ngạo. Phía trước nàng cũng kiêu ngạo, nhưng trước nay đều chỉ ở những cái đó thân truyền nhóm trước mặt, hiện giờ thẳng chỉ Vấn Kiếm Tông, hắn nhịn không được nhăn nhăn mày. Mắng một tiếng, Diệp Kiều. Lúc này Vân Ngân đã quên trước mắt cái này cũng không phải hắn ban đầu có thể dễ dàng đắn đo đệ tử. Diệp Kiều chỉ bình đạm nhìn hắn một cái, làm lơ hắn thấp mắng. Vân Ngân thấy Tần Phạn Phạn không nhẹ không nặng nhìn lướt qua, hắn tự giác vượt qua chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng. Theo sau trầm mặt nhìn một màn này. Cảm thấy trước mắt một màn có chút tương tự. Nhưng bất đồng chính là, khi đó quỳ gối hạ đầu, chỉ có thể bị động chịu Diệp Kiều, chủ động đưa ra tiếp Vấn Kiếm Tông tông chủ ba chiêu. Nếu đệ nhất hạ ngươi cũng chưa tiếp được đâu. Hắn ý tứ thực rõ ràng, muốn cho Diệp Kiều ngoan ngoãn nhận sai. Khi còn có thể làm sao bây giờ? Ta nếu tiếp không được, vậy tính ngươi ngưu bức bái. Diệp Kiều trả lời cũng nhanh chóng, chỉ là trả lời xong về sau, Vấn Kiếm Tông tông chủ mặt hỏa tốc đen xuống dưới. Sở Hành Chi yên lặng giơ ngón tay cái lên, tuyệt. lần đầu nhìn đến có người có thể đem bọn họ sư phụ cấp khắc chế. Thấy chuyện tới hiện giờ Diệp Kiều đều không có nửa điểm chịu thua ý tứ, Vấn Kiếm Tông tông chủ khóe môi độ cung đông lạnh. Không biết trời cao đất dày. Cùng với này một tiếng bí mật mang theo uy áp lãnh sắc, có lẽ là ý định phải cho nàng cái giáo huấn. Chiêu thứ nhất không chút nào thu lực, khủng bố linh áp cùng với chưởng phong lấy thế không thể đỡ lực đạo triều hạ đầu Diệp Kiều chém ra.